Hạo Phong nhíu mày nói. Chuyện gì đây? Hạo Phong có chém thử mấy đao, những điểm nối tan vỡ nhưng tách rời thành các điểm nối càng nhỏ bé hơn. Diệp Nam Thiên sắc mặt khó xem nói. Quy tắc tỏa. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đúng là quy tắc tỏa, trừ phi hủy nguyên lực lượng quy tắc hoặc tìm ra cách thu lưới về, nếu không thì khó khăn. Nhưng không biết điểm đen này là gì mà không đập nát được. Lý Vân Tiêu giơ tay lên ngưng tụ một đẻm băng sát tâm diễm. Băng sát tâm diễm phừng một tiếng bay vào một điểm đen, đốt xèo xèo. Đốm đen chẳng sợ ngọn lửa, ngược lại bị đốt cháy rút đi sắc đen dần biến trắng. Đây là... Người Lý Vân Tiêu run rẩy, lạc giọng. Nghe hồng thạch. Lý Vân Tiêu xoe tròn mắt, những đá vụn nhỏ như hạt cát không a ngò là nghe hồng thạch. Hoặc nên nói không hoàn toàn nghe hồng thạch, vừa rồi đốm đen bị băng sát tâm diễm đốt cháy mới lộ ra chút đặc tính nghe hồng thạch, bị Lý Vân Tiêu cảm ứng được. Danh từ nghe hồng thạch đối với cường giả có mặt đều không xa lạ gì, bọn họ hoàn toàn biến sắc mặt. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Những thứ này chắc là nguyên thạch sơ giai, chưa hoàn toàn diễn biến thành nghe hồng thạch. Mới rồi ta đốt cháy chỉ tăng thêm diễn biến của nó nhưng không hoàn mỹ. Lý Vân Tiêu vươn tay chạm vào một điểm, cảm nhận sự khác lạ, khác hẳn với nghe hồng thạch thật sự. Phương xa truyền đến tiếng cười gằn. Chậc chậc, khó khăn lắm tạo ra quy tắc tỏa nhưng chỉ bắt được một con cá, thật lãng phí. Nhưng đây là con cá lớn. Quanh cổ ma tỉnh xuất hiện một nam nhân áo đen, mắt lóe tia sáng kỳ lạ, là vũ thần phó chức hóa thần hải. Từ cổ ma tỉnh tuôn ra ma khí ồ ạt không dứt, rất nhiều vũ giả tùy theo bay. Thoáng chốc có hơn ngàn người, rậm rạp như sao trên trời. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu hết sức khó xem. Những vũ giả này chính là ma túc hóa thần hải lúc trước, có một số không phải ma tu nhưng bây giờ nhập ma theo. Vấn đề hơn phân nửa nằm ở những huyền khí, đan dược chắc chắn che giấu cái gì đó. Hơn nữa huyền khí, đan dược truyền ra từ hóa thần hải, không biết phạm vi ảnh hưởng, khuếch tán thế nào, e rằng nguyên thiên vũ giới gặp rắc rối to. Vũ thần cười khẩy nói. Quy tắc tỏa này dùng phôi liệu nghê hồng nguyên thạch chế tạo ra, khó khăn gian khổ rất khó tưởng tượng. Nghe nói mỗi điểm nối có ít nhất một vong hồn ma sát. Mọi người hết hồn, trên quy tắc tỏa có ít nhất mấy ức đốm đen, vậy bao nhiêu ma sát đã chết. Vũ thần nhìn biểu tình giật mình của mọi người, có vẻ rất thỏa mãn. Vũ thần cười to bảo. Ha ha ha. Các ngươi không cần đau lòng, những ma sát này vốn là sinh linh cơ sở nhất ma giới, các đại nhân ma quân toàn dùng chúng nó luyện đan, luyện khí, hoặc trực tiếp ăn sống. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Những ma sát trở thành vũ khí đều là thân bất do kỷ, không giống đại nhân ngài đây chủ động dâng lên, quả nhiên cao cấp hơn ma sát nhiều. Vũ thần nổi giận. Ngươi đang mỉa mai ta. Lý Vân Tiêu nói. Không dám, đại nhân mang theo nhiều lâu la bên người. Ta nhìn còn sợ, nào dám mỉa mai. Lát nữa phải cầu xin đại nhân nương tay tha cho ta một mạng. Đúng rồi, lỗ thông tử đâu? Ở trong giếng làm cái trò gì mà không lên? Vũ thần nghe thấy kỳ kỳ, tức giận hừ mũi. Ta không cần biết trong lòng ngươi nghĩ gì, hôm nay ta phải rửa nhục, dùng máu của ngươi rửa sạch khuất nhục ngươi đã mang cho ta. Còn về vu thuật trưởng đại nhân, ngươi sẽ không có cơ hội gặp nữa. Sắc mặt vũ thần âm trầm vung tay lên. Đám vũ giả phô thiên cái địa bay đi. Hơn ngàn người tụ tập che kín bầu trời. Linh Mục Địch nói. Đám vật hy sinh này không đơn giản, Lý Vân Tiêu gật gù. Mọi người hãy cẩn thận chút, những vũ giả ma tu không sợ chết, cực kỳ thô bạo, giết chóc, hơn phân nửa là quân tốt thí của lỗ thông tử để tiêu hao lực lượng chúng ta. Đối thủ càng đáng sợ hơn e rằng nằm sâu trong cổ ma tỉnh. Mắt Hạo Phong lạnh băng lạnh lùng nói. Vật hy sinh lợi hại đến mấy vẫn chỉ là tốt thí. Hạo Phong giơ niết nguyên đao trước tiên xông hướng đám vũ giả ma tu. Đao quang chợt lóe, vài tên vũ giả ma tu nháy mắt bị chém đứt, nửa người trên giận dữ gầm rú, dù người đứt lìa nhưng chưa chết. Mặt cắt không phun ra máu mà là ma nguyên. Thân trên vũ giả ma tu bay một vòng trên bầu trời rồi dính trở lại, thân hình hoàn chỉnh như ban đầu. Vũ giả ba phe đều kinh hoàng. Không thể nào. Thần thức điều tra thấy những vũ giả ma tu đúng là không chết nhưng tiết khí nhiều. Nguy rồi, đám ma tu toàn là thể xác, thân hình có ma vật bám người. Linh Mục Địch giật mình kêu lên. Ma vật bám người vũ giả để đối kháng giới lực áp chế. Tia sáng trong mắt Hạo Phong càng lạnh, tay nâng đao rơi.
mấy vũ giả ma tu bị chém thành 7, 8 khúc không thể lành lại nữa, miệng phát ra tiếng gầm giống tuyệt vọng, nổ đi đùng. Oa 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 oa. Một đống ma sát tách ra bay đầy trời cuối cùng táp hướng Hạo Phong. Chỉ số thông minh của ma sát rất thấp, nhưng mang theo chấp niệm trước khi chết của vũ giả, bài xích lực lượng ngoài ma khí, cảm ứng vũ giả ba phái nên ma sát hùa nhau táp tới. Năm ngón tay Lý Vân Tiêu co lại nắm lôi điện dày tay vỗ ra ngoài, hóa thành ngàn vạn lôi long xuyên qua hư không tạc nổ tất cả ma sát. Người hai trận doanh lao vào nhau, bắt đầu chém giết. Nhiều vũ giả ma tu nổ tung, các loại ma sát bay tứ tán, cả hư không lộn xộn rối loạn. Bên cổ ma tỉnh, vũ thần lạnh lùng nhìn, mắt luôn theo dõi Lý Vân Tiêu, ánh mắt toát ra hận thù và sát khí. Đột nhiên một đoàn ma ảnh hiện ra bên cạnh vũ thần làm người gã run rẩy, thấy rõ người đến vội chắp tay cung kính nói. Hình đại nhân, hình liếc chiến trường, hỏi. Có nhiều cường giả vậy sao? Không giống với tình báo các ngươi cung cấp. Giọng hình lạnh băng thấu xương hù vũ thần giật bắn người, teo tim nói. Những người này chắc toàn ra từ vĩnh sinh chi giới. Tổng trưởng đại nhân đã báo cáo với man đại nhân về chuyện vĩnh sinh chi giới. Hình âm trầm nói. À, vĩnh sinh chi giới sao? Tụ tập tinh anh thiên vũ giới sống sót từ 91 vạn năm nay. Ha ha ha, vậy để bọn họ chôn sống toàn bộ tại đây đi. Người vũ thần run rẩy, hơi sợ hãi nhưng nhiều hơn nữa là hưng phấn và điên cuồng. Vũ thần liếm môi. Tuân lệnh. Hình mắt lóe tia sáng lạnh. Cường giả và chân long ngày trước giết phân thân của man đại nhân đâu? Tại sao không có đây? Vũ thần trả lời. Chúng ta tạm thời không biết cường giả đó là ai, chân long thì sớm không phải tồn tại giới vương cảnh ngày trước, thực lực không ngừng rớt xuống, không đáng lo. Hình lạnh lùng nói. Kém đến mấy cũng là chân long, phải thừa dịp giết sớm mới tốt. Vâng vâng. Vũ thần vội nói. Đợi giết những người đó rồi bước tiếp theo của chúng ta là đi điều tra cường giả giết phân thân của man đại nhân, và tìm ra chân long hơn nữa đánh chết. Hình gật đầu, nói. Vậy Lý Vân Tiêu có được giới thần bi, có thể tham gia lục đạo ma binh có đây không? Vũ thần hào hứng chỉ vào chiến trường, nói ngay. Có, là người đó. Con người hình có giúp nhìn theo hướng được chỉ, mắt bắn ra tia sáng. Là thiếu niên kia sao? Trên Lý Vân Tiêu ung dung bình tĩnh, tay phải cầm kiếm, mỗi một kiếm chém ra tiện lấy mạng một người. Tất cả vũ giả ma tu trúng kiếm của Lý Vân Tiêu đều nổ chết, ma sát trực tiếp hóa thành ma khí. Vũ thần hận ngứa răng, mặt đầy oán thù. Đúng, là người đó. Đó là... Hình đột nhiên kêu lên. Nghe hồng thạch chế tạo ma kiếm. Mỗi lần kiếm thương chạm hồng đâm ra là có băng sát tâm diễm nổi trên thân kiếm. Nên đám ma tu không có cơ hội bắn ra ma sát. Hình mắt lóe tia sáng, một tay bắt ấn miệng lầm rầm, ánh sáng màu nâu sậm dâng lên trên người, nhiều phù văn lấp lánh trong ánh sáng. Vũ thần giật mình kêu lên. Ám diêm giáp trụ. Trong khoảnh khắc giáp trụ trùm lên người hình chỉ lộ ra đôi mắt, tham lam nhìn chằm chằm kiếm trong tay Lý Vân Tiêu. Hình nhấc chân một bước đi vào hư không. Vũ thần mừng rỡ, thầm nghĩ Lý Vân Tiêu chết chắc rồi, hưng phấn nhìn phía trước. Lý Vân Tiêu đang chém giết vài tên ma tu, đột nhiên cảm giác cực kỳ nguy hiểm buông xuống. Lý Vân Tiêu giật mình xoay người lùi ra sau. Đôi chân Lý Vân Tiêu đạp vị trí kỳ lạ một phân thành hai, hai tàn ảnh giao nhau lùi ra sau, tới lui xuyên qua mấy vũ giả ma tu bên cạnh người. Bùm 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 bùm. Mấy vũ giả ma tu kỳ dị nổ banh xác, nổ ra rất nhiều ma sát bị sợ hãi hú hét chạy tứ tán. Con người Lý Vân Tiêu co rút. Nháy mắt bắt giữ bóng dáng của đối phương, vung trường kiếm lên vạch vô số đường kiếm đâm thẳng. Xoẹt 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 xoẹt. Kiếm phun ra muôn vàn kiếm khí như một đóa sen lớn từ trên trời rơi xuống, từ từ nở rộ. Ngọn lửa trăng bập bùng cháy trong hoa sen đốt cháy hư không. Đột nhiên từ trong kiếm khí hoa sen phát ra tiếng giống to. Growl. Một bóng người vỗ mấy trường, ma phù to lớn thoáng hiện trên bầu trời đè ép bốn phía. Ầm 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 ầm. Kiếm khí và ngọn lửa nổ tung hóa thành vô số mảnh nhỏ kiếm khí sắc bén và hỏa hao bay tứ tán, ngộ thương mấy chục người. Đám đông xung quanh giật nảy mình cuống cuồng bỏ chạy, tránh ra khoảng trống mấy trăm trượng. Chỗ vụ nổ hình chậm rãi xuất hiện, tất cả vũ giả ma tu ôm lòng sợ hãi không dám đi vào chân không này. Khúc Hồng Nhan ở phương xa giật mình kêu lên. Phi Dương. Khúc Hồng Nhan muốn giết ra một con đường.
sợ Lý Vân Tiêu gặp nguy hiểm. Bất đắc dĩ có quá nhiều ma tu, giết hoài không hết. Ma sát càng như hằng hà xa sổ, giết mệt bở hơi tai. Lý Vân Tiêu hét to. Tất cả đừng tới đây. Mấy người khác muốn tiến lên nghe vậy liền từ bỏ, tập trung chém giết đám ma tu. Hình vươn tay ra. Đưa Nghê Hồng ma kiếm cho ta. Lý Vân Tiêu nhướng chân mày, khinh thường nói. Cho ngươi, có lợi gì? Hình đáp. Có lẽ sẽ giữ lại được cái mạng, Lý Vân Tiêu bật cười. Có lẽ sao? Hình gật đầu nói. Bởi vì ta định tách lực lượng ma chủ đế trong người của ngươi ra, không chừng sẽ làm ngươi chết nên không thể bảo đảm. Lý Vân Tiêu nói. Trước tiên hãy nói xem ngươi là cái khỉ gì? Hình nói. Hình, ma quân nhị giai tòa hạ của Man Đại Nhân. Lý Vân Tiêu nheo mắt lặp lại. Man Đại Nhân. Lý Vân Tiêu nhớ tới người bám trên thân thể Giận Vũ trong Vĩnh Sinh Chi Giới. Man Đại Nhân là ma quân mấy giai? Tam giai, tứ giai, hình như rất có thân phận, uy vọng. Hình nói. Hừ, vô chi, đây là Thiên Vũ giới tự phân chia đúng không? Ma quân chỉ chia hai đẳng cấp đối ứng với hai cảnh giới trưởng thiên, hư cực của Thiên Vũ giới. Lên trên nữa mà ma chi tôn giả, đối ứng tạo hóa cảnh của Thiên Vũ giới, Man Đại Nhân là ma tôn. Lý Vân Tiêu lòng máy động hỏi. Ma giới có mấy vị ma tôn? Tồn tại trên ma tôn đối ứng với giới vương cảnh là cái gì? Hình châm chọc. Ha ha ha, người muốn nghe thực lực ma giới. Ha 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 ha. Dù biết thì sao, trên ma tôn là đỉnh một giới, là thánh ma. Cho người biết, ngày xưa ma chủ đế đại nhân là thánh ma có được lục đạo ma binh chính là ma chủ. Mắt hình lóe tia giễu cợt, cười khinh miệt. Trận chiến hôm nay là đất chôn xương của các ngươi, biết nhiều chỉ tăng thêm buồn phiền vô ích. Chết cũng không vui gì, bị ai biết bao. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi giữ kín miệng chỉ vì lòng lo lắng, bởi vì ngươi vốn không hề nắm chắc sẽ giết được chúng ta. Trong hư không này tuy nhiều ma đầu nhưng chỉ toàn là vật hy sinh, ngươi có con mắt hãy tự xem đi. Bốn phía vẫn vang tiếng hú hét ầm ĩ, càng nhiều ma đầu chứng minh nhiều ma tu bị giết, tuy khá nhiều vũ giả ba phái chết nhưng đa số tu vi dưới thần cảnh, chưa bị tổn thương nguyên khí thật sự. Ngược lại vũ giả ma tu bị tầm ăn diện tích lớn, hơn phân nửa chết đi toàn bị cường giả từ trưởng thiên trở lên trong ba phái giết. Đối phương không chống cự nổi phần lực lượng này. Hình không thèm quan tâm sống chết của đám người đó, vẻ mặt tràn đầy châm chọc khinh thường nói. Hừ, một đám lâu la, đều là cặn bã thiên vũ giới, cho rằng tu luyện ma công là có thể đánh đồng với ma tộc sao. Chỉ là chó săn của chúng ta. Lòng Lý Vân Tiêu trùng xuống, thầm la nguy rồi. Câu nói này tiết lộ ra tin tức vô cùng quan trọng, chứng minh ma tộc không xem trọng lực lượng hóa thần hải. Mắt hình bắn ra tia cười tà. Cho ngươi biết thêm một tin tức để ngươi hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Có 8 vị ma tôn đại nhân thống ngự ma giới, Man Đại Nhân chỉ là một trong mấy người đó. Lòng Lý Vân Tiêu vô cùng rung động. 8 vị. Lần đầu tiên Lý Vân Tiêu biết thực lực của cường giả đỉnh cao nhất ma giới. Còn thánh ma thì sao? Hình cuồng cười. Ha ha ha, vẫn còn mơ tìm hiểu tin tức thánh ma. Đừng nói 8 vị ma tôn, chỉ tính Man Đại Nhân đã có thể xóa sổ giới này. Hình có nghe Lỗ Thông Tử nói tình trạng hiện tại của Thiên Vũ giới. Hình cho rằng Thiên Vũ giới không có vì một vị tạo hóa cảnh nào, thực lực của gã đã là đỉnh, chênh lệch giữa hai giới như vực sâu. Hình từng bước áp sát, trong mắt tràn đầy hưng phấn, khát vọng và tham lam. Ngoan ngoãn giao Nghê Hồng ma kiếm cho ta, bản quân sẽ ban cho ngươi khỏi chết. Toàn thân hình ẩn trong giáp tụ không thấy rõ khuôn mặt, nhưng đôi mắt đã lộ rõ trong lòng gã nghĩ gì. Hình lật tay chộp, gằn giọng. Lại đây. Hư không vang tiếng nổ điếc tai, hư không sụp xuống lòng bàn tay hình, lấy gã làm trung tâm hình thành vòng xoáy to lớn. Ma tu vũ giả trong phạm vi trăm trượng bị ảnh hưởng đều biến sắc mặt, thì triển ra định thân thuật để tránh bị lực hút kéo đi. Lý Vân Tiêu cũng thi triển định thân pháp đứng yên tại chỗ, ánh sáng vàng lấp lánh trên người. Nhưng lực lượng đó quá mạnh kéo Lý Vân Tiêu không ngừng tiến lên, lao hướng tủng tâm vòng xoáy, lòng bàn tay của hình. Lý Vân Tiêu giơ tay lên, ánh sáng màu lục lượn vòng ngưng tụ ra đâu xuất thiên phong. Tay trái Lý Vân Tiêu thì ngón tay như đao, lôi quang lấp lánh trên ngón tay, cùng với thân thể di chuyển kéo cái đuôi tia chớp thật dài. Hai người bốn mắt giao nhau, ánh mắt lạnh băng đối chọi. Khoảng cách không ngừng áp sát.
cách mấy trăm trượng tất cả vũ giả đang chém giết đều giật mình phân tâm nhìn hướng chân không. Khi khoảng cách rút ngắn đến 10 trượng chi thì Lý Vân Tiêu tấn công trước. Chết đi! Đầu xuất thiên phong đón gió lớn lên bỗng nhiên oanh kích tới. Ánh sáng màu lục chiếu rọi vạn trượng, đầu xuất thiên phong nháy mắt biến to nửa mẫu, phô thiên cái địa đè xuống, tiếng gió rít sắc nhọn vang lên, uy thế kinh người. Hình chìm trong bóng ma, bé nhỏ như kiến, mắt hình bắn ra tia tàn nhẫn, đầu mày hiện ra ma văn như nụ hoa. Bàn tay thâu tóm vạn trượng bỗng chộp một cái, không gian rung bần bật, đầu xuất thiên phong cũng bị ảnh hưởng thế đi khựng lại, ánh sáng đông lại. Hình lạnh lùng quát, khiếu phong tê, năm ngón như vuốt vỗ ra ngoài. Một trường ấn xuyên thấu ánh sáng màu lung đánh vào người đầu xuất thiên phong, vang tiếng nổ điếc tai nhức óc. Vô số tia sáng đen bắn ra nua ta mất ánh sáng màu lục, linh quang trên đầu xuất thiên phong vụt tắt. Nhưng hình phát ra tiếng rên rỉ. Trong mắt lộ tia kinh hoàng, thân hình bên trong giáp trụ bao bọc phát ra tiếng vỡ nát. Ngọn núi và bóng dáng hình thấp thoáng ẩn hiện trong tia sáng đen, lấp lóe mấy cái mới hiện ra từ đằng sau. Đầu xuất thiên phong bị đánh tan linh quang tan rã, biến trở về kích cỡ nắm tay. Người hình lắc lư vài cái rồi bay ra sau. Lý Vân Tiêu tiến lên trước thu đầu xuất thiên phong vào lòng bàn tay, lại bước ra bước chân, xúc địa thành thốn đuổi theo hình. Đối phương cứng rắn đỡ đầu xuất thiên phong hiển nhiên đã bị thương, muốn chạy trốn. Nhưng một ma quân nhị giai chắc chắn là một trong thống lĩnh chủ yếu trên chiến trường này, tuyệt đối không thể thả đi. Trong hư không ngưng kết ra bàn tay sấm sét to lớn che không gian mấy mẫu như diều hâu bắt gà con chộp hướng hình. Vũ thần ở phía xa sợ hãi ngây ra như phỗng, hình ở trong vũ thần là cường đại đến tột độ vậy mà thua trong một chiêu, chật vật chạy trốn. Vũ thần tự hưng phấn biến lạnh lẽo. Tin tưởng nháy mắt sụp đổ. Mắt hình tràn đầy âm trầm nhìn móng vuốt sấm sét chụp xuống. Hình không bị thương nặng đến nỗi không thể chiến đấu, tuy rằng bị thương nhưng không nghiêm trọng, thậm chí không ảnh hưởng cái gì. Chẳng qua giáp trụ trên người có vết nứt, nếu đánh tiếp rất có thể sẽ vỡ nát. Âm diêm giáp trụ là lỗ thông tử thu gom tài liệu đỉnh cao của hai giới, tốn nhiều công sức mới luyện chế ra, có thể cân đối giới lực thiên vũ giới thì mỗi món đều là báu vật vô giá. Ma quân nhị giai thuộc hạ của man không phải mỗi người đều có. Nếu bộ giáp bị hư hao khi hình trở về chắc chắn nhận trừng phạt. Nghiêm trọng hơn là bộ giáp bị hỏng hình sẽ bị giới lực ức chế, không chừng chết tại đây. Nên khi bộ giáp nứt ra thì hình không lo chuyện cướp giật nghê hồng ma kiếm nữa, xoay người chạy ngay. Bàn tay sấm sét nhanh như tia chớp chụp xuống, hình không nghĩ nhiều sắc mặt âm trầm vung tay đánh một đấm. Quyền kinh lượn vòng. Ma khí phun ra biến thành nắm đấm to lớn nghênh đón. Bùm! Trong không gian hư vô to lớn, hai quyền trưởng to cỡ mấy mẫu va chạm vào nhau, một xanh một đen, hai màu sắc đan xen quấn quanh, không ngừng xé rách đối phương. Ầm 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 ầm. Bàn tay sấm sét liên tục bị xé ra, ma quyền chiếm ưu thế hơn. Sau khi nghiền nát bàn tay sét thì ma quyền cũng nứt vỡ hóa thành vô số ma quang bắn tứ tán, biến mất phía tận cùng hư không. Lý Vân Tiêu đang định đuổi theo đánh tiếp chợt khựng lại. Ủa? Lý Vân Tiêu cứ tưởng hình bị thương nặng nên mới trốn, vì vậy định một hơi bắt gã. Nhưng cú đấm vừa rồi kình khí tràn đầy, cực kỳ mạnh mẽ, vết thương nhẹ hơn Lý Vân Tiêu suy đoán. Hình đánh một kích sau dựa thế lộn mấy vòng ra sau, trở về bên cạnh vũ thần. Hình một tay bắt ấn, ám diêm giáp trụ tan biến lộ ra người thật. Vũ thần phập phồng lo sợ hỏi. Hình đại nhân. Có sao không? Hình tức giận hừ mũi. Hừ, ta làm sao có chuyện được? Mắt hình bắn ra tia sáng lạnh nhìn vũ thần chằm chằm làm gã sợ hãi vội ngậm miệng lại. Hình sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói. Đòn vừa rồi khiến ám diêm giáp trụ có khe nứt. Cái gì? Vũ thần giật bắn người, hoảng sợ kêu lên. Ám diêm giáp trụ cực kỳ cứng rắn, đủ để nhận một nửa lực lượng của đại nhân. Mắt hình tóe lửa. Không đủ. Một nửa còn kém xa. Hình lạnh lùng nói. Ta cần giáp trụ mạnh hơn nữa. Hình bỗng nhìn vũ thần đăm đăm, hai tay bấu vai vũ thần. Ngươi hãy luyện cho ta. Hai vai vũ thần đau nhức như có con dao tách các phần gân, xương, thịt, cổ ra. Vũ thần đau đớn nói. Đại nhân, ta luyện không ra. Mắt hình bắn tia hung ác chất chứa chút sát ý. Sao không luyện ra, chẳng phải ngươi là thuật luyện sư sao? Vũ thần bị ánh mắt đó nhìn làm người lạnh lẽo.
Vũ Thần run giọng nói. Dù là thuật luyện sư cũng chia ra đẳng cấp, phương hướng. Đương thời chỉ có thuật trưởng đại nhân mới biết. Hình chửi. Hừ, phế vật. Hình thả hai tay ra, thu về lệ khí toàn thân, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu đang chém giết ở phía xa. Hình nói. Đám Lâu La này không đỡ được bao lâu, đợt công kích thứ hai nên đi ra đúng không? Vũ Thần lấy tấm gương đồng ra, đánh ra vài ấn quyết. Kính lấp lánh ánh sáng, có hình ảnh hiện ra. Sâu trong cổ ma tỉnh, phía trước giới bích xếp hàng quả cầu thật lớn. Giới bích hiện ra mấy trăm, hàng ngàn trận pháp, ma khí ngập trời tuôn ra từ trận pháp liên tục rót vào những quả cầu. Vũ Thần thu về tầm mắt. Sắp rồi. Hừ, Lỗ Thông Tử làm có chút chuyện mà cũng lâu lắc, nhân loại các ngươi toàn lề mề như vậy. Hình cực kỳ bất mãn rồi không thể chút ra, đành chửi Vũ Thần xối xả, răn dậy như chửi con cháu mình. Hình xoay tròn mắt nhìn bên ngoài quy tắc tỏa chói Diệp Nam Thiên, lòng dâng lên cảm giác kỳ diệu. Người đó là ai? Vũ Thần nhìn theo ánh mắt Hình, một nam nhân như con rối kim loại đứng bên ngoài quy tắc tỏa, hai tay ôm kiếm, mặt lạnh lẽo. Vũ Thần không biết người đó, đánh lắc đầu. Hình nổi giận mắng. Phế vật, gì cũng không biết. Vũ Thần tức giận mặt trắng bệch, dáng kiềm nén lửa giận. Trong quy tắc tỏa, Diệp Nam Thiên không ngừng đánh ra bắt ấn nghiên cứu cách phá giải sợi xích. Diệp Nam Thiên chợt ngẩng đầu nhìn người bên ngoài quy tắc tỏa. Người kim loại này đến từ Thiên Vũ Minh, chỉ có tu vi quy chân thần cảnh, luôn không nói không rằng, không biết đang định làm gì mà cứ đứng yên bên ngoài. Diệp Nam Thiên tò mò hỏi. Ngươi là ai? Người kim loại lần đầu tiên mở miệng nói. Ta đang quan sát quy tắc tỏa, có lẽ ta sẽ chặt đứt nó được. Ngươi sao? Diệp Nam Thiên tỏ rõ không tin nhưng vẫn thân thiện nói. Vậy làm phiền các hạ thử xem. Người kim loại cầm kiếm, từng luồng sáng vàng bắn ra từ thanh kiếm, lại là một số chữ kỳ lạ. Thanh kiếm bỗng chốc trong suốt. Diệp Nam Thiên lộ vẻ giật mình. Kiếm này cực kỳ sắc bén khiến Diệp Nam Thiên cảm nhận cái gì đó hạo nhiên chính khí, dường như có tác dụng khắc chế ma vật. Người kim loại giơ kiếm lên bỗng chém xuống. Bùm 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 bùm. Vô số điếm nối nổ tung trước kiếm thế, vỡ thành ma nguyên. Khe hở bị kiếm chém rách đang từ từ khép lại. Diệp Nam Thiên trợn mắt há hốc mồm nhìn, mừng như điên reo lên. Không phân liệt ra. Giây sau khe hở tự động khép lại, điểm nối xung quanh từ từ di chuyển tới không gian đó như tự cân đối lực lượng. Phương xa, Hình và Vũ Thần nhìn ngây người, đồng thanh kêu lên. Không thể nào. Vũ Thần ngơ ngác lẩm bẩm. Sao? Sao có thể như vậy? Hình mắt tròn mắt dẹt, nhưng sau đó tỉnh táo lại ngay, lạnh lùng nói. Chắc chắn do thanh kiếm kia, đó là kiếm gì? Vũ Thần không trả lời được vì hoàn toàn không biết là kiếm gì mà có thể chém rách quy tắc tỏa được. Người kim loại lại giơ kiếm lên. Đại nhân cẩn thận. Kiếm lại nổi lên ánh sáng vàng, muôn vàn khí tượng, có tiếng thú gầm từ trong kiếm. Người kim loại vận dụng kiếm thế. Hình hét to. Ngăn hắn lại, ngăn tên đó lại, mau xông lên giết hắn đi. Thanh âm truyền đến, một số ma tu gần người kim loại dường như bị chấn nhiếp cùng bỏ rơi đối thủ ban đầu xông hướng người kim loại. Nhưng vũ giả ba phái làm sao cho ma tu như ý. Vũ giả kéo nhau lao hướng quy tắc tỏa, giết đám ma tu. Người kim loại hét chói tai. Hạo nhiên thiên trinh quyết. Nhát kiếm chém ra, kiếm ảnh rầm rộ như cam lộ mưa đổ đánh vào quy tắc tỏa. Vô số điểm nối chớp mắt nổ bùm bùm nứt ra. Quy tắc tỏa mừng như điên. Đa tạ. Diệp Nam Thiên bước ra ngoài ngửa đầu hú ba tiếng, chắp tay nói. Xin hỏi cao danh quý tính của các hạ. Người kim loại thu kiếm về. Mạc Cảnh Châu. Người kim loại là tổ tiên Mạc Gai, luôn bám vào trong thiên chu đãng ma kiếm, dùng thần luyện cương chế tạo thân thể đi theo linh mục địch đến đây. Mạc Cảnh Châu. Diệp Nam Thiên thầm lặp đi lặp lại mấy lần. Cảm thấy vô cùng xa lạ. Nhưng mặc kệ nó, người này thuộc Thiên Vũ Minh là Diệp Nam Thiên đã rất vui vẻ. Diệp Nam Thiên chắp tay. Một lần nữa xin đa tạ. Mạc Cảnh Châu nói. Cùng là người Chu Ma, khách sáo rồi. Diệp Nam Thiên cảm kích gật đầu, không nói nhiều. Diệp Nam Thiên ngửa đuộp hú vài tiếng, vọt người lên biến mất tại chỗ. Dường như bị áp lực lâu nên Diệp Nam Thiên lao ngay với chiến trường, tựa như con rồng vàng bay lượn. Nơi đi qua vang tiếng hét thảm liên tục. Hình nổi khùng lên túm cổ áo Vũ Thần,
quát nạt. Bao lâu nữa, mất bao lâu mới ấp trứng ra cửu mang dũng. Phú thần bị siết cổ thở không nổi, bị nghẹn mặt đỏ rực. Ta không biết. Một thanh âm ung dung vang lên. Ha ha ha, tính kiên nhẫn của hình đại nhân kém vậy sao? Dường như cổ ma tỉnh có thay đổi, từ trạng thái tĩnh bắt đầu xoay tròn khuếch tán, rất nhanh biến to gấp mấy lần. Miệng giếng tựa như một tinh huệ lấp lánh lực lượng khủng bố. Tinh hệ làm phông nền, lỗ thông tử chống gậy bạc xuất hiện, mặt cười tủm tỉm. Hình giật mình, vui vẻ hỏi. Thành công. Lỗ thông tử gật đầu, lát sau lại lắc đầu, hình sắc mặt âm trầm tức giận quát. Rốt cuộc có thành công hay không? Lỗ thông tử trả lời. Thành công nhưng, cũng thất bại. Hình. Chấm. Hình lạnh lùng nói. Đổi lại người nói ăn nói kiểu đó với ta thì lúc này đã thành mảnh vụn trong vũ trụ. Lỗ thông tử mỉm cười nói. Ha ha ha, cho nên lão hủ mới bảo là tính kiên nhẫn của hình đại nhân kém. Hình cắn răng chửi. Bà nói ngươi, mau nói tiếng người với ta. Hình nóng nảy mắt bốc lửa, tóc dựng đứng, hận không thể ăn thịt lỗ thông tử. Lỗ thông tử ngừng giỡn nhây, vẻ mặt nghiêm túc nói. Mang Dũng đã tới kỳ ấp trứng nhưng hơi khác với hình dạng dự tính. Hình kinh ngạc hỏi. Khác gì? Lỗ thông tử vung tay lên, mang quang lấp lánh trải ra thành tấm mảnh, bên trong có mấy động vật mập mạp mấp máy bỏ tới lui, bụng to gần như chạm đất, không thấy hai chân đâu. Hai cánh tay rất mảnh khảnh, kém xa thân hình, đầu vừa dẹp vừa dài, ánh mắt hung tợn, sau lưng có đôi cánh thịt. Hình ngơ ngác hỏi. Đây là nguyên tượng chí mang sao? Lỗ thông tử gật đầu nói. Chắc vì bị biến dị, mang Dũng lấy từ ma giới, ở trong thiên vũ giới quá lâu, bị giới lực ảnh hưởng sản sinh ra chút biến dị cũng cực kỳ bình thường. Nhưng mà, hình vỗ trán nói. Nguyên tượng chí mang mập như vậy, chiến đấu được không? Lỗ thông tử mỉm cười, trong mắt đột nhiên bắn ra tia sáng hưng phấn nói. Ha ha ha, đâu chỉ có thể chiến đấu, thứ này sinh ra ở ma giới, ra đời tại thiên vũ giới. Chịu ảnh hưởng giới lực áp chế từ hai giới, mạnh hơn nguyên tượng chí mang trong ma giới nhiều. Nên gọi đây là siêu nguyên tượng chí mang hoặc nguyên tượng chí mang đời thứ hai. Nguyên tượng chí mang đời thứ hai. Trán hình nổi gân xanh phẩy tay nói. Đừng nói dài dòng nữa, mau kêu mấy thứ đó ra chiến đấu đi. Còn nữa, ám diêm giáp trụ của ta đã vỡ, mau sửa lại giúp ta. Lỗ thông tử hờ hững nhìn hình. Sửa lại giáp trụ không thể làm nhanh trong thời gian ngắn, hình đại nhân hãy kiên nhẫn một chút. Mặt mày hình lộ vẻ tức giận nhưng không nói gì thêm. Lỗ thông tử giơ tay trái lên, năm ngón bắt ấn trước mặt. Miệng giếng to sau lưng lỗ thông tử lại xoay tròn ra ngoài như đóa hoa lôi xòe cánh, như tinh tỏa to lớn đang diễn biến. Thay đổi này khiến vũ giả ba phái chú ý. Tất cả ma tu cùng một lúc bất chấp tất cả thụt lùi ra sau. Một số ma tu thà rằng bị truy sát trọng thương cũng quyết tâm bỏ chiến chạy trốn. Vũ giả ba phái tinh thần phấn khởi thừa dịp đuổi theo giết chóc. Diệp Nam Thiên hét to. Đừng đuổi giặc cùng đường. Nhưng có mấy vũ giả đã rượt theo đi xa, đột nhiên phía trước một mảnh hắc ám khuếch tán, vèo một tiếng bao bọn họ lại. Cả vũ giả mất tích. Lý Vân Tiêu giật nảy mình, chính hắn cũng không thể tìm kiếm mấy vũ giả trong bóng tối, bọn họ như đột nhiên biến mất. Diệp Nam Thiên giật mình kêu lên. Đó là cái gì? Ánh sáng màu đen phun ra từ tinh vân như đóa hoa, nguyên cổ ma tỉnh diễn biến càng lúc càng quái dị. Mắt Lý Vân Tiêu tràn ngập giật mình kêu lên. Dường như tinh tòa này ẩn chứa trận lực, nếu rơi vào trong sẽ rắc rối. Nhưng mặc kệ thế nào thì miệng giếng chính là chỗ mắt trận, phá vỡ nó thì nguyên tinh tòa sẽ bị hủy diệt. Diệp Nam Thiên trầm giọng nói. Được, để ta đi phá mắt trận. Mọi người nghe lệnh, hiện tại giao quyền chỉ huy cao nhất cho Lý Vân Tiêu. Diệp Nam Thiên nói xong người phát ra ánh sáng vàng biến mất tại chỗ. Lý Vân Tiêu cao giọng quát. Mọi người rút lui ngàn trượng, ánh sáng đen này hơi kỳ lạ, tuyệt đối đừng để mình rơi vào trong. Một đám vũ giả hóa thành độn quang lùi ra sau, thụt lùi ra ngàn trượng mới dừng lại. Rất nhanh vị trí các vũ giả từng đứng bị ánh sáng đen nuốt hết. Tinh tòa như đóa hoa không ngừng diễn biến mở rộng, Diệp Nam Thiên tiến lên trước cũng mất hút, nhưng với diệu pháp linh mục của Lý Vân Tiêu mơ hồ thấy ánh sáng vàng lấp lánh, có lẽ Diệp Nam Thiên tạm thời an toàn. Linh mục địch trầm giọng nói. Ta nhớ ra rồi, những ánh sáng đen này là ma vụ quang,
đi vào trong sẽ mất ngũ cảm lục thức, rất dễ khiến đầu váng mắt hoa, không biết phương hướng, cảm xúc táo bạo. Nhưng thứ này không quá mạnh, có khắp nơi trong ma giới, chỉ cần dùng lực lượng nguyên tố là có thể phá mở nó. Lý Vân Tiêu tùy tay ném đốm lửa ra, lửa nổ tung trong không trung diễn biến thành tân quý ly diễm quang khuếch tán theo hình quạt. Ánh sáng chui vào ma vụ chiếu sáng rực rỡ, xua tan một nửa ma vụ. Nhưng giây lát tân quý ly diễm quang bị cắn nuốt, lại trở về sắc đen. Lý Vân Tiêu nói, có thể được, các vị đi theo ta phá mắt trận. Nếu có người điều khiển được lực lượng nguyên tố thì có thể hành động một mình. Người Lý Vân Tiêu giấy lên cơn gió biến thành cá sấu nhỏ xíu nằm trên vai hắn. Cá sấu bỗng nhiên phun ra hơi thở, cơn gió lồng lộng thổi tan ma vụ lộ ra con đường bằng pha ưng. Lý Vân Tiêu nói, ta đi đầu tiên, các người theo sát. Nếu ta roi vào trong trận thì Linh Mục Địch đại nhân trở thành chỉ huy tối cao. Linh Mục Địch, người kim loại này. Trừ Thiên Vũ Minh ra vũ giả đảo Huyền Ly, Thánh Vực tỏ vẻ ngạc nhiên, biểu tình kỳ dị. Lý Vân Tiêu đảm đương chỉ huy tối cao tuy có người lòng không phục nhưng biểu hiện dọc đường đi của hắn khiến mọi người miễn cưỡng chấp nhận. Linh Mục Địch không có thân thể, bám vào thân khôi lỗi kim loại, tu vi chẳng có gì đặc sắc, lấy gì phục chúng. Thế là có người la lên tỏ vẻ bất mãn. Hạo Phong chợt dùng mình, nghi ngờ quan sát Linh Mục Địch, rụt rè hỏi. Các hạ chính là, Bắc Vực Chi Vương này xưa sao? Linh Mục Địch gật đầu nói. Không ngờ còn có người nhớ đến bổn tọa. Tính cách của Linh Mục Địch vốn không muốn khoe ra thân phận đè người, nhưng đang lúc phi thường, không thể theo ý mình. Linh Mục Địch phải phục chúng với tốc độ nhanh nhất, thành người thay thế khi Lý Vân Tiêu gặp tình huống bất chắc. Mới có thể ổn định tình hình vào lúc nguy cấp nhất. Cái gì? Hắn là Linh Mục Địch, Vương Bắc Vực, một trong tứ vương ngày xưa. Các tiếng kêu giật mình vang lên, lao nhao ồn ào. Người Thánh Vực nhíu mày, xa lạ với cái tên này. Cường giả đảo Huyền Ly thì giật bắn người, đảo chủ của bọn họ ngày xưa cũng là một trong tứ vương. Hiện tại gọi tứ vương là vì Diệp Kình Vũ kỷ niệm bốn người mới thiết kế ra, vương vị. Hạo Phong nghiêm nghị chắp tay nói. Thì ra là Mục Địch đại nhân, lúc trước đã thất kính. Nhiều vũ giả lộ vẻ tôn kính chắp tay hành lễ. Linh Mục Địch phất tay nói. Các vị đừng khách sáo, đều lấy việc Chu Ma làm nhiệm vụ của mình. Xin hãy vứt bỏ các loại thành kiến, tin tưởng vào nhau, chung sức đồng lòng. Hạo Phong trả lời ngay. Mục Địch đại nhân nói đúng. Hạo Phong mở miệng thì những người khác không còn ý kiến ý có gì. Lý Vân Tiêu nói. Đi đi. Đã chậm trễ thời gian nhiều rồi, chỉ mong Diệp Nam Thiên và mấy vị bằng hữu khác bình yên. Rất nhanh ma vụ nuốt hết con đường luồng gió mở ra, xâm lấn vị trí mọi người đứng. Cá sấu lại phun ra một hơi mở đường. Con đường này nhỏ hẹp nhưng cái trước nhiều, cá sấu ngạc nhiên nhíu mày. Đám người Lý Vân Tiêu cũng phát hiện nhưng không nghĩ nhiều, cho rằng cá sấu không đủ sức. Chiến đấu trước đó có nhiều vũ đế cao giai đã chết. Giờ phút này còn lại gần 200 người đều bay vào con đường. Trước cổ ma tỉnh, Lỗ Thông Tử A vẫn một tay bắt ấn, cầm gậy chống màu bạc. Nhưng trường bào rách dưới nhiều, mặt Lỗ Thông Tử không còn vẻ ung dung bình tĩnh, trán nổi gân xanh. Hình đứng một bên biểu tình khó xem dường như tiêu hao rất lớn, ngực phập phồng kịch liệt, lạnh lùng âm hiểm nhìn phía trước. Cách hai người mấy chục trượng, toàn thân Diệp Nam Thiên tỏa ánh sáng vàng ngồi xếp bằng hư không. Thuyền Nặc Á thoáng hiện lô lửng trên trán Diệp Nam Thiên không ngừng bắn ra ánh sáng vàng nhưng bị chặn lại cách thân thể ba trượng, không thể xuyên thấu. Quanh người Diệp Nam Thiên có từng tầng quả cầu ma quang hình tròn bao vây, có 9 tầng. 9 tầng quả cầu ma quang dính với nhau chậm rãi dung hợp. Đi vào. Lỗ Thông Tử lộ vẻ mặt mừng như điên, cười to bảo. Ha ha ha, Lý Vân Tiêu đúng là kẻ tài cao gan lớn, nhưng hắn còn hơi non. Cho rằng lực lượng nguyên tố có thể xua tan ma vụ. Phán đoán sai lầm này đủ để bọn họ vạn kiếp bất phục. Mặt hình trắng như tờ giấy, gã hơi khỏe lại mở miệng nói. Coi như nghe được một tin tốt, nếu là ma vụ bình thường thì có thể dùng lực lượng nguyên tố xua tan nhưng đây là ma vụ mà Man đại nhân lấy từ bầu trời thánh ma cốc, lơ lửng ước vạn năm không thay đổi. Dù là bản quân cũng không muốn dính vào thứ này. Lỗ Thông Tử nói. Trong ma vụ bỏ vào 10 con nguyên tượng chí mang đời thứ hai, bọn họ có chắp cánh cũng khó bay, tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Trong quả cầu ma quang, Diệp Nam Thiên nghe vậy mặt không chút máu, mắt lộ vẻ sốt ruột.
Hai tay Diệp Nam Thiên nhanh chóng bắt ấn, phù văn màu vàng như trăm con bướm vờn hoa bay múa bốn phía, phối hợp ánh sáng thánh khí trên trán điên cuồng công kích quả cầu ma quang. Quả cầu ma quang chấn động kịch liệt, chín tầng dung hợp bị cản trở bắt đầu tách ra hướng ngược lại. Sắc mặt Hình Xa Sầm lạnh lùng nói. Lỗ thông tử, trước tiên tìm cách giết người đi, thực lực của người này quá khủng khiếp, e rằng cách tạo hóa cảnh chỉ có một bước. Cánh tay cầm gậy chống màu bạc của Lỗ thông tử cũng run rẩy, vẻ mặt nghĩ mà run lắc đầu nói. Muốn giết người rất khó khăn, ít nhất lực lượng của đại nhân và ta không được. Chờ nguyên tượng chí mang đời thứ hai giết hết đám vũ giả rồi tập hợp lực lượng lại giết hắn. Hình lo lắng hỏi. Chín tầng mang dũng có thể chống đỡ đến lúc đó sao? Vốn là 10 tầng nhưng bị hắn thuận tay phá vỡ một tầng, đúng là lực lượng đáng sợ. Trong mắt Hình tràn đầy e ngại nói. Sợ là người này mạnh nhất thiên vũ giới. Lỗ thông tử nói. Ta không dám chắc có mạnh nhất không nhưng ít ra cỡ 3 hoặc 5 hạng đầu. Hình gật gù, không nói gì nữa. Lỗ thông tử nói. Ta điều 3 con nguyên tượng chí mang đời thứ 2 đi giết Lý Vân Tiêu trước. Lý Vân Tiêu là người của thiên mệnh, phải nhanh chóng trừ khử hắn. Hình nhíu mày hỏi. Ba con, vừa rồi ta đã biết lực lượng của đời thứ 2, không cần thiết, 1 con đủ rồi, 2 con đi là an toàn chắc chắn. Lỗ thông tử cười gằn. Cẩn thận thì lái thuyền được vạn năm, dù 3 con đi thì ta vẫn không yên tâm được. Vũ thần đứng một bên nghe toát mồ hôi lạnh, nhớ lại 4 phía khủng bố vừa rồi. Lỗ thông tử và Hình hợp sức nhưng vẫn bị Diệp Nam Thiên đè đầu đánh, 1 con nguyên tượng chí mang tham gia liền xoay chuyển thế cục. Thế là lỗ thông tử rảnh tay dùng 10 mang dũng hóa trận nhốt Diệp Nam Thiên lại. Nguyên tượng chí mang đáng sợ như thế vậy mà phái 3 con đi chỉ vì đối phó Lý Vân Tiêu. Hình gật đầu nói. Đúng là phải bảo đảm không có sơ suất gì, vừa lúc để ta đi vào đốc chiến. Phú thần ngẩn ra, lộ biểu tình kỳ dị. Hình đi đốc chiến làm gì? Lỗ thông tử mỉm cười nói. Hình đại nhân mới tiêu hao rất nhiều ma lực, lại bị giới lực áp chế thôi đừng đấu chiến. Đại nhân hãy vào giữa mắt trận để phục hồi đi. Hình nói. Cố, thuộc tính ma vụ này cực mạnh, ở trong sương mù này ta bị áp chế không quá rõ ràng. Thân phận Lý Vân Tiêu không giống bình thường, ta phải xác nhận hắn chết rồi mới yên tâm. Hình nói xong xoay người lao vào ma vụ. Lỗ thông tử mỉm cười nói. Đại nhân muốn phân lực lượng ma chủ thì đúng hơn. Hình khựng người tại chỗ như bị trúng định thân thuật, khó thể nhúc nhích. Lỗ thông tử cười tươi. Hình đại nhân thế này là không được, lực lượng của ma chủ đế là địa y cực kỳ quan trọng mà man đại nhân đã dặn đi dặn lại, đại nhân dám độc chiếm sao? Hình bỗng nhiên xoay người, giận dữ hét lên. Câm miệng, ai nói bổn tọa muốn độc chiếm? Bổn tọa chỉ muốn tìm ra lực lượng đó kính hiến cho man đại nhân. Nếu Lý Vân Tiêu bị giết thì lực lượng này sẽ biến mất, người gánh nổi trách nhiệm này không? Mắt Hình rực lửa, biểu tình cực kỳ khó xem. Lỗ thông tử lắc đầu nguầy nguậy, ung dung nói. Ha ha ha, không gánh nổi, thật sự. Hình nổi giận chửi. Vậy ngươi lề mề cái gì? Cứt. Hình bị lỗ thông tử nhìn thấu ý tưởng, quê quá hóa giận chửi một tràng rồi xoay người đi. Lỗ thông tử ở sau lưng Hình mở miệng nói. Chẳng lẽ Hình đại nhân thật sự không muốn có lực lượng của ma chủ đế sao? Nó liên quan tới lục đạo ma binh. Ta còn biết trong tay Lý Vân Tiêu có Nghê Hồng Thạch, đó là then chốt tiến giai ma tôn. Hình lại lần nữa ngừng lại, quay đầu cười lạnh nói. Bổn tọa trung thành một lòng với man đại nhân, ngươi đừng hòng châm ngòi ly gián. Lỗ thông tử cười nói. Ha ha, đại nhân hiểu lầm, ngươi thấy lỗ thông tử ta là loại người này sao? Nên biết lực lượng ma chủ không chỉ có một phần này, kính hiến lực lượng ma chủ cho man đại nhân hoàn toàn không xung đột với phần mình có được. Mắt lỗ thông tử lóe tia gian xảo yên lặng nhìn Hình, như ăn chắc đối phương. Hình cực kỳ chán ghét lỗ thông tử, chỉ muốn cho ăn đấm. Nhưng sức hấp dẫn lục đạo ma binh quá lớn, có tẩm lỗ thông tử cỡ nào Hình cũng dám nhịn. Hình cắn răng nói. Sốt cuộc ngươi đang nói gì, có ý gì thì cứ nói thẳng ra đi. Lỗ thông tử cười âm hiểm. Hi hi, chuyện này miễn ta không nói ra thì sẽ không ai biết. Hình đại nhân có thể trước tiên luyện hóa Nghê Hồng Thạch rồi lĩnh ngộ lục đạo ma binh. Hình trầm giọng hỏi. Điều kiện thì sao, trên đời không có bữa cơm miễn phí. Lỗ thông tử cười nói. Miễn đại nhân lập tâm thể nợ ta một nhân tình là được. Chỉ đơn giản vậy sao?
Hình lạnh lùng nói. Sợ là tương lai sẽ trả giá gấp 10 lần cho nhân tình này cũng không trả hết. Lỗ Thông Tử nheo mắt, tia sáng lạnh bắn ra từ khe mắt. Gấp 10, trên đời có thứ quý giá hơn Nghê Hồng Thạch, lục đạo ma binh gấp 10 lần sao? Hình cũng là nhân vật hào kiệt, trầm ngâm một lúc liền đồng ý. Được, ta hứa với ngươi. Hình thề ngay. Nếu ta lấy được lực lượng ma chủ và Nghê Hồng Thạch từ tay Lý Vân Tiêu thì nợ ngươi một nhân tình, nếu không trả lại sẽ bị thiên ma ăn người, vạn kiếp bất phục. Tốt, ha 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 ha. Hình đại nhân đúng là sảng khoái. Tâm tình Lỗ Thông Tử rất tốt, cười ngoác mồm. Sau này chúng ta là người một nhà, mong hình đại nhân giúp đỡ nhiều hơn. Hình phất tay. Rồi rồi, bây giờ đại nhân rất nổi bật trước mặt Man đại nhân, là ta cầu đại nhân giúp đỡ mới đúng. Lỗ Thông Tử nói. Đường tương lai còn dài, mọi người nắm tay sóng vai nhau, giúp đỡ đối phương. Hình gật đầu nói. Ta lập tức đi nhìn xem Lý Vân Tiêu chết chưa. Lỗ Thông Tử nói. Đại nhân bị thương không nhẹ, ta có viên đan dược cực kỳ bổ dưỡng cho ma tộc, đại nhân hãy cầm đi trị thương. Thêm nữa, phụ thần, hình đại nhân hành động không tiện, người đi cùng hình đại nhân. Chiếc nhẫn màu đen trên tay Lỗ Thông Tử chợt lóe, một chiếc hộp ngọc rơi vào lòng bàn tay, đưa tới trước. Phụ thần ngây người, không dám cãi lại, vội gật đầu nói. Vâng vâng. Hình bí hiểm liếc phụ thần, nhận lấy hộp ngọc mở ra xem, là một viên đan dược màu xanh biếc. Hình nhìn chăm chú một lúc, trong ma giới tuy có người luyện đan nhưng hiếm hoi. Có thời gian sức lực luyện đan chẳng bằng nuốt mấy thập phương hung hồn sát, thậm chí là vài ma quân bồi bổ, nên đan dược rất thưa thớt. Hình do dự một lúc sau bỏ đan dược vào miệng, nuốt cái ực. Mấy giây sau hình biến sắc mặt, mắt bắn ra tia sáng hỏi. Đây là đan dược gì? Lỗ Thông Tử nói. Lão hủ nghiên cứu ra, tên của nó là bổ ma đan. Bổ ma đan. Bổ ma đan, lời ít ý nhiều, một câu chính xác. Hình hưng phấn hỏi. Đại nhân còn loại đan này không? Cho ta thêm mấy viên được không? Cảm giác giống như trực tiếp tiêu hóa một con thập phương hung hồn sát. Cái gọi là tiêu hóa tức là trực tiếp hấp thu lực lượng một con thập phương hung hồn sát. Bọn họ nuốt trên 10 con chưa chắc có thể hấp thu hoàn chỉnh một con, nhưng đan dược này đơn giản làm được. Lỗ Thông Tử cười khổ lắc đầu nói. Ta dùng thập phương hung hồn sát luyện chế ra đan dược này, ba con mới luyện ra một viên, tiêu hao rất lớn. Hình lộ biểu tình thất vọng nói. Ba con luyện một con cũng đã rất lợi hại, lần sau ta bắt một ít thập phương hung hồn sát cho đại nhân, hy vọng đại nhân đa giúp ta luyện chế vài viên. Lỗ Thông Tử cười nói. Được được. Hình gật đầu, quan hệ giữa hai người dường như kéo gần hơn. Hình liếc phũ thần. Đi thôi. Hai người lao vào trong ma vụ, mất hút. Lỗ Thông Tử nhìn bọn họ biến mất, trầm ngâm một lúc sau đi tới trước Mang Dũng, nhìn Diệp Nam Thiên vùng vẫy ở bên trong. Lỗ Thông Tử mỉm cười vung tay phải trước mặt, một hàng phù ấn hiện ra bay lên dán vào Mang Dũng. 9 tầng Mang Dũng biến đổi, từ từ mấp máy lại dung hợp. Con người Diệp Nam Thiên nở to tràn đầy tức giận rồi lại bất lực, chỉ có thể phát cuồng công kích Mang Dũng, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Trong ma vụ, cá sấu không ngừng thổi khí đánh tan sương mù. Nhưng đường càng ngày càng hẹp. Đi một lát sau Lý Vân Tiêu bỗng nhiên ngừng lại, sắc mặt thay đổi. Nguy rồi, rắc rối. Mấy người ngừng lại, giật mình hỏi. Sao vậy? Linh Mục Địch tiến lên nhìn bốn phía. Huyễn trận sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Không phải, nhưng chắc chắn chúng ta đã lạc đường. Dùng mắt ước lượng khoảng cách cộng thêm tốc độ của chúng ta thì nên đến từ lâu. Linh Mục Địch nói, ta nghi lâu rồi, dọc đường đi chỉ một đường thẳng tắp không quẹo. Lý Vân Tiêu biểu tình khó xem vỗ cá sa ấu trên vai mình, mắng. Chưa ăn cơm sao, thổi mạnh lên. Vù 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 vù. Cá sấu nhảy vọt lên bỗng nhiên hình dạng hóa thành bán thú, há to miệng thổi vài luồng gió sắc bén thổi bốn phía. Ma vụ từ bốn phía không ngừng xâm nhập, 200 vũ giả chen lấn vào giữa sợ đụng phải sương mù. Luồng gió thổi qua mọi người xua tan ma vụ, nhưng lực yếu hầu như không đem lại tác dụng lớn, chỉ giảm chậm một lúc. Lý Vân Tiêu cực kỳ biến sắc mặt, hắn biết cá sấu đã hết sức. Lý Vân Tiêu trầm giọng quát. Bay lên cao. 5 ngón tay Lý Vân Tiêu co lại, một đống tân quý ly diễm quang bay ra bắn lên trời. Ánh sáng lao vào ma vụ mở ra một con đường. Lý Vân Tiêu quát to.
đi theo ta. Đám người linh mục địch hiểu ngay, trong ma vụ chất chứa lực lượng không gian quái dị. Một đám cường giả bị đùa giỡn, không đi thông bốn hướng đông tây nam bắc được, chỉ có thể thử lên trời và xuống đất. Nhưng tân quý ly diễm quang mới xông ra vài tê âm trượng thì ma vụ bốn phía đột nhiên trở nên kịch liệt, cuồn cuộn như mây đen ngòm giáng xuống, nuốt hết những ánh sáng. Ma vụ điên cuồng gào thét biến thành hình dạng ma sát to lớn bên trên, nó gào rú lao xuống, há to mồm tá, lớn cỡ mấy chục mẫu, vượt qua không gian. Vũ giả ba phái cảm giác như bầu trời đổ sụp xuống, toàn bộ ma vụ như cự thú sống. Linh mục địch giật mình kêu lên. Sao có thể như vậy? Đây không phải ma vụ bình thường. Nhưng đã muộn, ma sát khủng bố táp, mọi người bị nuốt vào. Ma sát nhắm mắt lại, thân hình từ từ hòa tan biến thành ma vụ bình thường hòa vào bốn phía. Trong ma vụ truyền đến tiếng kinh kêu của vũ giả ba phái. Sương mù này có chất ăn mòn rất mạnh, tuyệt đối đừng để dính vào da. Bọn họ rối loạn lao nhao. Mọi người bình tĩnh lại, đứng yên tại chỗ đừng nhúc nhích. Lý Vân Tiêu cao giọng quát. Ma vụ này có thuộc tính không gian, nếu rối loạn sẽ bị lạc bên trong. Không nhúc nhích thì làm sao? Chẳng lẽ cứ ở đây sao? Có người bất mãn kêu lên. Chúng ta nên tiếp tục bay lên cao, tuy tính ăn mòn của sương mù này mạnh nhưng so với thực lực của chúng ta thì chẳng đáng gì. Đúng vậy, nên điều tra rõ phương hướng rồi sớm đi ra ngoài. Mọi người đều phụ họa. Lý Vân Tiêu hét to. Đừng vội, sương mù này kỳ dị đã vượt qua dự đoán của chúng ta, hãy nghĩ cách toàn vẹn rồi hành động sau, không thì dễ dàng bị động. Còn bị động thế nào nữa? Bây giờ đã rất bị động. Đúng rồi, Lý Vân Tiêu có tài năng lãnh đạo thật sự. Thoáng cái đã hại chúng ta rơi vào tuyệt cảnh. Hừ, chúng ta gặp mỹ nữ nhiều còn hơn hắn thấy nữ nhân, hắn có tài năng gì? Chẳng phải được Diệp Nam Thiên Đại Nhân thưởng thức. Ai, sớm biết rắc rối nhưng không ngờ đến mau vậy. Các chúng ta nghi ngờ, bất mãn nổi lên bốn phía, truyền tới trước. Đám người Lý Vân Tiêu nghe, biểu tình cực kỳ khó xem. Bản thân Lý Vân Tiêu cũng hơi tự trách, hắn mang nhiều người vào thì nên chú ý cẩn thận một ít, chia thành từng nhóm vào thì đã không như hiện tại. Linh mục địch tiến lên trước. Ổn định tâm tính, mọi người có thể loạn, nhưng ngươi không thể. Lòng Lý Vân Tiêu rung lên toát mồ hôi lạnh, thoát khỏi tâm tính tự trách. Lý Vân Tiêu cảm kích gật đầu hướng linh mục địch. Linh mục địch nói. Đừng hoảng, dù sao đây là lần đầu tiên ngươi nắm quyền chiến dịch lớn thế này. Ta tin tưởng ngươi nhất định làm được. Lý Vân Tiêu cao giọng quát. Mọi người yên tĩnh đi, giờ phút này chỉ có thể lấy tĩnh chế động, nếu hành động lỗ mãng sẽ càng nguy hiểm hơn. Yên tĩnh cái khỉ gì? Yên tĩnh điềm tĩnh làm mỹ nam tử sao? Yên tĩnh là chờ chết. Đúng rồi, nếu chúng ta bất động, kẻ địch cũng không động vậy là tiêu hao sự nhẫn nại, lực lượng của chúng ta. Chờ chúng ta mỏi mệt bọn họ sẽ lại ra tay. Đúng thế. Phải tự mình tìm đường ra, nếu không muốn chờ chết thì đi theo ta. Một cường giả đảo huyền ly hét to, hai tay chắp trước mặt giơ cao qua đầu biến thành hai luồng cầu vồng rẽ hai bên người. Cường giả quát lớn, người phát ra giải sáng bay lên trời. Hạo Phong nổi giận. Dừng lại hết, còn biết tính kỷ luật không? Người kia cuồng cười. Ha ha, kỷ luật, thứ lỗi khó tuân theo kỷ luật chờ chết. Có vài vũ giả không nhịn được lao lên trời theo. Mọi người hợp sức tách ma vụ ra, nhưng bay lên mấy ngàn trượng thì ánh sáng yếu bớt, bị hắc ám cắn nuốt. Mọi người nuốt nước miếng, không biết kết quả của đám người kia thế nào. Hạo Phong hỏi, Vân Minh Chủ có thấy tình huống của người đó không? Nguyệt Đồng lấp lóe một lúc, Lý Vân Tiêu trả lời. Người kia lơ lửng trên cao không nhúc nhích, chắc đã lạc đường. Nhưng tạm thời không có nguy hiểm. Thật không vậy, thế này cũng nhìn thấy được. Có người trào phúng lộ vẻ nghi ngờ. Nếu giỏi vậy thì đã không biến thành hoàn cảnh hiện tại. Lý Vân Tiêu kiên nhẫn nói. Ta tu luyện diệu pháp linh mục, còn là thập giai thuật thần. Tuy ma vụ cản trở nhưng chỉ suy yếu ánh mắt, thần thức chứ không che chắn hoàn toàn. Đúng là ta có trách nhiệm với tình cảnh trước mắt nhưng hy vọng mọi người hãy tin tưởng ta trước sau như một, lòng người tan rã thì càng khó chu ma hơn. Hạo Phong nói. Vân Minh Chủ nói không sai. Bản vương là người thứ nhất ủng hộ minh chủ. Đám người Thiên Vũ Minh như khúc hồng nhan, Trần Đoạn Thiên cũng lần lượt tỏ thái độ ủng hộ, thế là không còn thanh âm phản đối. Mọi người im lặng công nhận quyền lãnh đạo của Lý Vân Tiêu.
Cường giả có thể tu luyện đến cao giai vũ đế, thậm chí thần cảnh trừ thủy tiên là ngoại lệ đặc biệt ra chẳng ai ngu ngốc, bọn họ hiểu tầm quan trọng của việc đoàn kết một lòng. Lý Vân Tiêu chắp tay nói. Đa tạ các vị tin tưởng, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình dẫn mọi người ra ngoài. Vừa dứt lời, Lý Vân Tiêu đột nhiên biến sắc mặt vụt ngẩng đầu, mắt phải như máu, mắt trái như mực nhìn lên trời. Ủa, đó là cái gì? Lý Vân Tiêu biểu tình cực kỳ khó xem, tràn đầy kinh hoàng. Mắt Lý Vân Tiêu nhìn chăm chú, mấy vũ giả lúc trước bay đi khựng giữa không trung chẳng biết rơi vào ảo cảnh hay sao mà dẫm chân tại chỗ. Trên đầu bọn họ có một con quái vật mập mạp rơi xuống. Quái vật cao 2-30 trượng, tay chân nhỏ xíu. Cái binh nhô cao, trên bụng bóng loáng như ngọc, cánh tay và sau lưng quái vật mọc đầy cục u. Bùm! Khi quái vật đáp xuống liền há mồm phun ma quang ra. Ầm 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 ầm. Mấy vũ giả bị cuốn vào, hai người hét thảm nổ banh xác. Mấy người phản ứng lại, trực tiếp thi triển thần thông phòng ngự. Chuyện gì xảy ra? Biến dị trên bầu trời, tiếng hét thảm dẫn đến vũ giả ba phái khủng hoảng, vội đề phòng. Trán Lý Vân Tiêu ướt mồ hôi lạnh, hắn thu về tầm mắt nhìn chằm chằm đằng trước. Lý Vân Tiêu cắn răng nói. Mọi người hãy cẩn thận, có quái vật. Quái vật. Mọi người nhìn từ phía, cuối cùng dọc theo ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn đằng trước. Hư không phía trước chấn động, trong ma vụ dường như có quái vật rất khủng khiếp đang đi. Lý Vân Tiêu hét to một tiếng. Cẩn thận. Ma vụ phía giạt ra, mấy luồng sáng đen chói mắt bắn tới ngay trán Lý Vân Tiêu. Người Lý Vân Tiêu phát ra ánh sáng thuật thần trực tiếp xoay chuyển không gian. Mấy luồng sáng đen quẹo cua trong ma vụ, dọc theo xoay chuyển không gian xẹt qua mọi người. Tập thể rối loạn chạy tứ tán. Lý Vân Tiêu sợ hết hồn, biết là rắc rối to. Những vũ giả tản ra bốn phía làm hắn mất cảm ứng với họ. Lý Vân Tiêu đang lo lắng thì trên cao đổ xuống bóng ma lớn, mấy con quái vật lao vào hắn. Mọi người bị đòn oanh kích tán loạn rải rác như hạt cát. Lý Vân Tiêu sốt ruột nhưng không có cách nào. Lý Vân Tiêu nhảy vọt lên hóa thành tia chớp chạy đi né tránh quái vật. Ầm 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 ầm. Nguyên tượng chí mang vồ hụt, hét to, ngước đầu lên nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm, lại nhào tới. Lý Vân Tiêu lần nữa hóa lôi độn mấy lần trên trời nhưng thứ kia bám giết không tha. Cánh thịt sau lưng quái vật có thể thuấn di, ma vụ không ngăn cản tầm mắt nguyên tượng chí mang được. Lý Vân Tiêu bị dồn tới đường cùng. Hắn biết không trốn thoát được thế là dừng lại quay đầu đâm một kiếm. Ầm 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 ầm. Nguyên tượng chí mang phun ra luồng ma quang đập vào kiếm quang chấn linh áp khủng bố vỡ nát. Lý Vân Tiêu cảm giác áp lực to lớn ập vào mặt, kiếm thế tan vỡ, so đấu một chiêu đã bị yếu thế. Ầm. Ma quang đánh nát kiếm quang rồi theo quán tính đập vào người Lý Vân Tiêu, hắn thu kiếm giơ ngang người biến thành một mảnh tiểu kiếm giới ngăn lại oanh kích, bị đánh lui mấy chục trượng. Đây là cái gì mà cường đại quá vậy? Lý Vân Tiêu hết sức giật mình, hắn không cảm ứng được ai ở bên cạnh mình nữa, mọi người đã bị phân tán. Lý Vân Tiêu nghĩ đến mấy người khác cũng đối mặt kẻ thù thế này thì lòng hắn lạnh lẽo. Bây giờ Lý Vân Tiêu lo nhất là không biết có mấy con như vậy. Nếu là mấy chục, trăm con thì hậu quả không tưởng tượng nổi, hầu như là kết cuộc đoàn diệt. Mắt Lý Vân Tiêu bắn ra sát khí hung tợn nhìn nguyên tượng chí mang chằm chằm. Nguy rồi, phải nhanh chóng thoát khỏi khốn cảnh này. Một tay Lý Vân Tiêu bấm kiếm quyết, 36 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bay ra lượn vòng quanh nguyên tượng chí mang. Trong phút chốc kiếm giới mở ra, 36 kiếm ngưng tụ kiếm hình như nhà tù nhốt nguyên tượng chí mang vào giữa. Lý Vân Tiêu lại giơ tay, đầu xuất thiên phong chậm rãi dâng lên bay nhanh đi. Nguyên tượng chí mang làm sao cam lòng bị nhốt, hai tay múa may, nguyên tượng chí mang ngửa đầu hét to. Sóng âm dao động khuếch tán ra ngoài, không gian vỡ vụn, kiếm giới rung bần bật. Đôi tay Lý Vân Tiêu thay đổi ấn quyết hét to. Thiên khuyết, mắt phải biến thành nguyệt đồng, tinh thần lực cực mạnh như thực chất ập đến. Trong kiếm giới nổi lên lồng chụp ánh sáng trắng chụp lên người nguyên tượng chí mang ức chế cảm xúc, động tác cuồng bạo. Chỉ chớp mắt đầu xuất thiên phong biến thành ngọn núi nhỏ đột nhiên lao xuống. Ầm 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 ầm, lực lượng cực mạnh đánh vào đầu xuất thiên phong. Lòng núi lung lay dữ dội. Cái gì? Lý Vân Tiêu xoe tròn mắt như ốc bươu, máu dâng trào cổ họng suýt phun ra ngoài. Đầu xuất thiên phong bị va chạm, Lý Vân Tiêu cũng chịu phản phệ. Đằng trước từ khi nào lại xuất hiện một con nguyên tượng chí mang,
thân thể nguyên tượng chí mang đập vào đâu xuất thiên phong để cứu đồng bọn. Grau grau, nguyên tượng chí mang ở bên dưới bị đồng thuật thiên khuyết, kiếm giới nhốt nháy mắt thoát khốn, đánh bay 36 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm. Lý Vân Tiêu không rảnh lo nghĩ bị các loại lực lượng phản phệ, bởi vì cảm giác cơ hội trào dâng trong lòng, sống lưng lạnh ngắt, như thể hắn rơi vào nguy hiểm tột đỏ. Tay trái Lý Vân Tiêu ấn chán điên cuồng thi triển tinh thần lực xoay chuyển không gian. Thuấn di. Một mảnh ma quang giáng xuống, khoảnh khắc phá vỡ không gian xoay chuyển, dù chưa đánh trúng Lý Vân Tiêu nhưng cũng đập nát tinh thần lực, đánh bay người hắn đi. Lý Vân Tiêu thuận thế lùi ra xa vài trăm trượng, hoảng sợ nhìn chằm chằm ba con nguyên tượng chí mang trước mặt. Ba con nguyên tượng chí mang tỏa định thần thức vào Lý Vân Tiêu, loại quái vật này biết thuấn di, hắn gần như không có chỗ tốn. Ba con. Lý Vân Tiêu chửi thầm tám đời tổ tông Lỗ Thông Tử, lòng lạnh băng. Không biết trong ma vụ còn giấu bao nhiêu loại quái vật này, thoạt trông sẽ không ít. E rằng trận chiến này sẽ tổn thương nặng nề. Lý Vân Tiêu lo nhất là an toàn của đám người Thiên Vũ Minh, đặc biệt mấy người hắn rất thân là Khúc Hồng Nhan, Thủy Tiên. Lý Vân Tiêu nét mặt xa sầm nói. Nếu không đi được vậy thì giải quyết hết các ngươi rồi tìm bọn họ sau. Lý Vân Tiêu giơ tay, giới thần bi từ từ bay lên. Tấm bia phát ra ánh sáng vàng lấp lánh, bắn ra thần quang vạn trượng chiếu rọi một phương thiên địa. Dưới ánh sáng giới thần bi đâm xuyên ma vụ, ba con nguyên tượng chí mang cực kỳ khó chịu, liên tục gầm gừ. Trong con mắt to cỡ nắm tay trận chiến này lửa giận. Grau! Ba con nguyên tượng chí mang cuồng giống mấy tiếng, đôi cánh thịt biến mất tại chỗ. Một con nguyên tượng chí mang thuấn di tới đằng trước giới thần bi, hai nắm tay đặt trên bụng, khuỷu tay đánh ra. Các tầng không gian bị đè ép tan vỡ. Đột nhiên ánh sáng lưu lý lấp lánh trước tấm bia, có bóng người lắc lư trong ánh sáng chói mắt. Bóng người hai tay bắt ấn lặng lẽ đẩy ra trước. Vô số chữ màu vàng bay lên khỏi ấn quyết, vô cùng huyền diệu. Trong ấn quyết không ngừng biến ảo các loại đồ án quy tắc, rất là thần diệu. Ầm 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 ầm. Nguyên tượng chí mang đánh vào quyết ấn như va vào tường đồng vách sắt, thân hình mập mạp bị đè ép từ từ biến hình. Bóng người chợt lóe đi tới 10 trượng, giơ tay đánh ra một đấm. Nắm đấm đánh nát ấn quyết của mình đập vào tay nguyên tượng chí mang, phá vỡ ra thì đập vào trong. Ầm 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 ầm. Cơ thể nguyên tượng chí mang nổ ra một mảnh máu thịt. Nguyên tượng chí mang gào rú bị đánh bay đi. Người kia tung nắm đấm xong đứng yên tại chỗ, vẻ mặt hờ hững, đó là bàn nghị. Hai con nguyên tượng chí mang khác cùng xuất hiện hai bên Lý Vân Tiêu, mệnh lệnh hàng đầu cho chúng là giết hắn. Giới thần bi khiến nguyên tượng chí mang rất khó chịu nên mới phái một nguyên tượng chí mang đi phá hủy. Chúng không biết rằng sự khó hiểu đến từ giới lực áp chế, tuy ma vũ ngăn cản phần nào giới lực áp chế nhưng giới lực thông thiên địa. Không chỉ khiến giới lực lại giáng xuống còn tăng mạnh uy lực. Ánh sáng chợt lóe, ma vụ bốn phía bị xua tan. Ma khí từ trên xuống dưới, từ tứ phía tụ tập lại bị hút vào đao. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên phát hiện hàm đao dữ tợn, có linh tính hơn trước kia. Hai con nguyên tượng chí mang nhận ra nguy hiểm, đôi cánh thi triển thuấn di, biến mất tại chỗ. Nhưng đao quang bao phủ không gian lắc nhẹ, có ma quang lấp lánh. Hai con nguyên tượng chí mang lại hiện hình, thuấn di thất bại. Hai con nguyên tượng chí mang sợ hãi gào rú vội vàng hóa thành độn quang bay đi. Ầm 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 ầm. Một đao xẹt qua không trung, con nguyên tượng chí mang thứ nhất chúng đao bị chém thành hai khúc. Con nguyên tượng chí mang thứ hai bị lan đến, một cái cánh thịt bị tước nhưng thoát chết. Lý Vân Tiêu giật nảy mình, hai tay thay đổi ấn quyết. A hàm chảm cốt đao và chân ma pháp cùng biến mất. Giới lực ức chế, hai con nguyên tượng chí mang đáng sợ một chết hai bị thương. Nhưng con nguyên tượng chí mang bị chém đứt hai khúc mình co giật bần bật trên bầu trời rồi từ từ rút lại thành hai quả cầu. Hai con nguyên tượng chí mang bị thương núp trong ma vụ, hấp thu ma khí tẩm bổ vết thương. Rào rào. Hai cục thịt nổ tung biến thành hai con nguyên tượng chí mang nhỏ hơn, người đầy chất lỏng dính đặc, mắt bắn ra tia sắc bén. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ. Những sinh vật ma giới thật thú vị, toàn do đơn vị cấp thấp nhất. Ma sát cấu thành, không ngừng tiến hóa lên. Nếu bị tổn hại nặng, trong tình huống khó thể giữ trạng thái vốn có sẽ tự động phân giải thành thấp hơn một cấp cho đến khi phân giải trở về ma sát rồi hóa thành căn nguyên ma khí, hoàn toàn biến mất. Có bị nổ banh xác quá nghiêm trọng chớp mắt hoàn thành quá trình giáng cấp, trực tiếp hóa thành ma khí tan biến.
Giờ phút này giới thần bi dẫn động giới lực áp chế xuyên thấu ma vụ giáng xuống, mấy con nguyên tượng chí mang không đáng lo. Lý Vân Tiêu trầm giọng quát. Ra tay, giết hết. Lý Vân Tiêu thuấn di tới bên cạnh một con nguyên tượng chí mang nhỏ, năm móng vuốt giấy lên lôi điện, tử long vặn vẹo trong lòng bàn tay đánh ra. Ầm, tử lôi đâm vào bụng nguyên tượng chí mang nhỏ, người nguyên tượng chí mang nhỏ bắn ra hàng vạn lôi quang, nổ cái bùm. Ma sát bay tứ tán đầy trời như con rơi phô thiên cái địa. Hoa hoa hoa, Lý Vân Tiêu lại lần nữa bắt ấn, phất tay bắn ra một mảnh sấm sét hóa thành vô số lôi long xuyên qua không gian, phá nát toàn bộ ma sát. Bùm 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 bùm. Bốn phía vang tiếng nổ đi đùng, ma khí bắn ra, đầy trời đen đặc. Con nguyên tượng chí mang nhỏ hai đã đập cánh thịt bỏ trốn ngay khi Lý Vân Tiêu tấn công. Bàn nghị kịch chiến với con nguyên tượng chí mang lúc trước bị gã đánh thương, đánh giết khó chia lìa. Nhưng quá trình nằm trong tầm khống chế của bàn nghị, chiêu thức xảo diệu, võ y biến hóa đa đoan. Lý Vân Tiêu liếc sơ liền hiểu bàn nghị đang luyện tập, chuyển tất cả võ học đã học được trong thánh vực vào thực chiến. Lý Vân Tiêu câm nín. Bàn nghị thật là một võ si, không phân chia việc gấp và từ từ, không răm rắp nghe lệnh, tất cả hành động với bản thân gã là trung tâm. Con nguyên tượng chí mang khác mất đi một cánh thịt núp trong ma vụ, nó không ra tay giúp trợ đồng bạn. Cơ thể mập mạp phập phồng lên xuống, không biết nguyên tượng chí mang đang làm gì. Con người Lý Vân Tiêu co rút nhìn chăm chú, lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Hai tay con nguyên tượng chí mang túm nguyên tượng chí mang nhỏ lúc trước chạy trốn nhét vào miệng, muốn ăn thịt. Growl. Nguyên tượng chí mang há mồm nuốt, nguyên tượng chí mang nhỏ chui vào bụng nó, cái bụng tròn xoe lại to thêm mấy phần. Nguyên tượng chí mang ngửa đầu rít gào. Growl growl. Cơ thể nguyên tượng chí mang biến to thêm một vòng với tốc độ mắt thường trông thấy, một cánh thịt bị cụt lại mọc mới. Hình dạng nguyên tượng chí mang khác với trước, chủ thể to hơn một vòng, khí thế càng mạnh mẽ. Growl. Nguyên tượng chí mang phát hiện Lý Vân Tiêu đang rình mình, thù mới hận cũ cùng bùng nổ. Nguyên tượng chí mang hét to phun ra mấy luồng ma quang bắn vèo vèo. Ma quang công kích mang theo tỏa định không gian cực mạnh. Lý Vân Tiêu biến sấm sét thử vài loại phá mở không gian nhưng mất hiệu quả, hắn bất đắc dĩ vung kiếm. Thanh Liên kiếm ca. Trên kiếm thương chạm hồng hiện ra chín đóa sen trắng biến thành kiếm khí lửa bắn xuyên qua. Bùm 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 bùm. Mấy công kích đụng vào nhau nổ tung giữa không trung, Lý Vân Tiêu bị dư âm đẩy lùi ra xa mấy bước. Lý Vân Tiêu giật nảy mình. Có chuyện gì? Thực lực nguyên tượng chí mang dường như tăng mạnh vượt bậc, Lý Vân Tiêu cảm thấy thật khó tin. Nếu có thể đơn giản cắn nuốt nâng cao thực lực thì tìm thêm mấy con nguyên tượng chí mang tự ăn nhau vậy chẳng phải là nghịch thiên. Giờ phút này, chính giữa tinh vân, lối vào cổ ma tỉnh. Lỗ Thông Tử một tay bắt ấn, sắc mặt âm trầm như nước. Lỗ Thông Tử chợt mở mắt ra, đôi mắt bắn ra tia sáng hưng phấn. Lỗ Thông Tử mừng như điên hét to. Sốt cuộc. Tiến hóa rồi sao? Lỗ Thông Tử kích động khó the rẻ bình tĩnh. Phía không xa, Diệp Nam Thiên trong mang dũng lạnh lùng nhìn Lỗ Thông Tử, hỏi. Quái vật đó rốt cuộc là cái gì? Lỗ Thông Tử cười phá lên. Ha ha ha, ha 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 ha. Khuôn mặt già nua sáng bừng xứng sống, Lỗ Thông Tử nói. Thứ này gọi là nguyên tượng chí mang, một ma thú cực kỳ lợi hại trong ma giới, thực lực tương đương với ma quân nhị giai. Tức là hư cực thiên vũ giới. Có một số nguyên tượng chí mang có thể tự động tiến hóa đạt đến thực lực ma tôn. Diệp Nam Thiên giật mình kêu lên. Ma tôn. Phi Nghê tức giận quát. Kẻ chơi với lửa sẽ chết cháy. Ha ha ha, cái này thì không cần người lo, Diệp Nam Thiên đại nhân. Lỗ Thông Tử gật gù cười nói. Đa tạ đại nhân đã quan tâm tại hạ. Tâm tình Lỗ Thông Tử rất tốt, tiếp tục huyên thuyên. Tuy khả năng nguyên tượng chí mang tiến giai ma tôn thấp kinh khủng, trong ma giới bây giờ chưa chắc có nguyên tượng chí mang đẳng cấp ma tôn. Sau khi ta nghiên cứu loại ma thú này luôn tìm đủ cách làm chúng biến đổi, nên mới có nguyên tượng chí mang đời thứ hai, tức là thứ mập mạp lúc trước đại nhân trông thấy. Lỗ Thông Tử vung tay lên, một mảnh ma quang khuếch tán biến thành màn tre, bên trên hiện hình một loại ma thú to lớn rất giống với nguyên tượng chí mang mập, hình thể vừa phải, vô cùng hung bạo. Lỗ Thông Tử giải thích rằng, đây là nguyên tượng chí mang bình thường, loại hình duy nhất trong ma giới. Bởi vì lực lượng quá mạnh nên thứ này rất khó phá vách tường, ta
ta và Man đại nhân bàn bạc đưa kén nguyên tượng chí mang tới, ấp trứng trong thiên vũ giới. Diệp Nam Thiên nổi giận chửi, sát khí phun ra. Ngươi đúng là đồ điên, tên điên chết tiệt. Ha ha, đa tạ đại nhân khích lệ. Lỗ Thông Tử rất là đắc ý nói. Kén nguyên tượng chí mang cực kỳ quý giá trong ma giới, mấy năm nay lén đưa tới ước chừng trăm con, Man đại nhân tốn rất nhiều công sức mới tìm được. Bị giới lực thiên vũ giới ức chế không ngừng có kén con chết đi, lão hủ cũng cần vật thí nghiệm nên bị hỏng nhiều con, cuối cùng hình thành 10 con tức là nguyên tượng chí mang đời thứ hai mà đại nhân đã thấy. Mắt Lỗ Thông Tử bắn ra tia sáng kiêng dè sau đó hưng phấn nói. Nhưng mới rồi có con đời thứ hai ăn một nửa thân thể đồng bạn thì lực lượng lại đột phá thêm một tầng, đến tình trạng mà ta bồi dưỡng ra cũng không thể với tới. Thông qua ta quan sát dường như kháng tính với giới lực giới thần bi của nó cũng mạnh lên. Diệp Nam Thiên run rẩy kinh kêu. Đạt tới ma tôn rồi. Lỗ Thông Tử lắc đầu thành thật nói. Còn chưa tới ma tôn, nhưng đẳng cấp ma giới cao hơn thiên vũ giới. Nếu nguyên tượng chí mang có thể hoàn toàn vượt qua giới thần bi áp chế thì ít nhất sẽ phát huy ra lực lượng tạo hóa cảnh. Diệp Nam Thiên trợn mắt há hốc mồm nghe. Nếu ma thú lực lượng tạo hóa cảnh được sản xuất dây chuyền thì mức độ đáng sợ rất khó tưởng tượng. Diệp Nam Thiên lập tức hiểu được sự đáng sợ của Lỗ Thông Tử, người này uy hiếp thiên vũ giới không thua gì một ma tôn, phải nhanh chóng xóa sổ lão. Quyết định xong, vẻ mặt Diệp Nam Thiên quyết tuyệt, một tay bắt ấn trước người, tay kia nâng lên ánh sáng vàng, thuyền nặc á chậm rãi biến ra. Một tay Lỗ Thông Tử bấm các loại quyết ấn đánh vào trong thuyền, ánh sáng vàng như vằn nước dao động. Lực lượng khủng bố khuếch tán. Lỗ Thông Tử cảnh giác quát to. Ngươi làm gì? Chín tầng mang dũng bị chấn phù ấn nổi lên, là phù ấn lúc trước Lỗ Thông Tử đánh vào. Lỗ Thông Tử giật nảy mình ném gậy sắt ra ngoài. Gậy sắt đâm vào mang dũng biến thành ngân giản di thế đánh vào Diệp Nam Thiên. Mắt Diệp Nam Thiên lộ sát cơ. Bổn tọa đã quyết tâm thì những trò vặt vãnh của ngươi chỉ làm bổn tọa buồn cười. Thuyền nặc á bay lên đè ép ngân giản di thế, chấn áp nó. Thân thuyền không ngừng xoay tròn mở rộng bắn ra muôn vàn tia sáng vào vỏ dũng. Ầm 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 ầm. Lực lượng nổ tung trên chiến hạm rời núi lấp biển tràn ra tứ phía. Chín tầng vỏ dũng chống đỡ một giây rồi bị ánh sáng vàng hòa tan, mang dũng như mặt trời chói mắt. Ầm 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 ầm. Lại lần nữa trùng kích, vỏ dũng vỡ nát, lực lượng khủng bố ập hướng Lỗ Thông Tử. Lỗ Thông Tử sắc mặt âm trầm, không lùi, không né, giơ tay chộp. Luồng sáng bạc từ trong lực xung kích bay trở về biến thành ngân giản trong tay Lỗ Thông Tử. Diệp Nam Thiên, ta phục lòng can đảm của ngươi, bạo thuyền nặc á. Trong ánh sáng mặt trời vàng rực rỡ, Diệp Nam Thiên hiện hình tóm lấy toàn bộ ánh sáng, một tay nâng thuyền nặc á. Thuyền đã mất hết linh quang, tối tăm không ánh sáng. Khóe môi Diệp Nam Thiên vương tơ máu, đã bị phản phệ. Mắt Diệp Nam Thiên lóe tia đau lòng, ngoài mặt thì thản nhiên nói. Ha ha ha, chỉ là nổ một phần cấm chế, cho bổn tọa một ít thời gian là có thể luyện chế lại. Diệp Nam Thiên lật tay cất đi chiến hạm, lạnh lùng nói. Nhưng nó hy sinh đổi lại mạng của thiên hạ thuật luyện sư tổng trưởng thì cũng đáng giá. Lỗ Thông Tử chào phúng nói. Ha ha ha, muốn mạng của lão hủ, xem chính mình còn vô địch thiên hạ như ngày trước sao. Diệp Nam Thiên nói, không vô địch nhưng dư sức giết ngươi. Bóng người chợt lóe đáp xuống, tay phải Diệp Nam Thiên bắt ấn, ánh sáng vàng bừng lên biến thành lưỡi dao bắn ra. Vèo một tiếng cắt nát không gian quét qua người Lỗ Thông Tử. Xoẹt, Lỗ Thông Tử bị chém thành hai khúc nhưng đó chỉ là cái bóng. Ánh sáng vàng quét một vòng trên trời rồi bay về tay Diệp Nam Thiên, đó là một thanh kiếm màu vàng rực rỡ. Ha ha ha. Sau khi tự hủy thánh khí mà vẫn có thực lực như vậy, không uổng là vũ đế đại nhân vang vọng vũ trụ. Lối vào cổ ma tỉnh, Lỗ Thông Tử xuất hiện ngay trung tâm đại trận tinh tỏa. Lỗ Thông Tử cười tủm tỉm nói. Nhưng muốn giết ta thì trừ thực lực ra còn phải có gan dạ nữa, đại nhân có không? Lỗ Thông Tử cười phá lên xoay người bay vào cổ ma tỉnh, mất hút. Diệp Nam Thiên do dự một lúc nhưng nghĩ đến cổ ma tỉnh là trung su trận pháp. Sớm muộn gì vẫn sẽ vào nên không do dự nữa. Diệp Nam Thiên hóa thành luồng sáng vàng đuổi theo. Trong ma vụ trừ ba con nguyên tượng chí mang công kích Lý Vân Tiêu ra còn có 7 nguyên tượng chí mang giải rác các nơi tấn công vũ giả ba phái. Thỉnh thoảng có máu bắn ra trong sương khói, rất nhiều vũ giả bị 7 con ma thú dẫm lên.
Lý do lớn nhất vũ giả ba phái rơi vào tình hình nguy hiểm bởi vì ma vụ ngăn cách thần thức và tầm mắt, dù cách nhau rất gần thì khó chiếu ứng cho nhau. Nguyên tượng chí mang thì như hổ thêm cánh, thêm vào thần thông thuấn gì dễ dàng đánh bại, nghiền nát từng người. Xẻ ớt. Trong ma vụ đột nhiên lóe đao quang vàng rực như xuyên suốt thiên địa thẳng vào biển xương, đâm vào trong một bóng đen to lớn. Thời gian như chững lại vào một giây. Đao khí bá đạo xua tan xương khói bốn phía lộ ra cảnh tượng bên trong. Hạo Phong có năm ngón tay dùng chân nguyên khống chế niết nguyên đao to lớn, thân đao lớn hơn trạng thái bình thường gấp trăm lần, mũi đao đâm vào cơ thể một con nguyên tượng chí mang xuyên thủng ra sau lưng. Hạo Phong hét to một tiếng. Vỡ. Hạo Phong vung tay, đao to lại giải phong, vèo một tiếng như quạt giấy xòe ra chém nguyên tượng chí mang thành trăm khúc. Niết nguyên đao dốc sức đánh một kích xong thu lại trạng thái to lớn, rơi vào tay Hạo Phong. Mặt Hạo Phong tái nhợt, nửa bên người khét đen, bị thương khá nặng. Nguyên tượng chí mang bị phân thây phân giải thành rất nhiều ma sát hú hét bay loạn. Hạo Phong giơ tay đao rơi nổi lên cương phong đao giới nghiền nát đám ma sát. Biểu tình Hạo Phong trầm trọng, loại ma thú này cường đại đáng sợ, nhờ vào ma vụ che giấu thân hình. Hạo Phong mà còn bị thương nặng, đổi lại người khác thật không dám tưởng tượng. Hạo Phong thu đao về, không rảnh trị thương, lắc người tiến vào ma vụ. Cách Hạo Phong ngàn trượng có hai cường giả trưởng thiên cảnh đảo Huyền Ly không may mắn như thế. Hai cường giả người đẫm máu dựa lưng vào nhau, tay cầm huyền khí, người phát sáng kết thành vòng tròn tản ra. Hai cường giả trưởng thiên cảnh kinh hoàng nhìn chằm chằm ma vụ bốn phía, sợ thứ kia lại lao ra đánh lén. Chợt vòng sáng bị trùng kích, đè ép biến hình. Mọt cường giả trưởng thiên cảnh kinh hoàng hét to. Nguy rồi, nó đến. Người đó vội hô tay phải cầm kiếm, tay trái kết, hai lực lượng khép trước mặt hóa thành một phương kiếm ấn đánh tới. Một con nguyên tượng chí mang thuấn di đến trước mặt hai cường giả, biểu tình trào phúng phun ra một mảnh ma quang. Người kia gầm giống. Xúc sinh, lão tử liều mạng với ngươi. Một cây chày sắt màu nâu múa trên đầu cường giả trưởng thiên cảnh biến thành bánh xe vòng lửa đập xuống. Ầm 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 ầm. Ba lực lượng va chạm vào nhau, hai đảo Huyền Ly lập tức rơi vào thế yếu. Ma quang cắn nuốt tất cả như nước đen cuồn cuộn ập đến. Mắt hai cường giả lộ tia tuyệt vọng, vẻ mặt cay đắng đứng yên tại chỗ, từ bỏ chống cự chờ chết. Nguyên tượng chí mang đột nhiên rú lên, cái mồm há to bỗng chốc khép kín lộ vẻ đau đớn. Một cây roi da dài như rắn quấn cổ nguyên tượng chí mang, phù văn lấp lánh trên dây roi siết chặt dần. A, à, Tỏa Long Tiên, là Tinh Nguyên đại nhân. Sau lưng nguyên tượng chí mang, một nam nhân mặc áo xanh hai tay cầm roi dài, biểu tình trầm trọng kéo cây roi. Đó là cường giả hư cực cảnh của đảo Huyền Ly, Tinh Nguyên. Tuy roi đã trói ma thú lại nhưng Tinh Nguyên cảm giác khó thể chế ngự, hoàn toàn không khống chế được. Tinh Nguyên quát to. Mau ra tay, đánh nát nó. Lực lượng liên tục tuôn ra từ người Tinh Nguyên dọc theo cây roi hóa thành từng vòng sáng hoàn toàn khóe chặt nguyên tượng chí mang. Hai cường giả trưởng thiên cảnh mừng như điên, cảm giác tìm đường cùng gặp hồi sinh, phấn khởi tinh thần. Hai người cùng ra tay, kiếm và gậy đâm tới. Ầm. Người nguyên tượng chí mang bừng sáng ma quang thoáng chốc chấn vỡ Tỏa Long Tiên. Cánh thịt sau lưng vỗ, ma khí cuồng bạo như sấm sét dâng lên, đi đùng chấn đằng trước. Ầm 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 ầm. Kiếm và gậy nháy mắt bị ma khí nuốt hết, ma quang chưa tắt. Ma quang cuốn hai cường giả trưởng thiên cảnh vào, nghiền nát họ ra. Tinh Nguyên hoảng hốt, Tỏa Long Tiên đứt khúc ảnh hưởng rất lớn đến gã, nhưng bây giờ không nghĩ nhiều được. Tinh Nguyên chịu đựng ma quang xông lên, năm ngón khép lại như đao giáng xuống. Ầm 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 ầm. Thủ đao chém vào lưng nguyên tượng chí mang, nửa cánh tay Tinh Nguyên xuyên thấu vào trong. Tinh Nguyên xèo năm ngón chộp rồi giật mạnh. Xoẹt, cánh thịt sau lưng nguyên tượng chí mang bị xé xuống. Nguyên tượng chí mang gào rú đau đớn. Grow grow, cái đuôi mảnh nhỏ vung lên như mũi tên nĩ đâm ngang xoay tít trên không trung, khó bắt giữ được quỹ tích. Xoẹt, đang lúc Tinh Nguyên giật mình vội thụt lùi thì cái đuôi bắn tới với góc độ cực kỳ xảo quyệt đâm thủng vào ngực gã. Rắc, cuối cái đuôi biến to ra mọc năm cái móc bấu vào lưng Tinh Nguyên kéo gã về. Lưng Tinh Nguyên đau nhức vội hô thủ đao chặt cái đuôi. A! À, nhưng nguyên tượng chí mang đã xoay người tung nắm đấm. Bùm! Khoảnh khắc thủ đao chặt đứt đuôi nguyên tượng chí mang thì nắm đấm cũng đập vào lồng ngực Tinh Nguyên ngay miệng vết thương. Phụt!
Tinh Nguyên phun ra ngụm máu, bị đánh bay đi, ngực nhầy nhụa thịt nát. Rất nhiều ma khí xâm nhập vào người Tinh Nguyên, bắt đầu ăn mòn thân hình. Tinh Nguyên thụt lùi xa mấy trăm, ngàn trượng trong ma vụ, huyết khí và lực lượng sói mòn rất nhiều, thần trí mơ hồ. Vèo. Bóng đen từ sau lưng Tinh Nguyên bay ra, nguyên tượng chí mang thuấn di tới lại vỗ một trường. Lòng Tinh Nguyên lạnh lẽo cưỡng ép vận chuyển lực lượng xoay người vỗ trường. Ầm 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 ầm. Hai lực lượng va chạm vào nhau, một người một thú bị trùng kích. Cơ thể to lớn của nguyên tượng chí mang bị đẩy lui mấy bước rồi bình yên, Tinh Nguyên thì người phun máu, đã xỉu. Vù 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 vù. Nguyên tượng chí mang hất cái đuôi dài mảnh trói Tinh Nguyên lại, kéo tới gần. Mắt nguyên tượng chí mang lóe tia lệ khí, giơ tay giáng nắm đất. Chợt cánh tay nguyên tượng chí mang ngừng giữa không trung, ma khí khựng lại rồi tan rã. Một luồng sáng vàng chậm rãi dâng lên sau đầu nguyên tượng chí mang, Thủy Tiên hai tay cầm kiếm đâm vào gáy nó, đang cố gắng đâm sâu vào từng chút một. Trên khoát kiếm có phù văn màu vàng bay lên bắn vào gáy nguyên tượng chí mang nhưng như đá chìm đáy biển, vô dụng. Bùm! Nguyên tượng chí mang gầm lên, ma quang nở rộ sau gáy đánh bật kiếm ra. Người Thủy Tiên phát ra ánh sáng vàng bảo vệ thân thể, bị đánh lui ra xa. Cánh thịt của nguyên tượng chí mang bị hủy khó mà thuấn di tiếp, cái đuôi hất bay Tinh Nguyên rồi nó gầm giống lao vào Thủy Tiên. Thủy Tiên vừa mới ổn định thân thể, nàng đứng tim hai tay cầm kiếm giơ ngang trước mặt. Trán Thủy Tiên nổi lên đóa sen vàng lượn vòng bay ra. Như thị ngã văn biến ảo vô số, bốn phía như ao sen, từng đóa hoa rơi xuống khuếch tán, tự thành diệu cảnh. Ầm, nguyên tượng chí mang tung cú đấm đánh nát diệu cảnh hao sen, rất nhiều ma khí ùa vào đài sen. Thủy Tiên chưa bị đánh trúng chính diện nhưng cũng hứng chịu trùng kích. Đài sen và khoát kiếm bị ma khí nuốt hết, gò má trắng muốt càng tái, khóe môi Thủy Tiên chảy xuống vệt máu. Thủy Tiên hé môi mắng, càng nhiều máu chảy ra. Xấu xa, mắt nguyên tượng chí mang lộ tia tàn nhẫn, châm chọc sải bước tiến lên. Nguyên tượng chí mang cũng bị thương khá nặng. Định giết Thủy Tiên và Tinh Nguyên xong sẽ ẩn vào ma khí tu dưỡng. Những ma thú tuy rằng trí tuệ không cao nhưng chỉ số thông minh trong chiến đấu không thấp, biết kỹ xảo và cách bảo vệ mình. Thủy Tiên căng thẳng. Quái vật, đừng tới đây. Một kích vừa rồi chấn thương nội tạng Thủy Tiên, nàng hiểu ngay chênh lệch giữa hai bên, nàng khó đánh lại nguyên tượng chí mang. Bốn phía không có ai, Thủy Tiên nóng nảy quay đầu chạy. Nguyên tượng chí mang há mồm gầm rú. Rất là đắc ý chạy chậm đuổi theo, sung sướng đùa giỡn Thủy Tiên. Vù 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 vù. Cái đuôi dài mỏng quất cao bay vụt tới chói Thủy Tiên kéo lại. Thủy Tiên nóng nảy hét lên. Thả ta ra, mau buông ra ta. Nhưng sức Thủy Tiên không gỡ cái đuôi ra được, nàng không ngừng giơ kiếm chém xuống, ánh sáng vàng mà ma quang tung tóe. Nguyên tượng chí mang nhìn một lúc, cảm giác cái đuôi khó chịu, nếu cứ bị chém thế này sẽ gãy đuôi. Mắt nguyên tượng chí mang bắn ra tia hung ác, há mồm, đuôi giơ cao đưa Thủy Tiên vào miệng. Nguyên tượng chí mang đột nhiên hét thảm. Grow grow. Một luồng sáng vàng thô cỡ cái thau không biết từ đâu bắn vào miệng nguyên tượng chí mang, ầm vang đâm thủng đầu nó. Bùm. Đầu nguyên tượng chí mang nổ tung phân giải thành rất nhiều ma sát bay ra. Thủy Tiên giật nảy mình, mắt biến thành màu vàng thấy ngay một bóng người mông lung. Người đó tốc độ siêu nhanh thuấn di tới trước mặt nguyên tượng chí mang, trưởng vỗ vào cái bụng bự, sau đó biến mất. Ầm 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 ầm. Bụng nguyên tượng chí mang nổ tung, thân hình chỉ còn một nửa, rất khó giữ trạng thái ban đầu, nó không ngừng phân giải. Oa oa oa. Ma sát bay khắp nơi như con rơi phô thiên cái địa. Thủy Tiên dụi mắt nhìn quanh, con người màu vàng không bắt được bóng người đó. Thủy Tiên chống đầu suy tư. Chẳng lẽ là ảo giác? Thủy Tiên lắc đầu phủ nhận. Nếu là ảo giác thì con quái vật này chết như thế nào? Tiếng gào rú ầm ĩ xung quanh hại Thủy Tiên hoảng hốt không nghĩ ra. Mặc kệ, cứ coi như là ảo giác đi. Thông thường chuyện gì Thủy Tiên không nghĩ ra thì nàng không nghĩ tiếp nữa, vung kiếm to lên. Bát khổ như hải biến thành ánh sáng vàng khuếch tán quét sạch ma sát. Đôi mắt Thủy Tiên vàng rực như kim nhìn Tinh Nguyên trôi nổi ở phương xa, lao nhanh qua. Này! Người không chết đi. Thủy Tiên đẩy người Tinh Nguyên, thấy không phản ứng, nàng ngẫm nghĩ rồi lấy nhiều đan dược, thiên tài địa bảo ra nhét vào miệng Tinh Nguyên. Thủy Tiên không hiểu dược tính gì đó, nhét nửa người hầu như bỏ hết những thứ có thể ăn trên người mình vào miệng Tinh Nguyên.
Tinh Uyên ngồi bật dậy ho sặc sụa. Khụ, khụ khụ. Tinh Uyên nghẹn mặt đỏ rực. Có chuyện gì, sặc chết ta. Phù, rốt cuộc cứu được, người không chết thì tốt quá. Thủy Tiên rất vui mừng, rốt cuộc không lãng phí nhiều bảo bối của nàng. Tinh Uyên trừng Thủy Tiên, tức giận nói. Không chết cũng sẽ bị nàng hại chết. Tinh Uyên nhận ra Thủy Tiên là người Thiên Vũ Minh, biểu tình kỳ dị giật mình hỏi. Ma thú kia đâu? Thủy Tiên nói. Chết rồi. Mắt Tinh Uyên bắn ra tia sáng. Chết rồi. Tinh Uyên kinh kêu. Chết ra sao? Thì đánh chết, còn chết sao nữa? Thủy Tiên lẩm bẩm. Không biết sao nữa, có lẽ là bị ta đánh chết đi, có lẽ không phải. Sau đó một đống ma sát bắn ra đều bị ta thanh lý sạch. Tinh Uyên nghe mà nhíu mày, cảm giác tư duy của Thủy Tiên quá loạn. Tinh Uyên phất tay nói. Nói chậm lại, ma thú chết như thế nào? Thủy Tiên ngẫm nghĩ nửa ngày, hô tay múa chân nói. Ta cũng không rõ, hình như có người xuất hiện nhưng rồi không thấy. Tinh Uyên hiểu ngay, có người đột nhiên xuất hiện cứu hai người. Thủy Tiên lẩm bẩm. Kỳ cục, chân thực chi nhãn của ta có thể nhìn thấu hết thảy, nếu có người từng đến thì không nên trốn khỏi tầm mắt của ta mới đúng. Tinh Uyên thầm nghĩ, thực lực tôm tép như nàng mà nhìn thấu hết thảy cái quái gì. Trong lòng Tinh Uyên rất khinh thường nhưng đối phương dù gì đã cứu gã, không tiện lộ vẻ coi rẻ. Tinh Uyên nói, chúng ta đi đi, không biết trong ma vụ còn bao nhiêu ma thú, lần này sợ là sẽ gục ngã. Vẻ mặt Tinh Uyên trầm trọng, lo âu, đã không biết bao nhiêu cường giả chết trong ma vụ, tổn thất khó mà đánh giá. Thủy Tiên cũng lo lắng Lý Vân Tiêu, vội vàng gật đầu nói. Ừm, chúng ta đi nhanh lên. Thủy Tiên dẫn đầu đi đằng trước nhất. Tinh Uyên kinh ngạc nói. Khoan đã, nàng khẳng định là hướng này. Thủy Tiên gật đầu nói. Đúng rồi, ta mới thấy bên kia hình như có người. Thủy Tiên chỉ đằng trước. Tinh Uyên nhíu mày, gã nhìn cỡ nào, thần thức trùng kích ra sao đều khó thấy vật gì ngoài 50 trượng. Tinh Uyên nghi ngờ nhìn Thủy Tiên, hỏi. Sao nàng thấy được? Thủy Tiên trả lời. À thì lúc bình thường không thấy nhưng khi thi triển chân thực chi nhãn sẽ nhìn được khoảng 800 trượng, nhưng vận dụng chân thực chi nhãn rất tốn sức. Chân thực chi nhãn. Đầu óc Tinh Uyên xoay chuyển nhanh tìm tòi từ ngữ này, dường như gã đã nghe qua ở đâu rồi. Chợt mắt Tinh Uyên bắn ra tia sáng hét thất thanh. Mạch Hải Hoàng, chân thực chi nhãn. Thủy Tiên quay đầu lại, cười tâu nói. Phụ thân của ta chính là Hải Hoàng. Tinh Uyên ngây ngẩn. Tuy lý trí cực kỳ nghi ngờ nhưng trong lòng gã đã tin tưởng. Hèn gì nàng có thể thấy được, đi đi. Hai người sóng vai đi sâu vào ma vụ. Đi không bao xa bốn phía tràn ngập mùi máu tươi, có một ít vũ giả cô độc lần mò trong ma vụ, vẻ mặt sợ hãi. Thủy Tiên không ngừng nói cho Tinh Uyên nghe những gì mình thấy, sắc mặt của gã càng lúc càng âm trầm. Rất nhanh đội phát triển lên hơn 10 người, hễ thấy vũ giả đi lẻ là sẽ đón bọn họ. Đột nhiên Thủy Tiên hét lên một tiếng. Vân Tiêu ca ca. Thủy Tiên co giò lao nhanh tới trước. Tinh Uyên kêu lên. Mau đuổi theo nàng. Tinh Uyên thầm nghĩ tiểu nha đầu thô thần kinh thật, nếu nàng một mình chạy mất thì bọn họ sẽ lại lạc đường trong sương mù. Đằng trước Lý Vân Tiêu đang đánh nhau với nguyên tượng chí mang đời thứ hai tiến hóa, tuy có lực lượng thế giới giới thần bi nhưng hắn vẫn rơi vào thế yếu. Dường như nguyên tượng chí mang đời thứ hai kháng tính giới lực càng lúc càng mạnh. Đấu một lúc sau hầu như đã tới mức không bị ảnh hưởng. Thứ này vốn ấp trứng trong thiên vũ giới, bẩm sinh đã có kháng tính với giới lực, thêm vào ma vụ yểm hộ, thực lực của nguyên tượng chí mang không lùi còn tiến bộ. Lúc trước Lý Vân Tiêu dùng giới thần bi dẫn động giới lực trong một lúc nổi lên công hiệu, hiện tại nguyên tượng chí mang đời thứ hai đã tiến hóa hiển nhiên càng thích ứng quy tắc hoàn cảnh thiên vũ giới. Lý Vân Tiêu không ngừng né tránh nguyên tượng chí mang đời thứ hai công kích. Liều mạng hét hướng Bàn Nghị ở phía xa. Bàn Nghị huynh đừng giỡn nữa, mau tới giúp ta đánh chết ma thú này, sau này huynh từ từ chơi một. Bàn Nghị luôn đánh có bài bản, hai tay và bước chân cùng nhau thi triển xác định võ đạo mình học, chơi rất là vui vẻ. Bàn Nghị nghe Lý Vân Tiêu la lên, nhận ra nguyên tượng chí mang đời thứ hai tiến hóa không tầm thường, thế là nghiêm túc lên. Một tay Bàn Nghị bắt ấn thành trưởng, hai ngón khép lại như kiếm. Dưới chân đạp bước chân ngôi sao. Hai tay Bàn Nghị thi triển chiêu thức khác nhau liên tục vỗ lên người nguyên tượng chí mang tạc nổ nhiều ma khí, ma sát gào rú bay đi.
Grau grau. Nguyên tượng chí mang này bị bàn nghị nắm mũi xoay quanh nổi giận, hai tay và cánh đập loạn, cái đuôi quét ngang đánh nát đám ma sát bay đi chút ra căm tức trong lòng. Trán bàn nghị ướt đẫm mồ hôi nhưng sắc mặt trầm ổn, vững vàng như núi, chiêu thức thay đổi luân phiên quen thuộc không ngừng đánh vào chỗ yếu của nguyên tượng chí mang. Ầm 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 ầm. Con nguyên tượng chí mang cuối cùng không chịu nổi bị bàn nghị trực tiếp đánh nát, nổ ra mấy con thập phương hung hồn sát to lớn rít gào táo bạo tại chỗ. Đẳng cấp thập phương hung hồn sát quá thấp, chỉ vài giây đã bị bàn nghị đánh tan, thế là đã rảnh tay chạy sang giúp Lý Vân Tiêu. Khi Thủy Tiên đến vừa lúc bàn nghị lao lên một đấm như sao đánh vào nguyên tượng chí mang tiến hóa đời thứ hai. Bùm! Nguyên tượng chí mang giơ tay bắt chặt nắm đấm. Bùm! Kinh khí bị bóp nát, bàn nghị cảm giác nắm tay đau xót. Nhưng bàn nghị có thần thể hư quang phủ lên ngao hỏi người, tuy nắm tay đau lại không bị thương gì. Tay trái bàn nghị bắt ấn vẽ vòng trước mặt, ánh sáng màu vàng chạy dọc lòng bàn tay xoay tròn như bánh răng đè ép qua. Xoẹt 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 xoẹt. Một trường kia như huyền khí cứng rắn không ngừng cắt không gian, cơ thể bàn nghị ngay trên huyền khí. Ầm. Nguyên tượng chí mang phát hiện nguy hiểm thế là gồng sức đẩy tới trước hất bàn nghị ra, nó không muốn đón đỡ một chiêu kia. Lý Vân Tiêu thầm giật mình, hắn và nguyên tượng chí mang đời thứ hai tiến hóa đánh một lúc nên biết sự lợi hại. Vậy mà bàn nghị một chiêu qua đi hầu như không yếu thế. Đây là điểm mạnh của thân thể hư cang cảnh. Thủy Tiên vui vẻ lao tới. Vân Tiêu ca ca. Lý Vân Tiêu reo lên. Thủy Tiên. Hai người gặp nhau thấy đối phương bình yên thì vững lòng. Hơn chục người tinh nguyên cũng chạy theo tới, bao vây nguyên tượng chí mang đời thứ hai tiến hóa. Nguyên tượng chí mang nhận ra tình hình không ổn, trong mắt bắn ra lệ khí, đột nhiên hai cánh vỗ. Ma vụ cuồn cuộn ập xuống khuếch tán bốn phía. Mọi người biết thứ này lợi hại nên cảnh giác ngay. Nhưng xương khói chỉ ập đến chứ không đem lại tổn thương quá lớn, không gian bên trong dao động, nguyên tượng chí mang đã biến mất. Tinh Nguyên kinh kêu. Trốn mất rồi. Mấy vũ giả khác lo âu nói. Thứ này không chỉ thực lực siêu quần, hơn nữa có trí tuệ, lại hiểu giữ mạng, quá nguy hiểm. Lý Vân Tiêu hỏi. Mọi người khỏe hết. Tình hình hiện tại thế nào? Tinh Nguyên lắc đầu lo lắng nói. Không biết, chúng ta đi theo Thủy Tiên công chúa lại đây. Lý Vân Tiêu phát hiện màu vàng trong mắt Thủy Tiên, kinh ngạc hỏi. Chân thực chi nhãn, nàng luyện thành từ bao giờ? Thủy Tiên gật đầu, đắc ý nói. Ta lợi hại không, nhưng khi dùng thì tiêu hao rất lớn, lại chỉ nhìn được khoảng cách 800 trượng. 800 trượng, vậy là đã rất mạnh. Diệu pháp linh mục của Lý Vân Tiêu trong môi trường này chỉ nhìn được hơn trăm trượng, thuật thần chi quang có thể xem xa hơn nhưng tiêu hao càng lớn. Lý Vân Tiêu nói, không biết trong ma vụ bây giờ còn bao nhiêu ma thú, chúng ta chỉ có thể tìm tòi kiểu giải thảm. Thủy Tiên dẫn đường, ta dùng giới thần bi xua tan ma vụ. Giới thần bi lấp lánh trên bầu trời bay xuống lòng bàn tay Lý Vân Tiêu, tỏa sáng chói lòa. Ánh sáng quét qua đâu là ma vụ tan rã. Thủy Tiên vỗ tay khen. Giới thần bi quá lợi hại, có nó thì chúng ta không cần sợ hãi ma vụ nữa. Lý Vân Tiêu nghe mà xấu hổ, thầm trách mình nếu sớm luyện hóa giới thần bi thì bây giờ đã không lúng túng thế này. Lý Vân Tiêu vội nói. Thủy Tiên, mau dẫn đường đi. Thủy Tiên gật đầu, có thể giúp đỡ Lý Vân Tiêu, thể hiện tác dụng của mình làm nàng cực kỳ vui vẻ hưng phấn. Đôi mắt Thủy Tiên liền biến thành màu vàng nhìn bốn phía. Đó là... Thủy Tiên chỉ mé bên đằng trước, ngơ ngác nói. Có hai người núp trong hư không ma vụ, không biết có phải là kẻ địch không? Cái gì? Mọi người giật nảy mình. Lý Vân Tiêu hét to. Ai đó? Tay phải Lý Vân Tiêu co lại chộp lôi quang tỏa định không gian nơi đó. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng. Nếu không ra thì đừng trách bản thiếu gia ra mặt mời. Lôi quang bắn xuyên, ma vụ rút đi. Phạm vi ngàn trượng toàn là lôi giới. Bùm! Hư không nổ tung, hai bóng người chạy ra, vẻ mặt kinh hoàng, là Hình và Vũ Thần. Lý Vân Tiêu nhận ra hai người kia ngay, trong mắt bắn ra tàn khốc hét to. Là các ngươi! Hơn chục người tinh nguyên tản ra bao vây Hình, Vũ Thần vào giữa, sát khí ngút trời. Hình, Vũ Thần nhận ra tình hình không ổn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mím môi im lặng. Không khí nặng nề. Sương khói như đông lại lơ lửng trên không trung chứ không phập phình nữa. Vũ Thần không chịu nổi áp lực, run giọng nói.
Vân thiếu gia, giữa ngươi và ta không có thủ sống chết, tuyệt đối đừng xúc động làm chuyện điên rồ. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Yên tâm đi, ta sẽ không xúc động thả ngươi đi. Mặt Phú Thần trắng bệch, hai hàm răng va lách cách. Sắc mặt Hình khó xem nhưng không đánh mất sự lạnh lùng kiêu ngạo. Hình lạnh lùng hỏi. Các ngươi muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Ha ha, ta có nghe lộn không? Trên đời có câu hỏi buồn cười thế sao? Lý Vân Tiêu tức giận bật cười nói. Các ngươi bày ra cạm bẫy, giết đồng bạn của ta, hiện giờ hỏi chúng ta muốn làm cái gì? Ta muốn ngủ bà già nhà ngươi. Giận dữ táo bạo bùng nổ từ người Lý Vân Tiêu, hắn chậm rãi tiến lên trước, lạnh lùng nói. Đánh tan ma vụ đi, không thì chết. Khí thế cực kỳ bá khí đè ép, Phú Thần sợ hãi liên tục thụt lùi, thậm chí bật khóc. Hình cắn chặt răng, mặt không chút máu. Ma vụ này khuếch tán trong ma giới nhiều năm, lực lượng bình thường không thể xua tan, chúng ta cũng bất lực. Lý Vân Tiêu nói. Tức là để ngươi lại cũng vô dụng. Tinh Uyên lạnh giọng nói. Đã đưa nó từ ma giới tới thì có thể đưa nó đi, không làm được thì chết. Mặt Hình xanh mét, cắn răng nói. Được, để ta thử xem. Hình phất tay kêu Vũ Thần tới gần. Vũ Thần không dám cãi lại chạy chậm tiến lên, khom người bên cạnh Hình chờ sai bảo. Hình vỗ đầu Vũ Thần, khẽ thở dài. Không ngờ rốt cuộc vẫn phải dùng. Vũ Thần ngạc nhiên, chợt cảm nhận sau gáy đau nhức như linh hồn bị rút ra. Vũ Thần hét lên. Hình, ngài. Ha ha ha, Vũ Thần, đồ phế vật nhà ngươi có thể phát huy chút khả năng rồi. Thân thể Hình nhạt dần chậm rãi dung nhập vào người Vũ Thần. Khuôn mặt Vũ Thần vặn vẹo nhăn nhúm rít gào. Không, ngươi không thể giết ta, không thể. Thuật trưởng đại nhân sẽ không tha cho ngươi. Hình dung nhập vào Vũ Thần, biểu tình trên mặt thay đổi, lúc thì vặn vẹo đau đớn khi thì châm chọc. Ha ha, thuật trưởng đại nhân, ngươi quên là ai kêu ngươi đi theo ta sao? Khuôn mặt trêu cợt mỉa mai. Lỗ thông tử kêu ngươi đi theo ta đẹp hòng ngừa lỡ như có gì thì để ngươi phát huy tác dụng, đồ ngốc nhà ngươi tại sao không hiểu? Khuôn mặt Hình dần chiếm ưu thế, lời gã nói kích thích lòng Vũ Thần. Ý chí vùng vẫy nháy mắt sụp đổ, linh hồn bị Hình uất mất, độc chiếm thân thể này. Lý Vân Tiêu mắt lạnh nhìn toàn quá trình, hắn không ngăn cản. Mãi khi Vũ Thần hoàn toàn chết đi, Lý Vân Tiêu lên tiếng. Hình tiên sinh đoạt xá là vì đối kháng giới lực đúng không? Không biết mục đích đối kháng giới lực là vì xua tan ma vụ hay vì đối địch với chúng ta? Hình vận chuyển công pháp, phát hiện hết thảy thông suốt thì rất vui vẻ. Hình ngửa đầu cười BTO 3 tiếng, khí thế trên người không ngừng tăng vọt hình thành từng vòng cương khí khuếch tán. Hình lạnh lùng nói. Ngươi thấy sao? Lý Vân Tiêu buông tiếng thở dài. Dĩ nhiên ta hy vọng là cái đầu, nhưng chuyện đời khó theo ý người. Nhìn biểu tình của các hạ thì chắc ngu chọn cái sau rồi. Mắt Hình lóe tia lạnh lẽo, cười gằn. Hừ, nhờ vào thân hình này là không bị giới lực ảnh hưởng, ta cần gì thỏa hiệp với các ngươi? Lý Vân Tiêu nói, nhờ vào thân thể bên ngoài cũng có hạn chế, không thì các hạ đã đoạt xá hắn từ lâu, đã không nuôi đến bây giờ. Hình gật gù, ngươi rất thông minh, đúng là có hạn chế, nhưng ta chỉ dùng một lần thì không cần lo thân thể phá hư, có thể trong thời gian ngắn hoàn toàn phát huy lực lượng bổn tọa. Lý Vân Tiêu kiềm nén lửa giận lạnh lùng nói, thân thể phó hội trưởng đại nhân mà ngươi chỉ dùng một lần rồi bỏ. Không cảm thấy lãng phí sao? Hình khinh miệt cười khẩy nói. Vốn là đồ bỏ, có thể phát huy chút khả năng đã là lợi dụng rác rưởi, dưới suối vàng hắn có biết cũng sẽ rất mừng. À, vậy thì làm phiền ngươi đi xuống báo một tiếng cho hắn biết đi. Lý Vân Tiêu không rông dài nữa, giơ tay ném giới thần bi ra, ánh sáng chói lòa xua tan ma vụ, chiếu rọi tứ phương. Hình hừ mũi tùy tay chộp, một đoàn ma khí khuếch tán trong lòng bàn tay biến thành kính thuẫn to hình nửa vòng tròn chặn lại ánh sáng. Tuy bổn tọa không sợ ánh sáng này nhưng thật khiến người khó chịu. Giới thần bi dù gì là thiên thánh khí, tuy rằng Lý Vân Tiêu không phát huy bao nhiêu lực lượng của giới thần bi nhưng vẫn làm Hình hơi e ngại. Hình bản năng ngăn lại ánh sáng chói lòa, dù không có nhân tố giới lực thì ánh sáng này chiếu xuống cũng làm gã bị ức chế. Có nhiều chuyện khiến người khó chịu, chút nữa sẽ cho người thoải mái. Lý Vân Tiêu giơ kiếm thế, kiếm liên miên không dứt như nước sông chảy tràn nhốt Hình lại. Cùng nhau ra tay giết hắn đi. Ha ha, giết ta.
bằng vào các ngươi thì rất khó. Mắt hình bắn ra tia sáng hung ác, tay phải vỗ một cái đánh nát kiếm lưu. Hình bay lên, năm ngón thành vuốt chộp tới. Bùm! Ma khí quanh quẩn trên năm ngón tay hình chộp vào kiếm thương chảm hồng, mắt gã bắn ra tia sáng hưng phấn giật mạnh. Hình quát to! Cho ta! Lý Vân Tiêu biến sắc mặt, thân thể dung thông cảnh không cưỡng nổi sức mạnh của đối phương, thân kiếm rung bần bật. Nếu ngươi muốn thì lấy đi. Tay trái Lý Vân Tiêu bắt ấn, tử lôi dâng lên từ lòng bàn tay vỗ xuống, biến rô ảng bay đi. Hình thầm la nguy rồi, tử lôi cho gã cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nghe hồng ma thạch ngay trước mắt, hình không muốn buông tay. Hình cắn chặt răng tung nắm đấm. Bùm! Tử lôi ập đến tạc nổ ma khí, lực lượng khủng bố chấn cánh tay hình tê dại gần như mất chi giác. Lý Vân Tiêu thầm kinh sợ, tuy thần dịch lực của hắn tiêu hao to lớn nhưng tử lôi vốn là giới lực ngưng tụ. Vừa lúc khắc chế ma tộc mới đúng. Hình chỉ bị công kích bình thường, loại bí thuật đoạt xá này có thể hoàn toàn vượt qua giới lực, cực kỳ khủng khiếp. Đột nhiên một luồng sáng lướt qua bên cạnh, toàn thân màu lưu ly, là bàn nghị thuấn di ra tay. Hai ngón tay bàn nghị khép thành thủ ấn đạnh vào cánh tay hình. Tay hình răng rắc gãy, gã rú lên lùi ra sau. Cánh tay gãy khiến hình tỉnh táo lại, mới rồi lúc gã bắt nghe hồng ma kiếm thì lòng tràn ngập tham lam, điên cuồng, dù chết cũng không muốn buông tay, đó là sức hấp dẫn to lớn của nghe hồng thạch đối với ma quân. Gãy một tay làm hình tỉnh táo lại, giật mình toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Lý Vân Tiêu cảm giác áp lực nhẹ hẫng, vội rút kiếm thương chảm hồng về. Nếu bị hình cướp thật thì toi. Bàn nghị và đám vũ giả xông lên bao vây hình, các loại công kích đổ ập xuống đánh nát hư không. Hừ. Hình liếc mắt qua cuối cùng ngừng lại trên người Lý Vân Tiêu, mắt gã bắn ra tia sáng lạnh. Tạm để nghe hồng thạch ở chỗ ngươi, lần sau bổn tọa sẽ đi lấy. Hình giơ tay cụt lên, một vòng ma quang dâng lên. Cơ thể vũ thần chướng lớn, ma quang không ngừng ngưng tụ trên đầu gã đột nhiên nổ tung. Ầm 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 ầm. Lực lượng khủng bố ập hướng các công kích, va chạm phá vỡ hư không, vết nứt lan tràn quanh hình khuếch tán bốn phương tám hướng. Cơ thể vũ thần cứng ngắc nứt dạn li ti, tan vỡ. Thủy Tiên la hoảng. Hắn trốn rồi. Đôi mắt màu vàng thấy luồng sáng đen chợt lóe xuyên thấu ma vụ biến mất. Lý Vân Tiêu cũng nhìn thấy, nhưng một kích tự hủy này tạc nổ hư không, ngăn cách mọi lực lượng, hắn đành trơ mắt nhìn hình đi. Mấy vũ giả bị lực lượng khủng bố trùng kích há mồm hộc máu, người đầy vết thương. Tinh Uyên nhìn quanh. Mọi người có sao không? Tuy có mấy người bị thương nặng nhưng không nguy hiểm mạng sống. Lý Vân Tiêu thu đám người vào giới thần bi cho bọn họ tĩnh tâm dưỡng thương, người còn sức chiến đấu thì ở bên ngoài tìm người những người khác. Rất nhanh đám đông vũ giả, Khúc Hồng Nhan, Bí Đình Phong về đội. Khiến Lý Vân Tiêu yên lòng là đa số người không gặp nguyên tượng chí mang. Chỉ bị lạc trong ma vụ. Trong quá trình tìm kiếm còn giết hai con nguyên tượng chí mang, cuối cùng chỉ tìm được hơn 150 người, 50 người còn lại đã hoàn toàn mất tích. Mọi người thế mới biết đa số may mắn không gặp nguyên tượng chí mang, ai đụng phải nguyên tượng chí mang thì trừ Hạo Phong, Tinh Uyên ra còn lại chết hết. Một phần tư người chết. Lý Vân Tiêu cảm thấy nặng nề, như có hòn đá lớn đè ngực làm hắn nghẹt thở. Hơn 50 người đó đều là cường giả thánh vực thực lực yếu kém, Tử Minh Tịch, Gia Cát Thân đồ cũng mất tích, hơn phân nửa đã chết bên trong. Tuy rằng hai người này chẳng phải thứ tốt lành gì nhưng dù sao hy sinh vì Chu Ma, khiến người nghiêm nghị. Linh Mục Địch nói, đừng quá khổ sở, sống chết có số, đây chỉ là số phận của họ. Lý Vân Tiêu gật đầu, mặt trắng nhợt nói, thề giết Lỗ Thông Tử, báo thù cho mọi người. Hơn 100 người còn sống lửa giận ngút trời, hận nghiến. Thề giết Lỗ Thông Tử, báo thù cho mọi người. Dù có quen người đã chết hay không thì cũng là đồng bạn ra sống vào chết, căm hờn lan tràn trong đám người. Linh Mục Địch nói, vấn đề trước mắt là làm sao ra khỏi đây. Mới rồi chúng ta hầu như lục soát khắp nơi, dù là chân thực chi nhãn của Thủy Tiên Công Chúa cũng không thấy rõ đường. Nếu không tìm ra cách gì thì rắc rối to. Bí Đình Phong lo lắng nói. Thiên Tri Vương Đại Nhân đi lâu rồi không thấy tung tích, ta sợ. Đám người đảo Huyền Ly linh cảm không may, rất là giật mình. Bọn họ rất khó tin với thực lực của Diệp Nam Thiên sẽ bị gì. Nhưng đối phương dù gì là chủng tộc giới khác,
chứ có kia ma chủ từng tàn phá oành hành đánh khắp thiên hạ không địch thủ, chưa chắc Diệp Nam Thiên an toàn. Lý Vân Tiêu nói, yên tâm đi, nếu bọn họ có thực lực giết Thiên Chi Vương thì đã không cần thả ma vụ này ra nhốt chúng ta, đã sớm ra chiêu tiêu diệt chúng ta rồi. Bí Đình Phong sửng sốt, ngẫm lại thấy có lý, thế là vơi bớt nỗi buồn. Ngoài miệng Lý Vân Tiêu nói vậy nhưng lòng rất lo âu, hắn trực giác Diệp Nam Thiên bị gì rồi. Nhưng giờ phút này tự lo thân còn không xong, tình huống chưa rõ ràng càng không nói tới cứu người. Khiến Lý Vân Tiêu bất an là nguyên tượng trí mang đời thứ hai tiến hóa đã chạy trốn mất tăm, không biết đi đâu. Hợp sức mọi người lại nghiền giết, mà thú cỡ hư cực đó đã bị giết hết 7, 1 con chạy trốn. Lý Vân Tiêu tính toán lại thẩm tra đối chiếu với mọi người, không có chênh lệch gì. Linh Mục Địch nói, 8 con ước chừng là hết, Lỗ Thông Tử sẽ không có nhiều tồn tại khủng bố như thế được. Bí Đình Phong ủ rũ nói, đến bây giờ chưa thấy vài người ma tộc mà chúng ta hao binh tổn tướng cỡ này, nếu hai giới đánh nhau thì. Hạo Phong cau mày nói, tử thương là điều không thể tránh, không ai bảo đảm có thể sống đến cuối cùng, không ai biết kết quả cuộc chiến hai giới trong tương lai, chỉ cầu không thẹn với lòng, chết không hối tiếc. Không thẹn với lòng, chết không hối tiếc. 8 chữ như cây búa gõ vào lòng mỗi người, quét sạch không khí ủ rũ, ai nấy vẻ mặt quyết tuyệt. Nói hay. Lý Vân Tiêu khen hết lời. Không thẹn với lòng, chết không hối tiếc, ta nghĩ ra một cách phá xương, có lẽ có thể thử một lần. Mọi người phấn chấn tinh thần, hỏi dồn. Là cách gì? Lý Vân Tiêu nói. Vẫn là dùng lực lượng nguyên tố phá. Mọi người khi thường xì. Xì. Nhiệt tình mới dâng lên bỗng chốc xẹp xuống. Tuy không phải mỗi người đều tu luyện nguyên tố nhưng khá nhiều vũ giả biết chút ít, bọn họ sớm thử qua, vô dụng. Lý Vân Tiêu nói, Mục Địch đại nhân từng ngũ hành nguyên tố có thể phá vỡ ma vụ, lúc trước dùng, phong, đem lại chút hiệu quả nhưng rất nhỏ. Điều này chứng minh không phải nguyên tố vô dụng mà vì lực lượng quá yếu. Nhiều người hiểu ra. Linh Mục Địch hỏi, có phải ngươi muốn nguyên tố chồng? Lý Vân Tiêu gật đầu nói, cá sấu đã là tồn tại cực độ trong nguyên tố phong, muốn làm ra lực lượng mạnh hơn thái cổ cương phong là điều không thể, chỉ có thể chồng vài loại nguyên tố. Ma vụ khác với 10 vạn năm trước Mục Địch đại nhân đã thấy, chắc trải qua thời gian tẩy rửa đã biến dị. Linh Mục Địch nói, có thể thử một lần. Lý Vân Tiêu nói, đợi ta gọi một người đến. Lý Vân Tiêu động thần niệm triệu hoán Phi Nghê trong giới thần bi. Từ khi Phi Nghê được Thiên Phượng Linh Vũ Hậu thì tiềm tâm tu hành, không có động tĩnh gì. Mới rồi Lý Vân Tiêu cảm nhận Phi Nghê biến đổi, lửa Thiên Phượng không ngừng ngưng tụ trên bầu trời giới thần bi. Trên Phương Thốn Sơn, Trác và Sán đang xếp bằng tu luyện, đột nhiên hai người cùng mở mắt bắn ra tia sáng nhìn rải sáng đầy trời, thiên biến vạn hóa. Đó là Thiên Phượng. Đám mây từ 4 phía kéo tới lại bị ngọn lửa vô hình đốt đỏ. Áng mây giãn ra hóa thành một con phượng hoàng bay lượn trời cao. Lý Vân Tiêu khẽ kêu, thanh âm như mưa thấm xuống đất. Phi Nghê. Mặt đất bốc cháy lửa hừng hực, đất nứt ngàn dặm, như núi lửa phun trào. Tiếng phượng hót từ viễn cổ truyền đến quanh quẩn trong thiên địa. Mây đầy trời nhanh chóng giáng xuống tụ thành một dòng vào mặt đất, mênh mông kỳ cảnh biến hóa vô cùng. Kéo dài khoảng một tách trà sau lửa và mây hoàn toàn dung hợp lộ ra thân hình Phi Nghê. Lý Vân Tiêu hiện hình nhìn Phi Nghê, vui mừng hỏi. Nàng tiến giai trưởng thiên. Trưởng thiên. Phi Nghê sửng sốt, nhẹ gật đầu. Phi Nghê mỉm cười say lòng người nghênh đón. Vừa cảm giác đột phá bình cảnh thì nghe phu quân kêu. Lý Vân Tiêu nói. Ta gặp rắc rối, cần sức mạnh của nàng. Phi Nghê vui vẻ gật đầu ngay. Nguyện cống hiến sức lực cho phu quân. Lý Vân Tiêu, Phi Nghê lắc người biến mất khỏi giới thần bi, xuất hiện trong ma vụ. Phi Nghê tỉ tỉ. Khúc Hồng Nhan, Thủy Tiên thấy Phi Nghê thì vui vẻ chạy lên chào. Mắt Khúc Hồng Nhan đầy ý cười, vui vẻ nói. Rốt cuộc cũng xuất quan, chúc mừng bước vào trưởng thiên cảnh. Phi Nghê bật cười, nhiệt tình trò chuyện với hai nữ nhân. Đa tạ Hồng Nhan tỉ tỉ, Thủy Tiên muội muội, toàn nhờ công phu quân cướp Thiên Phượng Linh Vũ cho ta. Lý Vân Tiêu nhìn các nàng vui vẻ, cười khổ nói. Giờ không phải lúc tán gẫu. Lý Vân Tiêu kể sơ tình huống cho Phi Nghê nghe, nói tỉ mỉ ý tưởng. Phi Nghê nói. Mọi chuyện nghe theo phu quân sai bảo.
Lý Vân Tiêu nói. Tốt, vậy hãy nghe lời ta, phối hợp ta. Lý Vân Tiêu triệu cá sấu ra biến hình quái thú, cao 7-8 trượng, thể hình to lớn, mắt bắn ra lệ khí. Cá sấu ưỡn ngực giống to mấy tiếng. Grow grow. Luồng gió lượn vòng bên người cá sấu ngưng tụ thành vòi rồng bắn lên trời. Phi Nghê một tay bắt ấn, trên người hiện ra phượng văn, vô số hỏa diễm hóa phù xuất hiện đầy quanh nàng như các con đom đóm. Lý Vân Tiêu hét to. Chú ý! Lý Vân Tiêu chắp hai tay kéo ra hai bên người, sấm sét ồ ạt giấy lên, người hắn biến thành cự linh màu xanh. Ra tay! Lôi giới! Lực lượng sấm sét khủng bố nổ tung tự thành kết giới, hóa thành trường năng lượng trăm trượng. Cá sấu và Phi Nghê cùng ra tay, thi triển ra nguyên tố kết giới, lửa màu đỏ, gió không màu ngưng tụ thành hai quả cầu nguyên tố lớn tương xứng với lôi giới. Ba lực lượng chậm rãi đè ép phát ra tiếng phong lôi to lớn, ánh sáng lôi hỏa không ngừng bắn ra dần dung hợp lại. Vũ giả bốn phía biểu tình hoảng sợ, kinh khủng nhìn cảnh tượng khủng bố, nhưng không dám đi xa tránh cho lạc trong ma vụ. Bọn họ hợp tác kết ra kính quang che trước mặt. Ba tam đạo nguyên tố kết giới dần dần dung hợp, nguyên ma vụ cuộn trào, dường như nhận ra nguy hiểm. Lý Vân Tiêu trợn to mắt nhìn đằng trước. Đây là... Không chỉ Lý Vân Tiêu, mọi người đều thấy những ma vụ tụ tập lại biến thành một ma sát to lớn giống như lúc trước. Lý Vân Tiêu chứng thật suy đoán. Quả nhiên ma vụ có linh. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Hèn gì chúng ta không cách nào đi ra ngoài được, ra tay đánh nát nó đi. Phi Nghê, cá sấu hiểu ý, khống chế nguyên tô đánh ra. Ầm 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 ầm. Ba lực lượng đè ép nhau biến thành vòng xoáy khủng bố trùng kích bốn phương tám hướng. Ma sát to lớn mới đáp xuống liền chìm trong biển nguyên tố, chớp mắt bị đánh tan nát. Một chiêu qua đi, Lý Vân Tiêu lại lấy giới thần bi ra biến thành tấm bia to đứng thẳng trên cao. Hai tay Lý Vân Tiêu như bươm bướm bay múa lên xuống, một vòng kim phủ bắn xuyên qua. Giới thần bi bắn ra thần quang rực rỡ chiếu khắp thiên địa. Bí Đình Phong mừng rỡ hưng phấn hét to. Tản ra rồi. Trên bầu trời không còn chút ma vụ, cổ ma tỉnh hóa thành tinh tòa xuất hiện trước mắt như đóa hoa sét nhưng không thấy tận cùng. Mọi người nhìn chằm chằm miệng giếng như muốn nhìn thấu nó, nhưng không được. Dù là chân thực chi nhãn của Thủy Tiên thì phạm vi nhìn thấu có hạn. Hơn phân nửa Diệp Nam Thiên Đại Nhân ở bên trong. Lý Vân Tiêu nói. Lần này không thể chịu thiệt giống lần trước, để lại một nửa người ở bên ngoài chiếu ứng, những người khác theo ta đi vào. Lý Vân Tiêu quét mắt qua. Người bị thương đều ở lại, nhanh chóng phục hồi. Thiên Vũ Minh, Đảo Huyền Ly còn lại mỗi người ra một nửa. Thánh vực tử thương hầu như không còn, còn lại một ít vũ giả không giúp ích gì nên Lý Vân Tiêu nói thẳng bọn họ hãy ở bên ngoài. Lý Vân Tiêu nói. Mục Địch Đại Nhân cũng ở lại đây, làm tổng chỉ huy bên ngoài. Ta có tình huống gì sẽ tìm cách truyền tin cho đại nhân. Linh Mục Địch khó xử nói. Ta hiểu biết khá nhiều về ma giới nên không ở lại được, để Hồng Nhan cung chủ ở ngoài đi. Khúc Hồng Nhan vội lên tiếng. Bên ngoài phải có người chủ trì đại cục, thực lực hay kinh nghiệm, mưu lược của ta đều kém nhiều. Mục Địch đại nhân mới là nhân tuyển. Linh Mục Địch cũng không chịu, hai người đẩy tới đẩy lui. Sau Khúc Hồng Nhan, Linh Mục Địch tiến cử Phi Nghê, Trần Đoạn Thiên ở lại. Kết quả cuối cùng là Trần Đoạn Thiên ở lại làm thống lĩnh Thiên Vũ Minh bên ngoài, nhưng chỉ huy cao nhất là Hạo Phong đã bị thương trong cuộc chiến với Nguyên Tượng Chí Mang, cũng ở lại tu dưỡng. Rất nhanh chọn ra 70 người đi theo Lý Vân Tiêu vào cổ ma tỉnh. Người phụ trách đảo Huyền Ly là Bí Đình Phong đi theo sau Lý Vân Tiêu. Trong cổ ma tỉnh rộng lớn hơn trước kia vào nhiều, trừ ma khí đậm kinh người ra chẳng có gì thay đổi. Linh Mục Địch trầm giọng nói. E rằng đã biến dị rất nhiều. Nếu lần này không thể phong ân nó sẽ diễn biến ra sơn mạch thiên đáng thứ hai. 70 người bay thật lâu cuối cùng đến chỗ hai giới giao nhau, mọi thứ trước mắt khiến bọn họ ngạc nhiên. Người Diệp Nam Thiên đẫm máu bị đè trên giới bích ma giới. 7-8 đôi tay vươn ra từ giới bích túm chặt Diệp Nam Thiên kéo vào trong. Mau, chạy mau. Diệp Nam Thiên thấy đám người Lý Vân Tiêu thì liều mạng hét to. Chạy mau, có mai phục. Khóe mắt Bí Đình Phong nứt ra, giận dữ râu tóc rung rung. Thiên Chi Vương đại nhân. Lý Vân Tiêu cảnh giác quét thần thức, cảm nhận có nhiều hơi thở cường đại từ bốn phía ập đến. Lý Vân Tiêu kinh kêu. Tất cả cẩn thận, Huyền.
Những người khác phát hiện tình huống, lập tức cảnh giác. Hơi thở nguy hiểm từ bốn phía ập đến là đám vũ giả ma tu lúc trước bại lui, có 400-500 người. Khí thế trên người vũ giả ma tu đã khác hẳn, mặt dữ tợn, đép hần cơ thể biến hình, mặt như dã thú, hoàn toàn không có thần trí linh quang, nhìn như cái xác biết đi. Lý Vân Tiêu kinh khủng hét lên. Ui, đoạt xá. Lòng Lý Vân Tiêu lạnh lẽo. Đám vũ giả bị đoạt xá hết. Lý Vân Tiêu nhớ ngay tới hình, sau khi gã đoạt xá vũ thần có thể trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra toàn bộ uy lực. Những vũ giả bị đoạt xá sẽ là tồn tại ma tộc như thế nào? Trong không gian vọng ra giọng Lỗ Thông Tử. Ha ha ha, sao có chút người vậy? Những người còn lại đâu? Không gian phía trước lắc lư, Lỗ Thông Tử và hình hiện ra. Lỗ Thông Tử hỏi. Chẳng lẽ chết hết trong ma vụ rồi? Vẻ mặt hình lạnh băng nhìn Lý Vân Tiêu. Bí Đình Phong giận dữ hét. Các ngươi đã làm gì Thiên Chi Vương đại nhân? Mau thả đại nhân ra. Ha ha ha, đừng nóng. Lỗ Thông Tử mỉm cười nói. Diệp Nam Thiên là một trong cường giả đỉnh cao của y ới này, chúng ta đối xử rất tốt với hắn, định dẫn hắn đi ma giới chơi. Đi ma giới. Mọi người sởn ra ốc, thấy Diệp Nam Thiên bị 7-8 đôi tay to bắt giữ cố kéo vào trong. Giới bích có nhiều bóng dáng, khuôn mặt cố gắng xuyên thấu ra. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Diệp Nam Thiên không đê tiện như Tổng trưởng đại nhân, làm người không muốn lại cứ đòi làm ma. Ha ha, tiện. Lỗ Thông Tử cười lạnh nói. Đẳng cấp ma giới cao hơn thiên vũ giới, bàn về quý tiện thì nhân loại tiện mới đúng. Lý Vân Tiêu nói. Quý tiện không ở chỗ đẳng cấp thứ bậc mà là trái tim tiện. Có trái tim đê tiện thì dù có tự phụ mình cao quý mấy vẫn là tiện nhân. Bốp, bốp, bốp. Diệu, diệu, nói rất diệu. Lỗ Thông Tử vỗ tay khen hay. Nghe quân nói một lời mở mang nhà tranh, hoan nghênh mọi người tham gia vào hàng tiện nhân. Mọi người choáng váng, Lỗ Thông Tử vô sỉ và mặt dày hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Vân Tiêu chịu không nổi, buồn bực nói. Xin lỗi, chúng ta không có thiên phú làm tiện nhân, ngươi tự làm một mình đi. Ha ha ha, cái này không theo ý các ngươi được. Lỗ Thông Tử vung tay lên, mặt đầy sát khí lạnh lùng nói. Giết hết. 400-500 người ùa lên, miệng phát ra tiếng hú dữ tợn lao nhao ồn ào. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Mọi người cẩn thận, đám ma tu nhập xác chắc toàn là thập phương hung hồn sát. Song trận chiến lúc trước có khoảng ngàn vũ giả ma tu chạy trốn, giờ chỉ còn lại 400-500. Nếu lúc nhập xác đã thất bại chết hoặc bị Diệp Nam Thiên giết làm số lượng trực tiếp giảm mạnh. Linh Mục Địch nhỏ giọng nói. Quá nhiều, chúng ta hãy liên lạc bên ngoài để Hạo Phong mang người vào đi. Lý Vân Tiêu nói. Người bên ngoài đa số bị thương, hãy để bọn họ tĩnh dưỡng thêm đi, chúng ta cố chống trước. Sợ là Lỗ Thông Tử còn hậu chiêu, Lý Vân Tiêu chịu sán, chắc ra. Nhờ hai vị trợ chân. Lý Vân Tiêu đã nói thẳng tình huống cho hai người biết, thêm hai cường giả hư cực cảnh làm mọi người lộ vẻ mặt vui mừng. Sán hết sức kính trọng nói. Khách sáo, Vân Thiếu gia có mời không dám không nghe. Thái độ của hai người làm đám đảo Huyền Ly hoang mang, bọn họ nhận được sán và chắc đi theo bên yêu hoàng, cường giả sống sót từ chiến đấu 10 vạn năm trước. Sán và chắc nhướng mày nhìn đám ma tu, dường như nhớ lại cái gì, vẻ mặt cảm thán. Chắc nói, nằm mơ cũng không ngờ có thể đánh một trận với ma tộc, chiến trường năm đó tựa như mới ngày hôm nay. Sán nói, đừng cảm thán nữa, ra tay đi. Sán và chắc dư khoát nhanh nhọn biến ra hình dạng yêu lao lên chiến trường, đánh nát hai ma tu đi đầu. Lý Vân Tiêu hét to một tiếng. Giết! Lý Vân Tiêu trực tiếp thuấn di chém bay đầu một ma tu nhưng có máu phun ra. Mấy giây sau máu cạn, thân thể không đầu toát ra rất nhiều ma khí, ngưng kết thành thập phương hung hồn sát. Quả nhiên là nó. Thập phương hung hồn sát mất đi thân hình liền bị giới lực áp chế, khó chịu gào thét liên hồi. Bùm! Lý Vân Tiêu vỗ trưởng, lôi quang cường đại đánh vào cơ thể thập phương hồn sát nghiền nát phân giải thành ma khí. Đám người thiên vũ giới như các con dao bén cắm vào vũ giả ma tu, ai chặn đường liền giết. Khoảng một tách trà sau đã có mấy chục vũ giả ma tu chết. Hình biểu tình cực kỳ khó xem, niềm tin dao động. Tử thương lớn như thế, nhanh như vậy, có giữ được khe nứt này không?
vẻ mặt Lỗ Thông Tử thản nhiên nói. Khiến người không giữ được. Cái gì? Hình giật bắn người, biểu tình vừa kinh vừa giận vừa sợ. Vậy ngươi? Lỗ Thông Tử cười nói. Hỏi ta làm sao ăn nói với Man đại nhân đúng không? Hình sắc mặt âm trầm gật mạnh đầu. Ngươi cảm thấy chư oi vui la ướm sao? Nếu đánh mất khe hở này thì không chỉ có ngươi, ta cũng sẽ chịu trừng phạt. Lỗ Thông Tử nói. Sáu ẻ chút lực lượng này mà muốn trấn thủ khe hở. Hình đại nhân đang đùa sao? Hình nổi giận. Lỗ Thông Tử, rốt cuộc ngươi có tính toán gì? Ngươi đã bảo đảm ngay trước mặt Man đại nhân là nhất định sẽ giữ được, nên Man đại nhân mới tạm điều nhiều lực lượng cho ngươi. Nếu cuối cùng thua, tiêu hết lực lượng thì ngươi đừng hòng sống. Lỗ Thông Tử hừ một tiếng, nói. Rất nhiều lực lượng, cái đám cá tôm, sinh linh chỉ số thông minh thấp này sao? Hình nói. Ngươi đừng xem thường những thập phương hung hồn sát này, chúng là lực lượng trung kiên của ma giới, là quân sinh lực đông nhất. Man đại nhân điều 2/3 thập phương hung hồn sát đến đây, nếu bị hủy diệt hết mà không giữ được khe hở thì lửa giận của Man đại nhân sẽ đốt cháy ngươi và ta. Lỗ Thông Tử ung dung nói. Tóm lại ta không có bản lĩnh canh giữ khe hở này, nếu Man có giỏi thì tự mình đến giữ đi. Hình ngây người nhìn Lỗ Thông Tử chân chân, không hiểu trong đầu nhân loại này nghĩ gì. Hình chỉ biết tất cả tuyệt đối không ngu, lão có tính toán gì đó. Hình biến sắc mặt mấy lần, chắp tay nói. Đại nhân, ta còn nợ đại nhân một nhân tình, có thể nói là châu chấu cột chung sợi dây. Ha ha ha. Lỗ Thông Tử cười to nói. Hình đại nhân yên tâm, chỉ cần đi theo lão hủ thì sẽ không làm đại nhân chịu thiệt. Hình cười khan, mắt lóe tia sáng e ngại, cảm thấy Lỗ Thông Tử như con rắn độc nguy hiểm còn hơn Man. Lỗ Thông Tử nói. Đại nhân đừng quá lo, khe hở này sớm biến dị, người thiên vũ giới sẽ không để mặc cho nó tồn tại. Dù lần này chúng ta giữ được thì lần sau bọn họ sẽ kéo lực lượng càng mạnh hơn đến đây, rốt cuộc vẫn thất thủ. Ý nghĩ canh giữ khe hở này của Man đại nhân rất ngu ngốc, chúng ta chỉ cần mở càng nhiều khe hở chứ không nên tập trung sức lực bảo vệ một cái. Hình nói. Mở càng nhiều khe hở, cái này hơi khó. Lỗ Thông Tử nói. Khó thật nhưng chưa chắc không có cách, nếu ta không đoán sai thì ma tôn khác cũng sẽ tìm cách làm chuyện này. Việc chúng ta cần làm chỉ là nghỉ ngơi dưỡng sức, ngồi hưởng thành quả. Hiện tại đến trấn thủ khe hở là làm giá y cho người. Sớ sẩy một cái rất có thể Man sẽ bị ma tôn khác nuốt. Hình nghe mà run, nếu bị Man nghe thấy câu này che âm phần trăm là tội chết. Hình không dám hó hé câu nào, không dám phụ họa. Lỗ Thông Tử tiếp tục bảo. Cho nên mới bảo Man mua dây buộc mình. Thông qua chuyện lần này dù chúng ta có giữ được khe hở hay không thì Man sẽ triệu tập chúng ta về từ bỏ khe hở ấy. Hình ngẫm nghĩ, cảm thấy Lỗ Thông Tử nói rất có lý. Hình gật gù. Chỉ hy vọng là vậy. Hiện tại chém giết trong cổ ma tỉnh cực kỳ thảm liệt. Thực lực trung bình của đám người thiên vũ giới cao hơn nhưng đối phương đông người, mới bắt đầu tiếp xúc đã hứng chịu trùng kích thảm khốc rồi dần xoay chuyển xu hướng suy tàn, bắt đầu phản công. Lý Vân Tiêu cũng nhận ra mức độ thương vong rất nhỏ là vì mọi người còn sức, giữ cân bằng cục diện bế tắc. Nếu tiếp tục kéo dài, hao hết nguyên lực thì thương vong sẽ mở rộng ra ngay. Bị đột phá một lỗ hổng là hoàn toàn thất bại. Lý Vân Tiêu vừa chém giết vừa truyền tin ra ngoài. Lưu ly quang trên người Lý Vân Tiêu dần tối xuống, vì lúc trước đã khổ chiến trong ma vụ, hiện tại chém giết quá dữ nên là nhóm người tiêu hao thể lực nhanh nhất trong mọi người. Đột nhiên một luồng sáng vàng nhấp nháy nhanh. Bởi vì ma tu công kích toàn lấy ma khí làm đầu, đen thui nên ánh sáng vàng đặc biệt chói mắt. Lý Vân Tiêu quay người đâm kiếm ra. Bùm! Kiếm đâm vào ánh sáng vàng, cánh tay Lý Vân Tiêu tê dại, người thụt lùi mấy bước. Một ma tu lập tức lao tới công kích trưởng vỗ vào lưng Lý Vân Tiêu, khí huyết trong người sôi trào. Quá nhiều vũ giả ma tu, mỗi người không ứng đối nổi, một khi bị công phá phòng ngự sẽ bị giết ngay. Lý Vân Tiêu bị đánh lén và giáp công, nháy mắt bị thương, hấp dẫn càng nhiều ma tu xuống tới. Một đống công kích rơi như mưa. Trong các giòn công kích che giấu vệt sáng hai màu kim ngân quấn quanh nhau, là kim ngân song giản của Lỗ Thông Tử. Lý Vân Tiêu giật mình lập tức biến ra ba đầu sáu tay cầm binh khí đón đỡ công kích từ bốn phương tám hướng. Một tay trước mặt Lý Vân Tiêu cầm pháp thụ kim luân lượn vòng. Một bóng cây chọc trời hiện ra giữa hư không, vươn tán lá như một phương kết giới, áp lực bên Lý Vân Tiêu giảm bớt.
ầm 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 ầm. Nhưng chỉ khoảnh khắc công kích cuồng bạo rậm rạp như mưa, lực lượng kết giới không ngừng vỡ nát. Đặc biệt bị song giản đánh trúng làm bóng cây lung lay nhanh chóng biến nhỏ. Kim luân phát ra tiếng rền rỉ rung rung, vô số kim phù hiện ra bên trên. Phương xa, Hình kinh hoàng hét to. Đó là, pháp thụ kim luân. Mắt Hình bắn ra tia sắc bén lắc người biến mất tại chỗ, thuấn di tới trước mặt Lý Vân Tiêu xòe tay to ra chộp hướng kim lo nơ. Lỗ thông tử ngùn ngụt sát khí quá to. Cơ hội tốt nhất. Song giản như sao băng giáng xuống bản thể Lý Vân Tiêu, năm ngón tay Hình như vuốt đè kim luân làm nó không thể nhúc nhích. Lòng Lý Vân Tiêu căng thẳng, ba mặt pháp tướng bị ma tu bám chặt. Nhưng dù không có những ma đầu thì trạng thái hiện tại của Lý Vân Tiêu không đánh lại lỗ thông tử, huống chi thêm Hình. Keng! Đột nhiên vô số kim phù bay lên trên pháp thụ kim luân như bị kích phát cơ quan nào đó, muôn vàn phù văn xoay tròn như bánh xe chém cánh tay Hình nát bấy. A! À, Hình bị trùng kích hét to văng ra ngoài, gã vốn bị giới lực không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Bị pháp thụ kim luân trùng kích càng bị thương. Lỗ thông tử giật mình kêu lên. Cái gì? Pháp thụ kim luân giấy lên phù văn đầy trời, lắc một cái xoay tròn chém vào song giản của lỗ thông tử, bùm. Ba món huyền khí cứng đối cứng, ánh sáng vàng như tia chớp bắn bốn phía. Lỗ thông tử thụt lùi, hai tay cầm ngọc giản, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lỗ thông tử quát to. Là ai? Pháp thụ kim luân lượn một vòng giữa hư không nhưng chẳng rơi vào tay Lý Vân Tiêu, một người mặc trường bào xuất hiện cầm pháp thụ kim luân. Người đó biểu tình bình tĩnh, râu tóc bạc phơ, cực kỳ già nua. Pháp thụ kim luân yên lặng lại, phù văn bên trên lặn xuống, cực kỳ linh động. Lý Vân Tiêu giật nảy mình, lão nhân này chính là Bối Kinh Hoàng, đã dưỡng thương xong phá vách bay ra khỏi giới thần bi. Bối Kinh Hoàng cầm pháp thụ kim luân liếc mắt bốn phía, hất tay. Vô số ánh sáng vàng bắn ra. Ma tu trong phạm vi mấy chục trượng nổ banh xác mà chết. Lỗ thông tử, Hình giật mình kêu lên. Các hạ là ai? Bối Kinh Hoàng phớt lờ hai người, cúi đầu nhìn thánh khí trong tay, đánh ra vài ấn quyết, ánh sáng vàng xẹt qua. Lòng Lý Vân Tiêu rung lên, hắn khổ sở luyện hóa pháp thụ kim luân một đoạn thời gian đã bị Bối Kinh Hoàng xóa mất dấu ấn. Bối Kinh Hoàng xoay người liếc Lý Vân Tiêu, châm chọc. Thánh khí không phải ai cũng chưa oi được. Bối Kinh Hoàng nói xong lao hướng giới bích. Linh Mục Địch thấy tình hình biến đổi bên này, kinh kêu. Bối Kinh Hoàng, ngươi. Bối Kinh Hoàng cầm pháp thụ kim luân quay vòng, ánh sáng vàng bay dập trời trùm lên người lão lao vào giới bích. Ánh sáng vàng như giọt nước chẳng chút trở ngại hòa vào giới bích, cơ thể Bối Kinh Hoàng chui vào trong. Người Diệp Nam Thiên đã lún vào hơn phân nửa, còn khuôn mặt lộ ra ngoài. Diệp Nam Thiên lạnh lùng nhìn Bối Kinh Hoàng. Tây vực chi vương Bối Kinh Hoàng. Bối Kinh Hoàng liếc Diệp Nam Thiên, vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng như đang nói, ngươi là cái quái gì? Diệp Nam Thiên chợt cười to bảo. Ha ha ha, thật là mỉa mai. Bối Kinh Hoàng lạnh lùng nói. Ngậm miệng, cười khiến người ghét, nói thêm một câu nữa sẽ giết ngươi. Diệp Nam Thiên xì cười. Ghét, đó là chứng minh đạo tâm của ngươi còn chưa đủ kiên định. Không hoàn toàn tin tưởng con đường mình đã chọn vậy làm sao đi tiếp. Mắt Bối Kinh Hoàng bắn ra tia sáng quát to. Ngươi là thứ gì mà dám bình luận lão phu? Diệp Nam Thiên châm chọc nói. Tiện nhân thích giả mồm, bổn tọa cứ bình luận rồi ngươi làm gì được. Cộng thêm tiện nhân nhà ngươi đã cam lòng nhập ma. Không chỉ ta được bình luận mà người trong thiên hạ đều có thể. Diệp Nam Thiên dùng chữ tiện nhân lúc trước Lý Vân Tiêu mắng lỗ thông tử trả lại cho Bối Kinh Hoàng. Bối Kinh Hoàng nổi giận, mặt mày xanh mét, mắt lóe sát khí đánh ra một luồng sáng vàng. Phụt! Toàn thân Diệp Nam Thiên bị bảy, tám bàn tay to bắt giữ không thể nhúc nhích, cứng rắn đỡ một đòn của Bối Kinh Hoàng, hộc ngụm máu nhưng ánh mắt trêu cợt không giảm ngược lại cười càng dữ hơn. Nhưng lát sau tiếng cười ngừng bặt, Diệp Nam Thiên bị bảy, tám bàn tay to kéo vào ma giới, biến mất trên giới bích. Bối Kinh Hoàng lạnh lùng nhìn Diệp Nam Thiên, không ra tay, cũng dung nhập vào, biến mất. Lý Vân Tiêu ngây người nhìn hai người biến mất, qua một lúc mới tỉnh táo lại. Hình tức giận nói. Chết tiệt. Hình xoay người vào trong giới bích. Lỗ thông tử quát to. Đứng lại, ngươi làm cái gì? Hình quay đầu nói. Đi ma giới giết người kia. Mắt Hình lóe tia sáng lạnh. Trong ma giới bù qua xuất lại thì ta có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng,
hắn sẽ bị áp chế, giết hắn không tốn chút sức. Lỗ Thông Tử nói, không được, ngươi trở về ma giới sẽ bị Man đại nhân biết ngay. Hình nói, biết thì biết, có sao, ta truy sát người kia là đương nhiên, huyền khí đó là pháp thụ kim luân nổi tiếng trong ma giới. Ngày xưa ma chủ đế mang đến thiên vũ giới thì đánh rơi mất. Hình nói xong bỏ mặc Lỗ Thông Tử lao vào trong giới bích, lắc người biến mất. Lỗ Thông Tử lộ vẻ đăm chiêu, mắt hấp hái. Lòng Lý Vân Tiêu bừng cháy lửa giận. Lỗ Thông Tử, Dương Địch đâu? Huyền Hoa đâu? Phi Yên đâu? Lý Vân Tiêu mặc kệ vết thương, hắn hóa thành kiếm quang chém xuống. Bùm! Lỗ Thông Tử tùy tay ném ra ngân giản đập vào kiếm quang đánh bay đi. Lý Vân Tiêu nổi khùng. Chết tiệt! Hiện tại Lý Vân Tiêu bị thương, thể lực cạn kiệt, nhưng hắn bất chấp, biến ra muôn vàn kiếm chém xuống. Bùm 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 bùm. Lỗ Thông Tử cười nói. Ha ha ha, có tức giận cũng không thay đổi ngươi trong thế yếu. Song giản bay múa bên người Lỗ Thông Tử đánh nát tất cả kiếm khí. Lý Vân Tiêu giận không kềm được, kiếm thế dừng lại che trước mặt. Người đâu, bọn họ đi đâu rồi? Thân kiếm trắng tinh bốc cháy ngọn lửa phát ra ánh sáng chói lòa, Lý Vân Tiêu như bị đốt cháy. Lỗ Thông Tử thầm giật mình, nhận ra nguy hiểm. Lỗ Thông Tử cầm song giản thụt lùi ra sau. Chết đi! Lực lượng trên người Lý Vân Tiêu tăng lên đến cực điểm, thanh kiếm phát ra ánh sáng chói mắt trong suốt hóa thành kiếm cương chém xuống. Lỗ Thông Tử sắc mặt âm trầm, hừ nói. Cuộc chiến vô vị! Lỗ Thông Tử giơ song giản lên, mặt lóe tia sáng lạnh, mặt nạ trùm lên lộ ra đôi mắt lạnh băng. Khí thế trên người Lỗ Thông Tử tăng nhanh. Bùm! Lý Vân Tiêu đâm kiếm xuống. Ngọn lửa trắng đầy trời hòa vào kiếm khí chém nát kết giới kim ngân đập vào song giản, ánh sáng lập lòe bay tứ tán. Kiếm khí và ngọn lửa đánh vào người Lỗ Thông Tử, đốt cháy trường bào, cắt ra các miệng vết thương. Lý Vân Tiêu bị lực lượng phản chán, máu dâng trào, hắn cắn răng hỏi. Người đâu? Lỗ Thông Tử lạnh lùng nói. Những người mà ngươi nhắc toàn là người của hóa thần hải ta, lão hủ làm tổng trưởng không cần báo cáo với ngươi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Thả bọn họ ra, hôm nay ta không giết ngươi. Hả, ngươi nói gì? Lỗ Thông Tử buồn cười. Giết ta, ha ha ha, Lý Vân Tiêu, ngươi ngốc đến mức không xem rõ tình thế sao? Trong cổ ma tỉnh, cuộc chém giết thảm khốc làm phe nhân tộc bắt đầu xuất hiện mệt mỏi, tử thương tăng nhiều. Vũ giả ma tu chết nhiều hơn nhưng đám người đã bị hung hồn sát nhập thể, mất đi thần trí, căn bản không sợ chết. Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói. Nếu ta cũng không sống được vậy sẽ đồng quy vu tận với ngươi. Kiếm thương chảm hồng đè xuống, băng sát tâm diễm từ từ thiêu đốt. Đế độ di thế song giản phát ra tiếng nổ đi đùng. Lỗ Thông Tử phát hiện nguy hiểm, kinh kêu. Ngươi điên sao, ngươi muốn làm gì? Lỗ Thông Tử vội gồng sức muốn hất kiếm thương chảm hồng ra. Nhưng Lý Vân Tiêu đã quyết tâm, thân kiếm dán chặt vào song giản không hất ra được. Ha. Trên đời chưa bao giờ tồn tại điều không thể, chỉ có ngươi không muốn. Lý Vân Tiêu nhe răng cười nói. Ta muốn cứu bọn họ ra, không hơn. Lý Vân Tiêu thi triển pháp tướng kim thân, sáu tay cầm huyền khí, ba mặt pháp tướng giữ tợn lạnh băng. Lý Vân Tiêu uy hiếp. Ngươi có cảm nhận được lực lượng những huyền khí này không? Ngươi có cảm nhận được lực lượng dung thông cảnh của bản thiếu gia? Sống không giết ngươi được chẳng lẽ chết cũng không thể giết ngươi sao? Lỗ Thông Tử tức xì khói. Tên điên này. Ánh sáng các huyền khí chiếu lên khuôn mặt Lỗ Thông Tử cực kỳ khó xem. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Bản thiếu gia đã từng chết một lần, ta luyện đại diễn thần quyết đến xuất thần nhập hóa, tan xương nát thịt chưa chắc sẽ chết, không chừng lại chuyển thế trọng sinh, cùng lắm mất 20 năm. Thiên địa nghe lòng run sợ, tức giận quát. Lão Phu không tin người nỡ chết, cùng lắm đang hù Lão Phu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ai không ham sống, tự nhiên luyến tiếc, nhưng không nỡ bỏ thì sao có được. Đôi mắt Lý Vân Tiêu trong veo như bình yên trước cơn bão. Lỗ Thông Tử gầm giống. Không, ta không tin ngươi sẽ tự bảo, ngươi chỉ đang uy hiếp ta. Người Lỗ Thông Tử nổi gân xanh kéo căng, trong đôi mắt sắc bén giận dữ chất chứa sợ hãi. Lỗ Thông Tử thông minh tuyệt thế, cố sức bày mưu tính kế nên nhận ra ngay Lý Vân Tiêu đang lừa lão. Nhưng lỡ tên điên này làm thật thì sao? Lỗ Thông Tử nghĩ đến xác suất nhỏ này là lòng lạnh buốt.
Lỗ Thông Tử sợ chết, nên không dám cá cược. Tuy mạng Lý Vân Tiêu sẽ mất trước nhưng không quý giá bằng mạng của lão. Lý Vân Tiêu thấy rõ nỗi sợ trong mắt Lỗ Thông Tử, khinh miệt liếc lão. Vậy thì thử xem. Bốn cánh tay giơ cao huyền khí, pháp tướng trước mặt một tay bắt ấn, lực lượng huyền khí khủng bố bắn ra hóa thành lốc xoáy trước mặt pháp tướng kim thân. Lỗ Thông Tử kinh khủng kêu to một tiếng. Dừng tay. Lỗ Thông Tử sợ teo tim, hấp tấp nói. Mau dừng tay, ta nguyện ý nói chuyện đàng hoàng với ngươi. Bức tường trong lòng Lỗ Thông Tử đã sụp đổ, lão có tư chất chắc tuyệt, xuyên suốt cổ kim nhưng ai ngờ bị người hù sợ, nỗi khuất nhục phóng to vô hạn trong lòng, đôi mắt Lỗ Thông Tử tràn đầy oán độc. Lỗ Thông Tử luôn muốn giết Lý Vân Tiêu nhưng đó chỉ là vì trừ bỏ tai họa chứ không hận thù gì nhiều. Nhưng lúc này lại khác, Lý Vân Tiêu đánh nát tự tôn của lão không còn lại gì. Lần đầu tiên Lỗ Thông Tử sinh ra cảm giác xấu hổ tức tối, khó chịu còn hơn dùng dao cắt thịt lão ra. Nhưng ai kêu lão sợ chết, ai kêu mạng của mình quý hơn đối phương. Lỗ Thông Tử chỉ có thể nuốt ngược khuất nhục, chờ thời cơ báo thù. Lý Vân Tiêu cười nói. Bản thiếu gia không tâm tình nói chuyện với ngươi, mau thả mấy người đó ra không thì cùng nhau kết thúc trò chơi. Lỗ Thông Tử tức giận nói. Bọn họ đã không ở cổ ma tỉnh. Lý Vân Tiêu nói, muốn lừa ta, ta mặc kệ, không thấy người thì chết chung đi. Mặt ngoài Lý Vân Tiêu nổi giận nhưng lòng thầm run, vì hắn biết 50% Lỗ Thông Tử không lừa hắn. Tuy trong cổ ma tỉnh xảy ra biến dị nhưng tổng thể thì không gian chẳng lớn. Ngay từ đầu Lý Vân Tiêu đã dùng thần thức quét một lần nhưng không phát hiện gì. Lỗ Thông Tử vội nói, là thật sự, lão hủ không chung đường với ngươi, nhưng không có lý do lừa ngươi. Ta đã đưa họ vào ma giới hết rồi. Lý Vân Tiêu tức giận quát. Đưa cái đầu ngươi. Dù là Lỗ Thông Tử cũng không thể nói dối trước mặt Lý Vân Tiêu, hắn biết đây là sự thật. Cảm xúc cuồng bạo lan tràn trong lòng Lý Vân Tiêu, ánh sáng vàng trên huyền khí và cơ thể càng chói lòa, thô bạo hơn. Lỗ Thông Tử sợ đứng tim, vội nói. Đừng kích động, tuyệt đối đừng kích động, ta có thể phái người đón bọn họ về. Lý Vân Tiêu sắc mặt âm trầm nhìn Lỗ Thông Tử một lúc lâu, cảm xúc chậm rãi bình tĩnh lại. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Kêu đám ma tu dừng lại hết. Cái gì? Lỗ Thông Tử giật mình kêu lên. Nếu tất cả dừng tay thì chẳng lẽ là bị các ngươi tùy ý xâm lược sao? Yêu cầu này rất quá đáng. Lý Vân Tiêu nhe răng cười nói. Đúng là quá đáng, nhưng thế thì sao? Ngươi muốn giữ lại mạng bọn họ hay của ngươi? Lỗ Thông Tử lạnh băng nhìn Lý Vân Tiêu. Nếu bọn họ bị giết, đông người xông lên thì lão hủ cũng không trốn thoát, chẳng khác gì tự sát. Dù ngươi định chơi tới cùng với ta thì ta cũng không đồng ý việc này được. Lý Vân Tiêu hừ mũi. Ngươi tính toán khéo lắm. Lỗ Thông Tử thấm thái nói. Lão hủ yêu tài năng của ngươi, hai kiếp đều mời ngươi làm trưởng lão danh dự của Hóa Thần Hải, tại sao ngươi cứ nhất định phải đối địch cùng ta? Lỗ Thông Tử khẽ thở dài. Lòng ta hướng minh nguyệt, bất đắc dĩ trăng sáng chiếu mương máng. Chiếu cái đầu ngươi. Lý Vân Tiêu tức giận quát. Không có gì để nói với tiện nhân như ngươi, cho ta cách vào ma giới. Lý Vân Tiêu thấy không có khả năng cứu đám người Dương Địch ra nên tìm cách vào ma giới. Lỗ Thông Tử nhíu mày suy tư, lão định qua loa lừa dối nhưng ngẫm lại người trước mắt siêu thông minh, muốn giở trò trước mắt hắn thì phần thắng rất thấp. Nếu chọc giận Lý Vân Tiêu, trong tình huống này người chịu thiệt vẫn là Lỗ Thông Tử. Lỗ Thông Tử đành thành thật nói. Ta cho ngươi cách vào ma giới thì ngươi sẽ thả ta sao? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Có thể. Được. Lỗ Thông Tử dứt khoát nói. Người thường khi đụng vào giới bích sẽ bị công kích tan xương nát thịt, nhưng người ma giới có thể vượt giới thì chúng ta cũng có thể đi qua. Bây giờ ta sẽ truyền bí thuật cho ngươi. Trán Lỗ Thông Tử lóe tia sáng đen. Tinh thần lực nhẹ nhàng khuếch tán. Lý Vân Tiêu quét thần thức qua, hai người cách không truyền tin. Lý Vân Tiêu nhận tin tức, trầm ngâm một lúc sau biết đây là tin thật. Lỗ Thông Tử lạnh lùng nói. Hiện tại có thể thả ta chưa? Lý Vân Tiêu quát lạnh. Cút đi. Kiếm thế đè xuống, người Lý Vân Tiêu nổi lên ánh sáng thuật thần màu trắng trực tiếp thuấn di đi chỉ để lại từng làn sóng gợn hư không khuếch tán trước mặt Lỗ Thông Tử. Chết tiệt, giết. Lỗ Thông Tử tức xì khói, bùng nổ tất cả lửa giận. Lỗ Thông Tử cầm song giản bay tới. Lý Vân Tiêu hiện hình cách mấy trăm trượng,
vừa xuất hiện đã có một đống vũ giả ma tu lao qua. Tình hình Lý Vân Tiêu bây giờ khá tệ, hắn không có nhiều sức lực tiêu hao với đám tôm tép. Kiếm quyết qua chiết xuất trăm loại biến đổi trên bầu trời chặt đầu đám ma tu. Kim ngân song giản ập đến lại đánh chết một đống vũ giả ma tu, Lý Vân Tiêu lại lùi ra, cách xa Lỗ Thông Tử. Lỗ Thông Tử tức giận quát. Phế vật, đồ phế vật các ngươi, mau giết hết bọn họ đi. Lỗ Thông Tử xách song giản lao vào trong trận, tùy tay mấy nhát đánh chết vài người Thiên Vũ Minh. Hiện Hạo Phong mang theo hơn 70 người ngoài cổ ma tỉnh giết vào, lao vào vòng chiến. Số lượng vũ giả ma tu giảm mạnh ngay. Lỗ Thông Tử thấy tình thế không ổn thì hừ lạnh xoay người đi hướng giới bích. Mấy cường giả bên Thiên Vũ giới luôn chú ý đến Lỗ Thông Tử, thấy lão định trốn liền biến thành vài luồng sáng đuổi theo. Nhưng tương tự, một đám ma tu bị bọn họ kiềm chế cũng hành động lại trói chặt bọn họ. Lỗ Thông Tử cười khẩy nói. Bản thân còn không lo dược mà mơ giữ ta lại. Đừng nóng, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại nhau. Lỗ Thông Tử bước nhanh đi hướng giới bích, hai tay không ngừng bắt ấn, trên người dâng lên ma khí. Lỗ Thông Tử biến đen như mực chậm rãi dung nhập vào giới bích. Mọi người rất giận nhưng không biết làm sao. Như Lỗ Thông Tử nói, bản thân họ còn lo chưa xong sức đâu lo chuyện khác. Trên giới bích vẫn hiện ra rất nhiều khuôn mặt, thân hình thẩm thấu ra ngoài. Có mấy hình người thoát khỏi giới bích, cuồng cường lao vào chiến trường. Những linh hình người là tồn tại giữa thập phương hung hồn sát và ma quân, nhưng sau khi đi ra bị giới lực áp chế, rất nhanh bị đánh tan xương nát thịt. Tuy nhiên điều này không thể ngăn cản nhiều ma vật trên giới bích chen lấn ra ngoài, dù biết đi là chịu chết vẫn không quay đầu. Chiến đấu trong cổ ma tỉnh đã đến trình độ gay cấn. Tất cả cường giả Thiên Vũ giới mặt xám như cho tàn, chất chứa lo âu. Lỗ Thông Tử chạy trốn thì cuộc chém giết này cũng vô nghĩa. Đám vũ giả ma tu là con tốt thí, hoàn toàn không bị Lỗ Thông Tử để vào mắt. Những con tốt này lại giết hơn một nửa đồng bạn của họ, lực lượng bị giảm mạnh. Mấy canh giờ sau rốt cuộc giết hết ma tu. Ma tu chết đi biến thành ma khí thuần túy khuếch tán trên không trung, đậm đặc hầu như hổ đưa tay không thấy được năm ngón. Rất nhiều vũ giả bị xâm nhiễm vết thương có dấu hiệu nhập ma. Mọi người hãy vào trong kết giới. Linh Mục Địch trực tiếp mở ra kết giới xua tan ma khí, bao trùm mấy trăm trượng cho mọi người vào trong trị thương. Người bị thương lục tục tiến vào, tử thương hơn phân nửa, chỉ còn hơn 60 người. Mỗi người biểu tình cực kỳ khó xem, mắt như cá chết. Không chỉ thương vong hơn phân nửa, thống soái cao nhất Diệp Nam Thiên cũng bị bắt vào ma giới. Lần đầu tiên giao chiến đã nhận kết quả này làm tay chân mọi người lạnh lẽo, ngực như có tảng đá đè nặng. Lý Vân Tiêu tức điên cộng thêm trước đó mệt nhọc quá độ, người bị thương, hắn ói mấy ngụm máu, mặt trắng như tờ giấy. Người Bí Đình Phong run rẩy hỏi. Hiện tại nên làm gì? Người Bí Đình Phong đầy máu, lưng nhầy nhụa thịt như bị người xé một miếng, nhưng gã không cảm thấy đau. Linh Mục Địch nói. Về trước đi, ở lại đây lâu vô ích, đi về chỉnh đốn lại, suy nghĩ đối sách sau. Trở lại. Bí Đình Phong ngây ra. Thiên Chi Vương đại nhân thì sao? Thành quả trận chiến này đâu? Xám xịt về vậy sao? Ba câu hỏi làm mọi người rất xấu hổ, lắc đầu thở dài, có người gục mặt xuống. Linh Mục Địch nói. Tuy trận chiến này tử thương thảm trọng nhưng chúng ta đã thắng, Lỗ Thông Tử và ma quân chạy trốn, tất cả ma tu bị đánh chết, hóa thần hải bị bắt, chiếm giữ cổ ma tỉnh, đây không phải là thành quả sao? Mọi người ngẫm lại thấy cũng đúng, bộ dạng suy sụp lại phấn chấn lên. Tuy hơi thảm liệt một chút nhưng vẫn có ít thành quả. Linh Mục Địch nhìn Bí Đình Phong. Trước đó mục tiêu của chúng ta chẳng phải là bắt lấy hóa thần hải, giết toàn bộ ma tu sao. Hiện tại chỉ có Lỗ Thông Tử chạy trốn, những cái khác đều hoàn thành. Bí Đình Phong đứng ngây như phỗng, không biết nên nói gì. Trong tình cảnh này, dù thắng cũng vui không nổi. Hạo Phong trầm giọng nói. Trở lại là chính xác. Chúng ta không thể vào ma giới cứu Diệp Nam Thiên ngay bây giờ được. Đừng nói không thể vào, dù tìm ra bí pháp đi vào nhưng không có nắm chắc 100% cứu Diệp Nam Thiên ra. Đành tạm thời rút binh, báo cáo chuyện nơi đây cho đảo chủ, còn lại để đảo chủ lựa chọn. Bây giờ ta lo là cổ ma tỉnh, tuy tạm thời chiếm đóng nó nhưng khe hở còn đó, bằng vào năng lực của chúng ta rất khó phong ấn nơi đây. Bí Đình nói. Hay phái người trông chừng. Hạo Phong nói. Nhất định phải phái mấy vị cường giả thật sự trấn thủ,
nếu không vài lỗ thông tử như thế đến thì sẽ mất khe hở. Theo ý ta ít nhất có trên 5 cường giả hư cực cảnh mới tẻ ấn thủ được. Công kích ma vật ngay khoảnh khắc nó thoát khỏi giới bích thì không cần lo. Bí Đình Phong lắc đầu nói. Khó. Điều quan trọng bây giờ là toàn bộ cường giả bị thương nặng phải về thiên vũ giới trị thương, không thể lành ngay trong phút chốc. Trừ phi điều 5 cường giả hư cực cảnh mới đến, nhưng trong thiên hạ làm gì còn người như thế. Không khí chìm xuống đáy cốc, mọi người suy sụp. Nếu không phái ra người trấn thủ được thì cổ ma tỉnh sẽ bị ma vật cướp đi ngay, thế thì ý nghĩa trận chiến này cũng mất, đồng bạn chết uổng. Linh Mục Địch lên tiếng. Các vị đừng chán nản vậy, ta có một vật có thể phong ấn nơi đây, ít ra có thể phong lại một đoạn thời gian. Hạo Phong mừng rỡ hỏi. À, là thứ gì? Linh Mục Địch dù gì là cường giả ngang ngửa với Diệp Kình Vũ. Linh Mục Địch tùy tay lấy ra một vật, đó là kim phù dài nửa thước. Linh Mục Địch nâng vật đó trong tay. Thứ này Âu Ghi là thượng cửu thần cung phù, phong ấn cuối cùng lúc giới thần trấn áp ma phổ, đủ phong ấn cổ ma tỉnh trong thời gian ngắn. Linh Mục Địch ném kim phù trên ngón tay đi, đánh vài ấn quyết vào trong. Kim phù biến ra ánh sáng vàng khuếch trương to lên. Trong khoảnh khắc ma khí đầy trời bị xua tan, nhiều hàng chữ bay lên từ phù vòng quanh xoay tròn trên bầu trời cuối cùng ngưng kết thành trận đè hướng giới bích. Tất cả ánh sáng vàng chợt lóe cách giới bích 10 trượng, biến mất. Làm xong mọi thứ như không có chuyện gì xảy ra, mọi người không thấy có gì thay đổi. Nhưng Lý Vân Tiêu cảm giác rõ ràng giới binh thêm một tầng rào chắn, ma khí cuồn cuộn tràn ra bị lực lượng cửu thần cung phù cắt đứt. Bí Đình Phong giật mình kêu lên. Vậy là phong tỏa khe hở, chúng ta không thể cứu Diệp Nam Thiên Đại Nhân. Hạo Phong nói. Chuyện gì cũng không vẹn toàn được. Dù Diệp Nam Thiên có ở đây chắc chắn cũng lựa chọn phong án khe hở. Linh Mục Địch nói. Các vị đừng buồn quá, thắng thua là chuyện thường của binh gia, huống chi lần này chúng ta thắng. 10 vạn năm trước lần đầu chiến đấu vài trận với ma giới thua càng thảm thiết hơn, cuối cùng thiên vũ giới thắng. Điều chúng ta phải làm bây giờ là trở lại tu dưỡng, nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi lần sau tái chiến. Biểu tình Hạo Phong trầm trọng nói. Đúng vậy, thực lực của chúng ta không đủ. Phải mạnh hơn nữa. Hạo Phong nhìn Lý Vân Tiêu. Vân Minh Chủ, về chuyện quy tắc thập phương. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ta hiểu, ngày hôm nay khu vực thành Viêm Vũ mở rộng hoàn toàn cho đảo Huyền Ly, ai có lòng kháng ma dù không tham gia Thiên Vũ Minh cũng có thể vào khu vực thành Viêm Vũ tu luyện. Cuộc chiến này khiến Lý Vân Tiêu nôn nóng vô cùng, khó thể tiếp tục lũng đoạn tài nguyên đối địch với thế lực thiên hạ đối lập mình. Hạo Phong mắt lóe tia sáng lạnh gật đầu nói. Vậy là tốt nhất, các vị hãy cùng ta đi thành Viêm Vũ tham ngộ quy tắc. Bí Đình Phong nói. Các người đi trước, ta về đảo Huyền Ly báo cáo chuyện này cho đảo chủ đã. Hạo Phong gật đầu nói, vậy là tốt nhất. Rất nhanh mọi người phấn chấn tinh thần. Bọn họ sớm xem nhạt sống chết, trong thảm liệt làm một số niềm tin sụp đổ nhưng lập tức lên tinh thần ngay. Đi đi. Linh Mục Địch dẫn đầu, ánh sáng vàng hiện ra bốn phía xẻ ma khí trước mặt ra. Linh Mục Địch bay ra ngoài cổ ma tỉnh trước nhất. Mấy ngày sau cuộc chiến cổ ma tỉnh chấn động thiên hạ. Hóa thần hải cũng bị thiên vũ giới toàn quyền tiếp quản, trở thành cấm địa, không cho phép bất cứ người nào đi vào. Thành Viêm Vũ cũng nghiễm nhiên trở thành trung tâm thiên vũ giới, vì tham ngộ quy tắc thập phương nên rất nhiều cường giả từ 4 phương 8 hướng tụ tập lại, tựa như hành hương. Trong một thâm cốc đen ngòm, tử địa trầm lặng như vạn cổ không thay đổi, chẳng chút gợn sóng. Từ trên bầu trời thâm cốc nhìn xuống ma khí vô biên như núi lửa ngủ say, tĩnh như nước lặng chẳng chút gợn sóng. Không gian đột nhiên dao động, một chiếc chiến xa đơn giản chu ỉa. Hình dạng chiến xa cổ kính quái dị, làm bằng thanh đồng, đầu thú trên chiến xa dữ tợn. Chiến xa chuyển động nhẹ trên bầu trời sơn cốc rồi biến mất, rạch không gian vào đáy cốc. Chiến xa chìm xuống mấy vạn trượng, mơ hồ có ánh sáng nhạt nổi lên. Nhìn kỹ thì đó là bột phấn màu vàng từ đáy sơn cốc ghép thành mấy ngàn ký hiệu kỳ lạ, ra là một tòa đại trận. Chiến xa lóe lên bóng sáng, một bóng người đứng cạnh chiến xa từ bao giờ. Mái tóc màu xanh thẳm cực kỳ bắt mắt, người đó liếc mắt bên dưới, hừ khẽ. Người đó phất ống tay áo dài thu chiến xa đi, biến thành luồng sáng lam bay xuống, tiến vào trận pháp mất tăm. Ngay sau đó là một đại điện màu đen, đứng trên 4 bức tường cháy ngọn lửa xanh âm u. Có bóng người lung lay dưới ánh lửa. Trên đại điện phát ra thanh âm bất mãn.
Lam, ngươi lề mề quá, chỉ chờ một mình ngươi. Người đó cao to vạm vỡ, khôi ngô như con trâu, cơ bắp nhô cục cục rất là thẩm mỹ. Người đó bất mãn liếc Lam. Lam cười lạnh một tiếng. Chính chủ còn chưa nói gì, ngươi càu nhàu cái khỉ gì. Lam bước nhanh tới. Trong điện có bốn người, hoặc đứng hoặc ngồi, tư thế lười biếng thoải mái cùng nhìn hướng Lam. Nam nhân vạm vỡ đang đứng, trên da thịt tràn đầy ma văn. Chỉ nhìn gã đã thấy sợ hãi tim đập nhanh. Một lão nhân khô gầy ngồi bên tay trái, kê tay gối đầu nghỉ ngơi. Mãi khi Lam đến lão nhân mới ngồi thẳng dậy. Lão nhân lên tiếng. Rốt cuộc tới đông đủ. Mọi người rời tầm mắt khỏi người Lam nhìn hướng lão nhân. Lam chắp hai tay, đứng giữa đại điện giống nam nhân cao to. Lam cười khẩy nói. Cơ, người quá nhát gan, gặp mặt còn sắp xếp ở tử ma cốc này, kêu chúng ta lén lú như ăn trộm, còn gì là phong độ ma tôn. Lão ma cơ nói. Cũng vì hoàn toàn tránh khỏi man mới thế, nếu bị hắn phát hiện chúng ta lén gặp mặt, tuy không sợ gì hắn nhưng sinh sự nhiều chuyện. Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Lam hừ mạnh. Ngươi vẫn cứ cẩn thận sợ chết như vậy. Ma tôn vạm vỡ tên Viêm thận trọng nói. Cẩn thận chút là hơn. Lam phẩy tay nói. Tùy các ngươi, người đã đến rồi, có chuyện gì nói thẳng đi. Biểu tình của cô trầm trọng chậm rãi nói. Lối vào hai giới trên lãnh địa của man bị phong. Cái gì? Bốn người khác giật mình, vẻ mặt lười biếng mất hết, trở nên hết hồn. Một nam nhân yêu nhã nửa nằm chợt bật dậy, mắt bắn ra tia sáng xanh lộ rõ sát khí. Sao có thể như vậy? Tin tức có đáng tin không? Nam nhân tên Cung, một trong ma tôn. Mấy người khác sắc mặt khó coi, bọn họ biết cơ tuyệt đối không vì tin vỉa hè chưa chứng thực mà mở họp. Có một ma tôn ngồi khoanh chân trong hư không, nhìn như không chân thật, như tàn ảnh giờ cũng mở to mắt nhìn thẳng ma cơ. Cơ nói. Cực kỳ chính xác. Lam lạnh lùng nói, phế vật man đó thật là, khó khăn lắm mới mở một khe hở lại bị thiên vũ giới phong, hại ma tôn chúng ta mất mặt. Cung lạnh băng nói, trước kia không nên yên tâm để hắn quản lý khe hở, giờ gây ra lùm xùm lớn vậy, tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cho man. Cơ nói, bây giờ không phải lúc tính sổ, càng không thể nội đấu. Ta chọn gặp mặt tại đây vì tránh cho man hiểu lầm, tưởng chúng ta muốn đối phó hắn. Việc gấp bây giờ là ứng đối tương lai, từ chuyện khe hở bị phong chúng ta đã đánh giá sai thực lực của thiên vũ giới, bọn họ mạnh hơn chúng ta tưởng. Cung nói, cường đại thì sao, chỉ cần không có cao thủ đẳng cấp thánh ma thì chúng ta sợ gì? Cơ nói, chắc chắn đẳng cấp thánh ma không tồn tại, nhưng đương nhiên có cường giả ma tôn Kappa, a tương lai không thể xem thường. Khe hở trên lãnh địa của man có lẽ không đáng tin, phải tìm cách khác. Ma hầu luôn im lặng mở miệng nói. Ta nghe nói man chủ tính khe hở đó từ lâu, di chuyển nhiều ma đài qua, sáng tạo hoàn cảnh mô phỏng, cực kỳ thành công, tại sao lô là để bị thiên vũ giới phong ấn? Nếu thiên vũ giới có lực lượng như thế thì chúng ta mở con đường khác chưa chắc thành công. Cơ nói. Đây là lý do hôm nay ta triệu tập các vị đến. Ta định tập hợp sức cả nhóm lại mở ra một khe hở. Lực lượng năm bộ đủ cưỡng ép sông mở con đường phát tán nhiều sinh vật ma giới đến thiên vũ giới, sửa đổi giới lực. Bốn người hầu tinh thần rung lên liếc nhau, trầm ngâm. Cơ chậm rãi nói. Đây là cách ổn nhất hiện nay, nếu có thêm một cái khe bị phong thì rắc rối. Viêm hỏi. Khe hở hai giới có hơn trăm cái, lại ít người lợi dụng được nó. Cơ đại nhân chọn cái này. Cơ nói. Vốn có hy vọng nhất là cái của man bộ. Giờ hoàn toàn không trông cậy vào. Không giấu gì các vị, ở Thương Huyền Sơn cơ bộ ta đi về phía bắc 400 dặm có con sông giáp danh, trong sông có một khe hở cực kỳ bí ẩn đã chậm rãi biến dị. Cái gì, biến dị? Bốn người giật nảy mình. Viêm kinh ngạc kêu lên. Ngươi xác định là biến dị? Cơ nói. Đương nhiên rồi, chuyện này không đùa được. Viêm cười to nói. Ha ha, vậy còn chờ cái gì? Cơ nhẹ lắc đầu nói. Ta phát hiện khe hở này từ lâu về trước nhưng không dám đụng vào nó, vì trong sông tồn tại một sinh vật tên là phệ giới ma. Hầu giật mình kêu lên. Ui, ma trùng có thể cắn nuốt giới lực. Mắt hầu lộ vẻ khó tin. Đây là dị chủng chỉ thời cổ ma giới mới có, nghe đồn có thể nuốt giới lực, chứ ca xê tiếp từ giới này xuyên qua giới khác. Ba người khác nghe vậy đều hoảng hốt. Viêm ngơ ngác hỏi.
Nuốt giới lực, sao lại có thứ như vậy? Nếu sinh trong giới đương nhiên sẽ bị quy tắc giới lực hạn chế. Hai người khác gật gù đồng ý quan điểm của Viêm, cảm thấy cách nói cắn nuốt giới lực rất hạ ong đường. Hầu nói, mấy năm nay các người mới bước vào ma tôn nên ít biết lịch sử ma giới. Cơ đại nhân phát hiện phệ giới ma không dám dục dịch là đủ biết nó lợi hại rồi. Cơ cười khổ lắc đầu nói. Tuy ta lớn hơn hầu đại nhân ngàn tuổi nhưng sống uổng, trước đó không phải sự tồn tại của phệ giới ma, sau khi chịu thiệt, qua bài học chết hơn 10 vị ma quân mới tra ra lai lịch của nó. Nhưng không rõ sâu cạn, mong hầu đại nhân chỉ dẫn cho. Hầu vuốt râu, mỉm cười nói. Thì ra là vậy, nói đến cũng tình cờ, ta vô tình dở sách cổ thấy nó. Loại phệ giới ma là sinh linh cổ xưa xuất hiện sau khi ma giới sinh ra không lâu, vì có năng lực nuốt giới lực nên sách cổ bảo có lẽ sinh vật này không sinh ra từ ma giới, rất có thể từ giới khác nuốt tới đây. Cơ khẽ thở dài. Thì ra là vậy, hại ta tổn binh hao tướng. Nói vậy là khe hở trong giới rất có thể bị thứ này cắn mà ra. Hậu gật đầu nói. Khả năng rất lớn. Cơ rất là buồn bực. Sao thứ này không ăn sâu chút, trực tiếp đánh thủng hai giới cho rồi. Hầu trầm ngâm nói. Chắc có lý do gì đó, chúng ta có thể điều tra xem. Nhưng phải hết sức cẩn thận, phệ giới ma có thể nuốt cả thánh ma, nếu phát hiện có gì không đúng lập tức rút ngay. Nuốt thánh ma. Bốn ma tôn xoe tròn mắt, há hốc mồm đứng ngây như phỗng. Cơ nói. Hầu đại nhân nói là tình huống đặc biệt hoặc số lượng phệ giới ma rất nhiều đúng không? Ta từng điều tra sơ sông giáp danh này, có hai ma tôn đi xuống là đủ tiêu diệt hết. Tim Viêm đập nhanh. Cần tận lực lượng hai ma tôn, thế đã eo siêu đáng sợ. Cơ gật gù. Đúng rồi, nếu không phải khe hở của man bộ bị phong thì ta chẳng nghĩ đến nơi này, giờ hết cách đành thử một lần. Hầu nói. Nếu ngũ bộ chúng ta hợp tác đủ sức quét ngang ma giới. Không cần sợ. Ta đồng ý đề nghị của vơ đại nhân, không biết ý của ba vị ra sao. Hầu nhìn ba người khác. Lam cười gằn. Ha ha ha, thú vị, các ngươi đã đồng ý thì ta không ý kiến. Cung và Viêm nhẹ gật đầu tỏ thái độ. Cơ mừng rỡ nói. Tốt, nên làm sớm đừng để muộn. Chúng ta hãy trở lại chuẩn bị, ba ngày sau gặp trên Thương Huyền Sơn cùng đi sông giáp danh. Năm người thảo luận xong lần lượt từng người biến mất trong đại điện. Ngọn lửa âm u trên vách tường tắt cái phụt, đại điện chìm vào yên tĩnh. Cùng lúc đó, trong thiên vũ giới. Trong thành Viêm Vũ, vũ giả bay tới bay lui, sức sống bừng bừng, muôn vàn khí tượng. Sau khi thành Viêm Vũ mở cấm chế thì thần cảnh trong thiên hạ đều kéo nhau đến, chỉ cần thề kháng ma thì ai đều được hoan nghênh. Sau khi trở về Lý Vân Tiêu liền bế quan dưỡng thương. Tâm tình mọi người khá tệ nên lần lượt bế quan luôn. Sự vụ trong thành do một tay linh mục địch quản lý, khá là gọn gàng ngăn nắp. Có người đột nhiên lòng Lý Vân Tiêu cảm ứng ra khỏi bế quan, lắc người thuấn di đến đại điện trong phủ thành chủ. Mục Tinh đại nhân, quả nhiên là đại nhân. Trong đại sảnh, linh mục địch đang chiêu đãi một lão nhân, hai người ngồi uống với anh hua. Một thân con rối đứng sau lưng lão nhân, là Mục Tinh đã gặp ở Vĩnh Sinh chi giới. Lý Vân Tiêu vừa thấy liền biết lão nhân chính là Mục Tinh bản tôn, mừng rỡ vội vàng tiến lên nghênh đón. Mục Tinh mỉm cười đặt chén trà xuống, chắp tay nói. Vân Minh Chủ, không ngờ nhanh vậy đã gặp lại. Lý Vân Tiêu cười to bảo. Mục Tinh đại nhân, đã lâu không gặp. Mục Tinh nói. Nghe bảo Vân Minh Chủ đang bế quan tu luyện cho nên bất cảm quấy dày. Lão Phu cũng đang định tìm một nơi yên lặng để bế quan tu luyện đây. Lý Vân Tiêu cười tiến lên, cực kỳ thân thiết. Bản thiếu gia ngày nhớ đêm mong rốt cuộc Mục Tinh đại nhân cũng tới, sao đi ngay vậy được? A, à, Mục Tinh nhướng cao đầu chân mày, bình tĩnh nói. Ta chỉ là một lão già, có gì mà tỏ gần chờ. Vân thiếu gia tìm ta có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Lý Vân Tiêu nhìn trái phải, hỏi. Chỉ có một mình Mục Tinh đại nhân đến sao? Thế này thì hơi không hợp với lẽ thường. Mục Tinh cười kỳ dị. Ha ha ha, Vân Minh Chủ đúng là thông minh tuyệt đỉnh. Mục Tinh và Linh Mục Địch nhìn nhau cười. Linh Mục Địch nói. Mục Tinh đại nhân đến vì chuyện luyện chế khôi lỗi. Mặt Mục Tinh nghiêm túc nói. Sau chiến dịch hóa thần hải, đảo chủ cực kỳ xem trọng việc hai phái liên hợp. Khi biết Vân Minh Chủ đang chiêu mộ cường giả luyện chế đáp hái ta đến hỗ trợ.
ta cũng hy vọng nhờ cậy thập lực lượng quy tắc thập phương luyện hóa nguyên lực trong người tăng trưởng tuổi thọ. Ha ha ha, quá hay, có Mục Tinh tiên sinh hỗ trợ thì thành Viêm Vũ như hổ thêm cánh. Lý Vân Tiêu reo lên. Ta đã phái người đi đảo Thông Thiên tìm người Mục gia, khi đó Mục Tinh đại nhân có thể nhận nhau với họ. Biểu tình Mục Tinh he thản nhiên nói. Hết thảy tùy duyên đi. Trong vĩnh sinh chi giới Mục Tinh gặp một vài hậu bối Mục gia làm lão mất hứng thú với việc này. Mục Tinh lấy một khối phương bản ra đặt trong không khí trước mặt, hai tay chộp góc phương bản xoay nhẹ. Phù văn trên phương bản chuyển động bắn ra trăm luồng sáng vàng khuếch tán bốn phía ngưng tụ thành ảnh chiếu kim thân to lớn. Có 12 kim thân. Kim thân cao to rộng lớn, pháp tướng trang nghiêm. Lý Vân Tiêu kinh kêu. Thập nhị đô thiên thần sát trận. Mục Tinh gật đầu nói. Đây là trận đồ lập thể thập nhị đô thiên thần sát trận lưu truyền từ thượng cổ cuối cùng rơi vào tay ta, nên chế tạo ra lục đinh lục giáp, chỉ tiếc thiên phú của ta có hạn không thể hoàn mỹ được. Vẻ mặt Mục Tinh buồn bã khẽ thở dài. Nếu lúc trước ta đưa thứ này cho Mục Trần có lẽ đã có thể luyện chế ra thứ lợi hại hơn nữa. Lý Vân Tiêu nói. Xin Mục Tinh đại nhân đừng tự coi nhẹ mình, hết thảy đều có duyên phận. Mục Tinh lên tinh thần một chút. Trước kia ta vốn định hiệu phảng trận đồ chế tạo ra đô thiên thần sát trận giống y như đúc. Đáng tiếc 12 kim nhân này cần tài liệu nghịch thiên, lúc bấy giờ lực lượng Mục gia đừng nói tạo ra 12, dù một kim nhớ nũng khó khăn. Nhưng với lực lượng thành Viêm Vũ hiện tại làm ra 12 kim nhân chắc không khó khăn gì. Mắt Mục Tinh bừng lên tia hưng phấn nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu thầm giật mình nhưng không kiềm được nỗi hưng phấn. 12 trận đồ truyền đến hơi thở linh động khiếp người, nếu có thể hoàn nguyên trọn vẹn thì phòng ngự thành Viêm Vũ sẽ cường đại đến biến thái. Lý Vân Tiêu xoa tay, kích động hỏi. Ân tài liệu gì? Mục Tinh mỉm cười nói. Kim nhân do 32 loại tài liệu chính cấu thành, phối 1.366 loại tài liệu phụ. 32 loại tài liệu chính gồm có. Mục Tinh mất nửa canh giờ đếm một lần hơn ngàn loại tài liệu thuộc như lòng bàn tay, ánh mắt ý cười nhìn Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đã thành màu gan heo, buồn bực nói. Hao phí lớn như thế đừng nói thành Viêm Vũ, dù Nạp Kiên Thiên Vũ giới cũng chưa chắc lấy ra được. Linh Mục Địch nhíu mày nghe, lắc đầu nói. Nếu là 10 năm trước, ở Bắc Vực Chi Phong ta cai quản có lẽ còn đưa ra được, nhưng hiện tại Thiên Vũ giới thiếu thốn tài nguyên rất nhiều, hoàn toàn không thể so sánh với ngày xưa, thật sự rất khó khăn. Lý Vân Tiêu nói. Đâu chỉ là khó, trong đó có ít nhất 40 loại tài liệu đã tuyệt tích từ lâu. Mục Tinh trầm ngâm nói. Nếu ít thì có lẽ còn khai quật được, tuyệt tích rồi đúng là khó khăn. Lý Vân Tiêu nói. Để ta hỏi bên thương hội xem sao. Không được thì đành tìm nguyên liệu khác thay thế. Dù sao vạn vật tương sinh tương khắc, luyện phương không nhất định phải giống y. Rất nhanh, Đinh Linh Nhi, Tô Liên Y tiền sinh nghe lệnh đi tới. Xem mục lục tài liệu xong ba người lộ vẻ mặt khó xử liếc nhau, liên tục lắc đầu. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Nhìn bộ dạng của ba người là ta hiểu rồi. Vậy đi, nếu cái nào chắc chắn không tìm thấy thì ta tìm nhóm Thiên Chiếu Tử Đại Sư tham khảo. Tranh thủ dùng nguyên liệu khác thay thế. Đinh Linh Nhi gật đầu nói. Được rồi, ba chúng ta đi tính toán một chốc rồi trả lời sau. Mục Tinh nói. Chuyện tìm tài liệu xin làm phiền Vân Minh Chủ, nếu có thể luyện ra 12 kim nhân xem như hoàn thành một tâm nguyện của ta. Lý Vân Tiêu nói. Nên làm. Lý Vân Tiêu, Mục Tinh lại khách sáo một phen. Linh Mục Địch sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy. Đinh Linh Nhi tiến lên nhẹ giọng nói. Vân Tiêu đại ca, ta đã hỏi thăm được tung tích Phi Thanh. Thân hình Lý Vân Tiêu run rẩy, mừng rỡ hỏi. Thật không, hắn ở đâu? Đinh Linh Nhi hô tay mấy cái, một bức tranh hư không hiện ra, có dãy núi vòng quanh, là một mảnh sơn mạch. Lý Vân Tiêu nghi hoặc, cảm thấy có chút quen mắt nhưng nghĩ mãi không ra. Đinh Linh Nhi nói. Là chỗ này, tên gọi Càn Tam Sơn. Càn Tam Sơn, đó chẳng phải là chỗ của Khâu Mục Kiệt sao? Lý Vân Tiêu hiểu ra. Thì ra Vi Thanh trốn ở đây. Lý Vân Tiêu nói xong xoay người đi. Đinh Linh Nhi ở phía sau la lên. Vân Tiêu đại ca đi một mình sao? Rất nguy hiểm. Lý Vân Tiêu không ngoái đầu lại nói. Yên tâm, có hai vị đại nhân sán và chắc đủ kiểm soát tất cả. Rất nhanh truyền tống trận thành Viêm Vũ mở ra, Lý Vân Tiêu đi Càn Tam Sơn.
Khi thần thức của Lý Vân Tiêu vượt vực truy tung từng đến Càn Tam Sơn, nắm giữ vị trí không gian. Mấy ngày sau chợt tuyết rơi đây, cả sơn mạch khoác lớp sương bạc. Một luồng sáng xanh từ xa bay tới bắn vào sơn mạch, nơi luồng sáng xẹt qua không gian bị vặn vẹo cuồn cuộn. Ánh sáng xanh đáp xuống mặt tuyết biến thành Lý Vân Tiêu, đế gài y dán lớp tuyết nhưng không để dấu vết. Lý Vân Tiêu tìm kiếm phương hướng, người lóe ánh sáng trắng thuấn di đi. Phòng nhỏ trên Càn Tam Sơn còn đó, khắp nơi đầy dấu hiệu người ở. Lý Vân Tiêu quét thần thức phủ lên cả tòa sơn mạch, vẻ mặt kinh sợ. Trong núi truyền ra tiếng hét của Vi Vô Nhai. Ai đó? Bóng người chợt lóe xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, giật mình kêu lên. Là ngươi? Lý Vân Tiêu cực kỳ bình tĩnh gật đầu nói. Vô Nhai đại nhân, lâu không gặp. Vi Vô Nhai biến sắc mặt hét lên. Ngươi đến làm gì? Càn Tam Sơn không hoan nghênh ngươi. Lý Vân Tiêu nói. Càn Tam Sơn không phải nhà của Vi gia đại nhân, phụ tử các người có thể để thì sao ta không được? Ánh mắt Lý Vân Tiêu trở nên lạnh lùng hỏi. Vừa rồi ta quét thần thức qua, trong sơn mạch có 600-700 người ngủ đông, toàn là quỷ tu la sao? Vi Vô Nhai hừ mạnh. Đúng thì sao, liên quan gì ngươi? Vi Vô Nhai cảnh giác đề phòng nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm. Lý Vân Tiêu chợt cười nói. Ha ha ha, phụ tử thoáng chốc táng tận thiên lương, hại chết bao nhiêu người. Ta muốn thay trời hành đạo. Mặt Vi Vô Nhai xanh mét mắng. Thay trời hành đạo, người nghĩ mình là con trời chắc. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Chuyện khiến người giận sôi thế này ai đều nên diệt. Vi Thanh cũng ở bên dưới đúng không? Ta giết người trước thì hắn sẽ đi ra. Lý Vân Tiêu dứt lời nhân kiếm hợp nhất, hóa thành luồng kiếm quang chém tới. Vi Vô Nhai giật bắn, không kịp né tránh, hai tay cong lại kẹp kiếm thế giữa lòng bàn tay. Hai lực lượng va chạm bắn ra một đoàn băng sát tâm diễm tứ tán. Lý Vân Tiêu vùng cánh tay, kiếm ý xoay tròn quanh thân kiếm không ngừng trùng kích lực lượng của Vi Vô Nhai vỡ ra từng tấc. Vi Vô Nhai không dám cứng rắn đỡ dẫn kiếm thế sang bên người, tay phải co thành nắm đấm đánh vào thân kiếm, bùm một tiếng thuận thế thụt lùi. Lý Vân Tiêu đang định dựa theo đột nhiên tuyết dưới chân bắn tung. Trăm bóng người lao lên bao vây hắn vào giữa, sát khí ngút trời. Đám quỷ tu la này. Lý Vân Tiêu giật nảy người, phát hiện quỷ tu la khác xa trước kia, không chỉ về ngoại hình còn có uy áp khí thế. Vi Vô Nhai ở bên ngoài vòng chiến lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu, lạnh giọng nói. Lý Vân Tiêu, ta không biết trong giới thần bi của ngươi có bao nhiêu người nhưng nếu chỉ có một mình ngươi thì sẽ chôn xác tại Càn Tam Sơn. Vi Vô Nhai vung tay lên. Quỷ tu la vốn yên lặng chợt trở nên dữ tợn. Các quỷ tu la giống to mấy tiếng, lực lượng ẩn trong người không ngừng bộc phát ra. Lý Vân Tiêu kinh kêu, vẻ mặt hoảng sợ. Quy chân thần cảnh. Mấy quỷ tu la quanh Lý Vân Tiêu gầm giống, cơ thể biến đổi, lực lượng vượt qua bình chướng võ đạo bước vào siêu phàm nhập thánh. Biểu tình Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, ngây ngốc. Liếc mắt nhìn qua có hàng trăm con quỷ tu la, lực lượng kinh người liên tục kéo cao. Bùm! Cách mấy chục trượng một con quỷ tu la cơ thể vặn vẹo, lực lượng nâng cao làm nó chịu không nổi nổ banh xác. Bùm! Bùm! Có vài con quỷ tu la nổ banh xác nhưng chỉ là số ít, đa số thuận lợi trùng kích đến quy chân thần cảnh. Sát ý cường đại từ bốn phương tám hướng ập đến tỏa định Lý Vân Tiêu. Mắt thấy đám quỷ tu la định công kích, Lý Vân Tiêu ngăn lại. Khoan đã! Lý Vân Tiêu hét to một tiếng. Vi Vô Nhai! Những binh khí giết chóc này làm sao vậy? Tại sao có thể phá tan võ đạo trói buộc? Vi Vô Nhai cười lạnh nói. Ngươi còn nhớ La Thanh Vân, công dương chính kỳ tử vệ không? Lý Vân Tiêu đáp. Đương nhiên nhớ, chuyện này liên quan gì bọn họ sao? Biểu tình của Lý Vân Tiêu tràn đầy kinh ngạc. Bỗng chốc xuất hiện nhiều cao thủ thần cảnh. Lực lượng này không thua gì Thành Viêm Vũ, chỉ có đảo Huyền Ly mới thắng một bậc. Vi Vô Nhai nói. Rất đơn giản, sau cuộc chiến Ngũ Hà Sơn thì ta và công dương chính kỳ hòa hảo, cộng hưởng bí thuật luyện chế binh khí giết chóc. Có huyết dịch đề tồn, giải mở gen liên cùng trùng kích khiến lực lượng binh khí giết chóc phá vỡ võ đao trói buộc. La Thanh Vân là người thứ nhất có hai loại bí thuật này, Lý Vân Tiêu ngô ngác nghe, đứng ngây như phỗng nhìn các khuôn mặt dữ tợn xung quanh, lòng rét run. Vi Vô Nhai nhe răng cười nói. Cho ngươi biết thêm một điều. Mục đích địa hội tỷ võ đệ nhất thiên hạ thật ra là thu thập lọ chứa. Thu thập lọ chứa.
Lý Vân Tiêu lạnh sống lưng lan đến toàn thân, run giọng hỏi. Các tuyển thủ tham gia đại hội tỷ võ hiện ở đâu? Ha ha, đã bắt đầu tiến vào cải tạo rồi. Vì Vô Nhai hờ hững như nói chuyện gì rất nhỏ bé. Vì thiếu lực lượng huyết dịch nên chúng ta dùng cách của công dương chính kỳ cải tạo bọn họ trước, sau đó tìm cách luyện hóa máu sau. Lý Vân Tiêu tức giận quát. Súc sinh. Ngọn lửa bùng cháy trong lòng Lý Vân Tiêu. Lúc trước Khâu Mục Kiệt dùng cơ thể người thí nghiệm bị trục xuất hóa thần hải, bị người trong thiên hạ truy sát. Không ngờ các ngươi còn hung ác hơn hắn gấp trăm lần. Vì Vô Nhai mặt lạnh băng cười khẩy nói. Khâu Mục Kiệt bị xua đuổi, truy sát không phải vì hắn ác cỡ nào mà do thực lực của hắn không đủ. Nếu Khâu Mục Kiệt sớm chế tạo ra một cường giả thần cảnh thì đã là chủ hóa thần hải, thậm chí là chủ thiên hạ, ai dám truy sát. Lý Vân Tiêu, ta khuyên người kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, hiện tại thiên hạ rối loạn, đồng lòng đối ngoại kháng ma, đừng nội đấu tiêu hao với chúng ta làm gì. Ta có nghe nói chuyện hóa thần hải, ra đường không gặp thời, hử thương cực nặng. Ngươi làm thống lĩnh là có tội, không biết hối cải còn muốn gây nội loạn sao? Hai Lý Vân Tiêu bóp xương kêu răng rắc, lực lượng này tuy quá trình chế tạo cực kỳ thảm thiết, ghê rợn nhưng đúng là tồn tại cường đại khó thể bỏ qua, nếu hủy diệt thì rất đáng tiếc. Khi có xung đột sẽ là trùng kích cực mạnh với Thiên Vũ Minh. Vì Vô Nhai thấy sắc mặt Lý Vân Tiêu do dự thì dịu giọng nói. Phá Quân đại nhân, dù gì cũng là huynh đệ với nhau. Nếu vì một phút xúc động mà làm gì thì có nghĩ tới hậu quả chưa? Lý Vân Tiêu biểu tình cực kỳ khó xem từ từ thả hai tay nắm chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi là kết quả lòng dẫy dụa kịch liệt. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ba điều, một, ngừng ngay chế tạo loại binh khí giết chóc này. Hai, những binh khí giết chóc hiện tại có phải vào chiến trường đối kháng ma tộc? Ba, giải trừ phong ấn trên người Mộng Vũ, Mộng Bạch, trả lại cho ta. Miễn các ngươi làm được ba điều này thì ta rời đi ngay. Vì Vô Nhai nhướng mày, hừ lạnh một tiếng. Hiện tại đã có nhiều vũ giả đang trong quá trình chế tạo, nếu có ngừng lại cũng không thể trở về như trước kia, làm lãng phí tài liệu chế tạo. Lý Vân Tiêu tức giận quát. Ta không quan tâm thứ đã làm rồi nhưng tuyệt đối không được để có người bị cuốn vào trong đó nữa. Vì Vô Nhai nói. Vũ giả có tiềm chất trên thiên vũ giới đã bị đào móc gần hết. Ta có thể suy xét đồng ý điều này. Một câu nhẹ nhàng nhưng khiến Lý Vân Tiêu toàn thân lạnh lẽo. Địa hội tỷ võ đệ nhất thiên hạ, trong đó những cường giả được thứ hạng hầu như bị bọn họ bắt hết, trước đó thí nghiệm bí mật bắt giữ nhiều cường giả khác càng khó đếm hết. Vì Vô Nhai tiếp tục trầm ngâm nói. Điểm thứ hai cũng không thành vấn đề, dù sao ma tộc mới là kẻ thù cuối cùng của chúng ta. Đây là chiến đấu không thể cùng tồn tại, thiên hạ hưng vong. Điểm thứ ba thì, ha ha, tương lai có thể, nhưng là hiện tại không được. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Tại sao? Điều thứ nhất là điều kiện cực kỳ khắc nghiệt nhưng Vì Vô Nhai đồng ý, điều thứ ba hơi khó khăn lại không vượt qua điều một. Vì Vô Nhai nói. Tạm thời không nói được, Phá Quân đại nhân đừng có một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không lão phu đành cưỡng ép tiễn khách. Ha ha ha, Lý Vân Tiêu bật cười nói. Hôm nay ta đến thật ra vì điều thứ ba. Còn người Vì Vô Nhai có rút lạnh lùng hỏi. Phá Quân đại nhân muốn xé rách ra mặt sao? Ta rất tò mò trong giới thần bi của đại nhân mang bao nhiêu người mặc tự tin có thể bắt được Càn Tam Sơn. Hay đã chuyển nguyên thiên vũ minh đến? Lý Vân Tiêu thản nhiên nói. Ra ta đây chỉ có vài người. Nếu không lấy được Càn Tam Sơn thì giết bao nhiêu hay bấy nhiêu đi. Bùm! Kiếm trong tay Lý Vân Tiêu hừng hực lửa. Sát khí bay vọt lên. Vì Vô Nhai tức giận quát lớn, hai tay chém xuống dưới. Cuồng vọng, giết, giết hắn. Các binh khí giết chóc xung quanh sớm dục dịch đều gầm giống, vẻ mặt dữ tợn tàn nhẫn xông lên. Kiếm giết. Kiếm thế của Lý Vân Tiêu ngưng tụ, băng sát tâm diễm cùng kiếm khí nổ tung bắn tứ tán. Kiếm chi giới lực mở ra, phạm vi mấy trăm trượng sáng rực kiếm quang, nghiền nát tất cả. Xoẹt, xoẹt. Máu phun tung tóe tuôn như suối, mấy binh khí giết chóc trước mắt bị chém trúng chỗ hiểm, đầu mình hai nơi. Mặt Lý Vân Tiêu lạnh băng cầm kiếm đi hướng đám binh khí giết chóc, mỗi lần kiếm quang giơ lên là có một tiếng hét thảm, một binh khí giết chóc hụt xuống, chớp mắt hắn đã giết mấy chục người. Mí mắt Vì Vô Nhai co giật rút gân, lòng nhỏ máu. Tuy có nhiều binh khí giết chóc nhưng tất cả là tâm huyết của Vì Vô Nhai, rất khó đào tạo.
Vi Vô Nhai giống to. Chết tiệt. Vi Vô Nhai xông lên. Lý Vân Tiêu cảm giác lực lượng cường đại ngưng tụ trên bầu trời, năm ngón tay Vi Vô Nhai co lại, muôn vàn lệ khí tụ tập biến thành chiến đao to lớn. Vi Vô Nhai tức giận quát. Tài quyết chi nhẫn. Vi Vô Nhai thuấn di đến trên đầu Lý Vân Tiêu, tay cầm tài quyết chém xuống. Kiếm giới đột nhiên vỡ ra, những binh khí giết chóc bị khí chàng cuồng bạo đánh văng, lực lượng trên người Lý Vân Tiêu thoáng chốc bị ức chế, ánh sáng co rút dữ dội. Kiếm chảm tinh thần. Lý Vân Tiêu thuận thế áp xúc lực lượng đến cực độ rót vào trong kiếm. Trên kiếm thương chảm hồng vang âm rung, lửa cường đại nở ra hoa sen, vạn kiếm hoa từ bên trong bắn lên cao. Ầm 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 ầm. Hai lực lượng va chạm ngang ngửa nhau, hóa thành uy áp khủng bố đè nát bầu trời. Càn Tam Sơn nứt nở, tuyết đầy trời trời sụp đất nứt. Vi Vô Nhai nổi khùng. Đáng chết. Vi Vô Nhai không thể giữ hư cực cảnh quá lâu. Sau khi thi triển tài quyết chi nhẫn thì khó kéo dài rét về trưởng thiên cảnh. Vi Vô Nhai vội triệu tập binh khí giết chóc từ bốn phương tám hướng xông hướng Lý Vân Tiêu. Vi Vô Nhai liên tục thụt lùi ra xa trị thương, quan sát. Những binh khí giết chóc không có cảm giác đau hay chi giác, chỉ có hưng phấn và giết chóc, tuy rằng là thiêu thân lao đầu vào lửa vẫn chen chúc nhau xông lên. Lý Vân Tiêu nhíu mày, mới rồi cứng rắn đỡ một đòn tài quyết làm lực lượng tiêu hao nhiều. Giờ bị mấy thứ này vây công khiến Lý Vân Tiêu rơi vào hiểm cảnh. Luồng gió ngưng tụ trên tay trái Lý Vân Tiêu bỗng nhiên biến thành gió lốc, bên trong có bóng dáng cá sấu. Cá sấu thổi một hơi, gió lốc hóa thành ngàn vạn phong nhẫn chém về phía bốn phương tám hướng. Trong giới thần bi bay ra Sán và Trác, hai người vừa xuất hiện liền sử dụng tài năng, đồ sát thoải mái. Vi Vô Nhai nhìn mà run sợ, càng nhiều là đau lòng. Binh khí giết chóc như lùa bị gá từng bó gục xuống. Chợt có tiếng giống to vang lên, cả bầu trời rung rinh. Dừng tay. Một luồng huyễn quang từ dưới sơn mạch phóng lên cao biến thành cái bóng màu xanh, bàn tay vươn ra nghênh không đánh về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu phát hiện nguy hiểm tùy tay lật trưởng phong vân do ngã, đánh. Ầm. Hai lực lượng va chạm, Lý Vân Tiêu cảm giác cánh tay tê dại, thụt lùi mấy bước. Người tới chính là Vi Thanh. Đã bước vào trưởng thiên cảnh, mặt lạnh băng. Vi Thanh không nói không rằng đánh mấy chiêu ập hướng Lý Vân Tiêu. Trong phút chốc hai người đánh túi bụi trên bầu trời như bươm bướm bay múa. Lý Vân Tiêu vừa đánh vừa lùi, đã rơi vào thế yếu. Vi Vô Nhai ở phía xa mắt sáng rực. Rốt cuộc đột phá. Vi Vô Nhai kích động nói. Thanh Nhi rốt cuộc đột phá. Với tư chất của Thanh Nhi cộng thêm báu vật kia sớm muộn gì sẽ bước vào hư cực một. Lý Vân Tiêu hết sức giật mình, lúc từ biệt ở Vĩnh Sinh Chi Giới đến nay mới qua thời gian ngắn mà lực lượng của Vi Thanh đã tăng lên vài bậc, cực kỳ cương mãnh. Dù là cường giả trưởng thiên cảnh bình thường cũng không đánh lại Vi Thanh. Huống chi bây giờ lực lượng của Lý Vân Tiêu yếu đi 7, 8 phần nên toàn bị ức chế, không có đừng lại, lòng cực kỳ buồn bực. Lý Vân Tiêu gặp trắc trở mấy lần đã tức điên, gầm lên. Đừng nghĩ bản thiếu gia sợ ngươi. Dù đánh xa luân chiến ta cũng không sợ. Lý Vân Tiêu tùy tay vỗ, 12 luồng sáng vàng bắn ra. Vi Thanh hoàn toàn biến sắc mặt, dường như biết thứ này lợi hại nên không dám đến gần, nhảy người lùi về. Nhưng ánh sáng vàng như có linh tính đuổi theo mấy ngàn trượng, tỏa định Vi Thanh không bỏ. Vi Thanh nhướng mày, một tay bắt ấn hét chao y tai. Không gian bốn phía xoa ý chuyển, Vi Thanh thuấn di trở về trước mặt Lý Vân Tiêu, biểu tình, châm chọc. Nhưng vẻ mỉa mai đông trên mặt Vi Thanh, vì lục đinh lục giáp cùng hiện ra xung quanh, đáp xuống cạnh gã. Cảm giác không ổn tạo trong lòng, Vi Thanh quét mắt qua. Lục đinh lục giáp bắt ấn quyết khác nhau, khuôn mặt, hình dạng tỉ mỉ sống động, mỗi lần nhìn như biểu tình thay đổi. Lục đinh lục giáp biến thành người lớn hình người bao vây Vi Thanh, hai tay Lý Vân Tiêu bắt ấn đứng cạnh một khôi lỗi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Vi Thanh trong trận. Vi Thanh! Ta cho ngươi thêm một cơ hội, đồng ý ba điều kiện ta đã nêu, không thì hôm nay phụ tử các ngươi và Càn Tam Sơn sẽ thành cho. Ha ha ha, ta đã nghe ba điều kiện đó rồi, đừng nói ba, dù là một cái ta cũng không đồng ý. Vi Thanh cười khẩy nói. Có thể thông qua thuật đạo sản xuất hàng loạt cường giả thần cảnh, đây là thời đại nghịch chuyển, thành tựu lớn vượt thời không. Vậy mà ngươi bắt ngừng, bị điên sao? Lý Vân Tiêu tức giận bật cười, trách mắng. Nói vớ vẩn gì vậy? Kẻ điên là ngươi,
nếu ta luyện chế ngươi thành binh khí giết chóc thì ngươi có cảm tưởng gì? Vi Thanh cười khẩy nói. Thiên đạo bất nhân, vạn vật như chó. Thánh nhân bất nhân, vạn dân như chó. Rác rưởi không có nhân quyền, chỉ có thể mặc kệ thánh nhân xâm lược. Thánh nhân như ngươi và ta cũng bị thiên đạo xâm lược. Hiện giờ ma kiếp giáng xuống, những người này xông ra chiến trường là chết chắc, chẳng bằng phát huy thêm chút lực lượng cống hiến nhiều hơn cho thiên vũ giới. Vớ vẩn! Lý Vân Tiêu nổi giận nói. Dù có chết thì không ai muốn chết kiểu uất ức như vậy, chết rồi xác bị ngươi lợi dụng. Đây hoàn toàn là lòng tà ác của ngươi lại đổ thừa thiên đạo bất nhân, hoang đường buồn cười, vớ vẩn vô sỉ. Ha ha, ta vớ vẩn vô sỉ. Vi Thanh đột nhiên cười lớn. Thuật đạo nghiên cứu thân thể người có lịch sử bao nhiêu năm. Đặc biệt 10 vạn năm trước sau khi phong ấn ma chủ, quy tắc thập phương mất thì thuật đạo này phát triển đến đỉnh. Nhưng tại sao cách luyện chế thành thần sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, cố tình xuất hiện ngay lúc này? Ngươi có từng suy nghĩ tới chưa? Lý Vân Tiêu hoàn toàn biến sắc mặt, lạnh lùng nói. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Vi Thanh đắc ý cười to. Ha ha ha! Vi Thanh cao giọng quát. Lý Vân Tiêu, rõ ràng ngươi đã đoán ra nhưng không chịu tin. Ha ha ha, hết thảy, đều là thiên ý. Lý Vân Tiêu cảm giác toàn thân lạnh lẽo, dưới thiên đạo vạn vật là con kiến. Lý Vân Tiêu ngước đầu nhìn trời, chẳng lẽ vô hình chung tất cả đều là thiên ý. Vi Thanh nhìn Sán và Trác ở phía xa đang chém giết. Cá sấu cũng giết nhiều binh khí giết chóc, sau đó rơi vào khó khăn, chỉ có sức phòng thủ. Những binh khí giết chóc đẳng cấp thần cảnh này xuất hiện vì thiên đạo trừ ma, đại biểu sự lựa chọn của thiên đạo. Mặc cho trong lòng ngươi muôn vàn không muốn cũng không thể thay đổi sự thực. Ta khuyên ngươi quay đầu là bờ, giờ phút này dừng tay đi. Ta không muốn gây ra gió tanh mưa máu, tiêu hao lực lượng nhiều trước ma kiếp, không ai muốn thấy tình huống này. Sắc mặt Phi Thanh lạnh lùng nói. Nhưng nếu ngươi cứ cố chấp thì bổn tọa không sợ. Tay phải Vi Thanh nâng trước mặt. Viêm quang đại biểu điện cực dương, băng quang đại biểu âm cực dương biến thành hai màu xoay tròn bay lên từ lòng bàn tay. Hai loại ánh sáng cực độ đan xen chiếu rọi nhau ngưng tụ ra một bảo bình cỡ tấc, ánh sáng bạc lấp lánh trên chiếc bình, có thú văn màu đỏ rực nối tiếp nhau, uy thế kinh người. Trên bình không ngừng khuếch tán ánh sáng, cả hư không lắc lư theo, ôn hòa dính cùng trận lực, đè ép nhau như sóng ngầm dâng lên. Sóng ngầm làm không gian bị đè ép biến hình. Các loại lực lượng cuồng bạo cực kỳ không ổn định. Lục Đinh Lục Giáp như có linh tính, biểu tình trầm trọng, ấn quyết thay đổi, trận thế không ngừng nâng cao. Trường sam của Vi Thanh bay phần phật, mày kiếm mắt sáng, lạnh giọng nói. Hòa hay chiến toàn do câu nói của ngươi. Lý Vân Tiêu mắt lóe tia sáng nói. Thả Mộng Vũ, Mộng Bạch ra ta liền đi. Chuyện binh khí giết chóc thì ta mặc kệ trước khi hạo kiếm ma kết thúc. Đây là giới hạn của Lý Vân Tiêu. Vi Thanh nhận mấy giới hạn của Lý Vân Tiêu, gã trầm ngâm nói. Có thể trả lại hai huynh muội cho ngươi nhưng không phải bây giờ. Ta không biết ngươi hiểu bao nhiêu về họ, trên người bọn họ có chút bí mật, tạm thời không thể trả lời. Cho ta một năm, sau một năm ta sẽ trả lại bọn họ lành lặn cho ngươi, còn là hai vị cường giả tuyệt đỉnh. Lý Vân Tiêu phất tay áo, hai tay chắp sau lưng lạnh lùng nói. Một năm sau, ngươi nói về địa giới hải không? Con người Vi Thanh co rút bắn ra tia sắc bén. Ngươi biết. Một lúc sau Vi Thanh thu về lệ khí, bình tĩnh nói. Hèn gì hiện tại thiên vũ minh cường đại khó thể tưởng tượng, còn có đảo Huyền Ly hỗ trợ, biết về địa giới cũng không lạ. Nếu ngươi đã hiểu chuyện trong đó thì ta nói thẳng, lực lượng của huynh muội đến từ địa giới, ta cần lấy ra lực lượng địa giới, không chỉ với ta mà còn đem lại ích lợi lớn cho việc ứng đối ma kiếp. Lý Vân Tiêu lạnh lùng hỏi. Tại sao ngươi phải lấy bằng được, ta cũng có thể lấy nó đem lại lợi ích vậy. Vi Thanh hừ mạnh. Mặc kệ ngươi nói thế nào, ta uấn nhưỡng lâu như vậy sao có thể bỏ ngay lúc này. Ta công nhận là hiện tại lực lượng không bằng, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nếu ngươi không thả một con đường cho ta, dựa vào lực lượng trong tay ta có thể khuấy động thiên vũ minh nghiêng trời lệch đất. Có tục ngữ bảo chừa đường cho người cũng là chừa đường sống cho mình, làm chuyện gì quá dứt khoát thì duyện pha ản cũng tận. Lý Vân Tiêu nổi sùng, Vi Thanh đang giở trò lưu manh, giống y như Lỗ Thông Tử mà hắn đối phó trong Cổ Ma Tình. Mỗi người đều có thứ mình trân trọng, Lỗ Thông Tử quý trọng mạng của mình, Lý Vân Tiêu xem trọng vận mệnh thiên vũ giới. Lý Vân Tiêu cực kỳ bất đắc dĩ, tức giận nói.
Ngươi hãy thể bảo đảm an toàn cho huynh muội bọn họ, một năm sau yên lành trả lại cho ta. Thề rằng sẽ dùng những binh khí giết chóc đối kháng ma tộc. Khóe môi Vi Thanh cong lên lật tay phải lại cất đi âm dương lưỡng khí bình, ra lệnh binh khí giết chóc chiến đấu phía xa ngừng lại, tản ra. Lý Vân Tiêu vung tay rút đi thập nhị đô thiên thần sát trận, lục đinh lục giáp bay về, thu vào trong giới thần bi. Không khí căng thẳng nặng nề thoáng chốc biến mất. Ta biết ngươi là người có trách nhiệm, đảm đương nhưng lòng dạ quá mềm yếu. Vi Thanh khinh miệt cười khẩy nói. Nếu không có đầy đủ lực lượng đối phó ma tộc, không chỉ những vũ giả phải chết mà người thân, bằng hữu của họ, người toàn thiên vũ giới phải chết. Bây giờ chỉ có bọn họ chết lại đem đến một đường óng cho mọi người, họ chết có ý nghĩa. Sau khi nhận lệnh tất cả binh khí giết chóc lùi về sau lưng Vi Thanh, khí thế nhanh chóng rớt xuống đến quy chân cảnh, xuống cửu thiên cảnh bình thường, bộ dạng ủ rũ ngơ ngẩn. Vi Vô Nhai hừ lạnh xuất hiện bên cạnh Vi Thanh. Hừ! Sán và Trác bay về sau lưng Lý Vân Tiêu, hai người toàn thân đẫm máu, sát khí, vẻ mặt kinh sợ. Binh khí giết chóc khiến hai người rất giật mình. Cá sấu hóa thành gió lốc biến thành kích cỡ nhỏ xíu nằm trên vai Lý Vân Tiêu. Dù chết có ý nghĩa cũng không do ngươi quyết định. Lý Vân Tiêu bác bỏ. Mỗi người có tự do lựa chọn, dù ngươi nói đó là sự chọn lựa tốt nhất nhưng người khác không đồng ý thì ngươi có tư cách gì cưỡng ép. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Vi Thanh xì cười. Lý Vân Tiêu, ngươi vẫn là con nít sao? Cặn bã không có nhân quyền, cường giả là vua. Vận mệnh của kẻ yếu nên do cường giả quyết định, đây vốn là pháp tắc của thế giới. Nắm đấm của ta to là có thể khống chế vận mệnh của bọn họ, đây chẳng phải là chân lý thiên cổ không thay đổi sao? Tại sao ngươi đột nhiên trở nên ngu qua vậy? Lý Vân Tiêu ngây người sững sờ, không biết làm sao cãi lại. Lý Vân Tiêu hiểu đạo lý đó, hắn luôn thuận theo nó, nhưng bây giờ lờ mờ cảm thấy không đúng rồi lại không giải thích được. Sán và Trác liếc nhau, không thấy có gì kỳ. Vi Thanh lạnh lùng nói. Dù ta không chúa tể vận mệnh của họ, ma tộc xâm nhập thì vận mệnh của họ sẽ bị ma tộc chúa tể. Tức là dù ta có lòng dạ đàn bà giống ngươi thì quy tắc thế giới này sẽ không thay đổi theo lòng ngươi, vẫn là mạnh ăn thịt yếu. Vi Thanh khinh thường cười nói. Nếu ngươi tự nghĩ có bản lĩnh, cảm thấy ngươi đúng thì đi nói với người ma tộc, bảo bọn họ đừng xâm nhập ma tộc, kêu bọn họ phải nhân từ, mọi người chung sống hòa bình, cộng đồng kiến thiết đại thế giới hài hòa. Lý Vân Tiêu câm nin, hắn luôn dẻo mồm nhưng nay bị Vi Thanh nói không đối đáp được, lần đầu tiên hắn ngây người không biết trả lời sao. Vi Thanh phất tay nói, nếu có chuyện gì gì thì bổn tọa không tiễn, một năm sau ta sẽ trả lại tỷ đệ mộng gia hoàn hảo, chuyện kháng ma ta sẽ dốc hết sức. Vi Thanh chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng mà kiêu ngạo nhìn Lý Vân Tiêu, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Lý Vân Tiêu lặng yên đứng trên trời, lát sau buông tiếng thở dài mang theo Sán và Trán xoay người đi. Từ khi biết sứ mệnh chủ giới thần bi thì vô hình ủng Lý Vân Tiêu đi theo con đường thiên đạo bày ra sẵn. Hoàn toàn mất đi dáng vẻ tiêu sái không cố ý kỵ ngày xưa, hắn buộc phải làm nhiều chuyện mình không thích. Ví dụ Lý Vân Tiêu không thích Vi Thanh, không thích binh khí giết chóc, rồi lại không thể không dung chứa Vi Thanh, chấp nhận binh khí giết chóc. Sán mở miệng nói, có phải Vân Minh chủ thấy nặng nề, không chịu nổi rất nhiều vũ giả trở thành cái xác biết đi, cảm thấy tôn nghiêm của vũ giả bị dẫm đạp. Lý Vân Tiêu quay đầu nhìn Sán, chắp tay nói. Mong Sán đại nhân giải thích nghi hoặc cho. Sán gật đầu nói. Như người kia đã nói, tuy ngươi có trách nhiệm, có đảm đương nhưng lòng dạ rất yếu mệt. Người xưa có câu từ không trưởng binh, có lẽ ngươi không thích hợp vị trí minh chủ. Nhưng các loại quan hệ bắt buộc ngươi phải nhậm chức minh chủ. Rác rưởi không có nhân quyền, điều này không sai. Ngươi chưa thấy cảnh tượng ma tộc tàn phá đại lục thiên vũ giới thế nào, thường sẽ đổ sát toàn thành, vô số người chết. Những sinh linh như cỏ rác bị xóa sổ, tôn nghiêm của bọn họ ở đâu? Bọn họ không có tôn nghiêm, bởi vì bọn họ là kẻ yếu. Lý Vân Tiêu muốn nói lại thôi. Sán cười nói. Những vũ giả cũng không có tôn nghiêm, bởi vì bọn họ so sánh với Vi Thanh cũng là kẻ yếu. Nhưng bọn họ mất đi tôn nghiêm còn mang lại chút tác dụng, có tôn nghiêm nhiều hơn những cỏ rác bị ma tộc tiêu diệt. Trác vỗ vai Lý Vân Tiêu, cười xòa. Huynh đệ! Chờ sau này nhiều người chết rồi ngươi sẽ chết lặng. Người Lý Vân Tiêu khẽ run, lòng lạnh lẽo. Lý Vân Tiêu biết hai vị đại yêu nói đúng hết, Vi Thanh nói cũng đúng luôn. Lý Vân Tiêu thở dài lắc đầu nói.
có lẽ ta làm việc hơi dựa vào tình cảm riêng. Lý Vân Tiêu xoay người bay đi. Sán và Trán ở phía sau cười khổ liếc nhau, lắc đầu nguầy nguậy. Trác nói, tiểu tử này đúng là lòng dạ quá mềm yếu, không thích hợp làm minh chủ, hắn chỉ hợp làm một thống lĩnh nhỏ. Sán mỉm cười nói, ngươi sai rồi, tuy hắn không thích hợp làm minh chủ nhưng lại là người hợp làm minh chủ nhất. Trác ngây ngẩn, a, là sao, cái gì gọi là không thích hợp làm minh chủ nhưng lại là người hợp làm minh chủ nhất? Ngươi nói làm ta dối. Mặt Sán nghiêm túc nói, ngươi có từng nghĩ có lẽ vì lòng hắn mềm yếu, làm việc bằng nhiệt huyết em mở ới được lòng người. Mới tụ tập thế lực các phương, thiên vũ giới hiện tại trừ Diệp Kình Vũ ra còn ai đảm đương nổi vị trí lãnh tụ thiên hạ này. Trác ngẫm nghĩ, lắc đầu nói. Đúng là không còn. Sán nói. Không chỉ nhân tộc, có hai chúng ta, Lâm Đại Nhân, tương lai quan hệ của hắn và yêu tộc sẽ không tệ, là nhân vật trung gian hòa hoãn xung đột giữa hai tộc. Công chúa hải tộc đi theo hắn. Tương lai chỉ có một mình Lý Vân Tiêu là có thể đoàn kết nguyên lực lượng thiên vũ giới. Diệp Kình Vũ cũng không làm được. Trác gật đầu nói. Nói có lý. Sán cười nói. Đừng suy nghĩ nhiều, hết thảy đều có thiên ý, chúng ta chỉ cố gắng hết sức nghe theo mệnh trời. Hai người biến thành độn quang đuổi theo Lý Vân Tiêu. Một khu bắc vực thiên vũ giới, một mảnh âm trầm tối tăm như thoát khỏi một giới. Trong hư không đầy lực lượng khủng bố lưu động. Thỉnh thoảng có sấm sét xuyên qua đánh vào hư không, hóa thành hàng vạn con rắn bơi bốn phía. Hơn phân nửa rắn điện tự động tan biến, có vài con bị lực lượng nào đó ngăn lại lần nữa phân hóa tán đi. Chỗ bị rắn điện va chạm thoáng hiện một vầng sáng lớn như lồng trục khung trời hình nửa vòng tròn bao phủ đằng trước. Vầng sáng thấp thoáng, hắc ám bên trong bị quét đi kiếm quang mảng lớn đất đai ha ong vu, núi non xanh biếc liên miên không dứt, toát ra sức sống vô tận. Thứ 72 cái. Một bóng người cô đơn đứng thẳng, mái tóc bạc phơ, vẻ mặt ưu sầu nhìn hư không ngoài khung trời. Chẳng lẽ có chuyện xảy ra thật sao? Một nam nhân đứng sau lưng người đó cười tủm tỉm không cho là đúng, mặt ngoài cung kính nói. Thượng nhân, hư ngọc toái lôi hình thành tự nhiên, có nhiều có ít là chuyện rất bình thường. Hừ, ngươi khéo nói lắm, nhưng về thiên tượng thì ngươi hiểu nhiều hơn ta sao? Giờ dậy ngược lại ta. Tâm tình xích đồng thượng nhân vốn tệ, mắng nam nhân sau lưng mình. Phái người tăng mạnh phòng ngự cho ta, có dấu vết nào không ổn cũng không thể bỏ sót. Nếu xảy ra chuyện gì sẽ chém đầu ngươi xuống. Thanh niên biến sắc mặt khó xem, nghiêm túc nói. Tuân lệnh. Xoẹt xoẹt. Bên ngoài hư không đột nhiên lóe lên một tia chớp, lôi quang mới nổi lên đã đến trước mắt. Xích đồng thượng nhân kinh kêu. Lại một cái nữa. Xích đồng thượng nhân trợn to mắt nhìn tia chớp, cảm thấy kỳ kỳ. Thanh niên vội la lên. Thượng nhân, cái này chỉ là thanh lôi bình thường, không phải hư ngọc toái lôi. Ta biết, ngươi câm miệng cho ta. Xích đồng thượng nhân bị thanh niên xen lời làm rối bời, chắp hai tay hướng thanh lôi. Không biết là vị đại nhân nào giá lâm, xin hãy hiện thân. Thanh lôi nhấp nháy vài cái trong hư không rồi nổ cái bùm biến hình nam nhân mặc trường sam màu trắng. Mắt như làn nước nhìn xích đồng thượng nhân. Xích đồng thượng nhân đảo phù không? Xích đồng thượng nhân đáp ngay. Đúng là tại hạ, các hạ là. Nam nhân áo trắng chắp tay nói. Tại hạ là Lý Vân Tiêu. A, à, xích đồng thượng nhân, thanh niên cùng kêu lên, sắc mặt căng thẳng. Con người Lý Vân Tiêu có rất nghi hoặc hỏi. Các người biết ta? Thanh niên biến sắc mặt nói. Phá quân vũ đế cổ phi dương chuyển thế. Minh chủ Thiên Vũ Minh, Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu đạp bước trong hư không. Xem ra đảo phù không các người không phải không hỏi chuyện đời, hiểu biết rõ ràng về bên ngoài. Chỉ mấy bước Lý Vân Tiêu đã đến bên trên dãy núi, bị lực lượng vô hình chặn lại. Đằng trước hiện ra lồng trục khung trời hình nửa vòng tròn phủ ngàn dặm. Sắc mặt xích đồng thượng nhân khó xem chua xót nói. Có không hỏi chuyện đời thế nào thì việc lớn kinh thiên động địa như Thiên Vũ Minh thành lập làm sao chúng ta không biết được. Đảo phù không cũng xem như một phần thánh vực. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Kết giới này tự mở ra hay ta đi vào đây? Thanh niên trên dãy núi quát to. Đừng làm càn, kết giới khung trời kia có thể ngăn trở hư ngọc toái lôi, hiện tại giang lúc sấm sét tàn phá nhất, nếu mở kết giới thì hư ngọc toái lôi rơi vào đảo phù không sẽ là tai nạn lớn. À. Nói nhiều vậy tức là muốn ta tự mình vào đúng không?
Lý Vân Tiêu vươn tay ra vuốt nhẹ kết giới, giữa lòng bàn tay và kết giới thoáng hiện linh áp. Xích Đồng thượng nhân, thanh niên vẻ mặt giật mình nuốt nước miệng, cổ họng khô khốc. Nếu người bình thường đụng vào kết giới sẽ thân chết đạo tiêu, Lý Vân Tiêu lại bình yên vô sự, chẳng có một chút gì khó chịu. Chẳng lẽ kết giới xảy ra vấn đề? Hai người có chung suy nghĩ này. Nhưng không đúng, lúc trước mới chặn lại một hư ngọc toái lôi xong. Cánh tay Lý Vân Tiêu duỗi vào kết giới, Xích Đồng thượng nhân, thanh niên trợn trừng lồi mắt. Chợt hai người dùng mình, mắt lóe tia vui mừng. Không biết từ khi nào mấy chục trượng sau lưng Lý Vân Tiêu ngưng tụ tinh vân, ầm vang một tia chớp màu lam nhạt đâm xuyên hư không, từ không gian nào đó bắn tới trùng hợp đang trúng Lý Vân Tiêu đang xuyên qua kết giới. Ầm 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 ầm. Lôi quang màu lam nổ tung, lôi điện chạy dọc toàn thân Lý Vân Tiêu, đi đùng dọc theo kết giới khuếch tán như có pháo hao màu lam nở rộ trên kết giới, tuyệt mỹ huyến lệ. Ha ha ha. Thanh niên vỗ tay cười to, hưng phấn nói. Ma đầu kia bị hư ngọc toái lôi đánh chung, chết chắc rồi, ha 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 ha. Xích Đồng thượng nhân ngây người, không ngờ trên đời có chuyện tình cờ đến thế. Xích Đồng thượng nhân đứng ngây tại chỗ, không biết nên vui hay buồn. Đột nhiên thanh niên ngừng bật tiếng cười, Xích Đồng thượng nhân trợn to mắt ốc bươu, há to mồm không khép lại được. Pháo hoa màu lam nở rộ như bị đóng băng từ giữa co rút vào trong, lôi điện không chạy trốn được, tụ lại hóa thành lôi cầu màu xanh thẳm xoay tròn. Xoay tròn trên lòng bàn tay Lý Vân Tiêu. Xích Đồng thượng nhân. Chấm. Thứ đáng ghét này. Con người Lý Vân Tiêu co rút, mắt khép mở như có lôi quang màu vàng lấp lóe. Năm ngón tay Lý Vân Tiêu chộp, lôi cầu màu lam lượn vòng kịch liệt phát ra tiếng xé gió chói tai như cực kỳ sợ hãi, muốn chạy trốn. Lôi cầu xoay tròn kịch liệt không ngừng biến nhỏ, thanh âm yếu đi cuối cùng biến mất trên năm ngón tay Lý Vân Tiêu, không để lại bất cứ dấu vết gì. Ui! Xích Đồng thượng nhân và thanh niên bị hù sợ, bắp chân run rẩy. Bọn họ ở trên đảo phù không nhiều năm, nắm rõ lực lượng hư ngọc toái lôi trong lòng bàn tay. Đừng nói bị đánh trúng mà bình yên vô sự, kỳ thích tiêu diệt sấm sét, cứng rắn đón đỡ sấm sét mà không bị thương đá là tồn tại tuyệt đỉnh. Trái tim Xích Đồng thượng nhân, thanh niên rớt xuống đáy cốc, toàn thân lạnh lẽo, biết bọn họ không có năng lực đối kháng sức mạnh của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu bóp tắt sấm sét rồi vươn tay ra thò vào kết giới, chậm rãi xuyên thấu. Lực lượng kết giới như vằn nước trôi qua người Lý Vân Tiêu, không tổn thương hắn chút nào. Mặt thanh niên, Xích Đồng thượng nhân trắng bệch như tờ giấy, không có chút máu. Lý Vân Tiêu đáp xuống đỉnh núi, đứng trước mặt Xích Đồng thượng nhân, thanh niên. Lý Vân Tiêu nói thẳng. Xích Đồng thượng nhân, ta không nói nhiều với ngươi, đến đảo phù không vì hai chuyện. Hoa thiên thụ ở đâu? Tình huống ma giới thế nào? Xích Đồng thượng nhân đáp. Quả nhiên ngươi đến vì hắn. Hoa thiên thụ đã vào sơn mạch thiên đáng, tuần tra cô bản nhất. Lý Vân Tiêu thầm thở phào. Đi bao lâu thì trở về. Dấu lớn. Xích Đồng thượng nhân trầm ngâm nói. Đi nửa tháng, Lý gia. Nên trở về rồi. Là sao? Tim Lý Vân Tiêu run lên, nhìn thấu điều gì từ ánh mắt do dự của Xích Đồng thượng nhân. Lý Vân Tiêu sắc mặt khó xem nói. Đúng là đi hơi lâu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng hỏi. Hoa thiên thụ đi một mình. Xích Đồng thượng nhân lắc đầu nói. Do Nhâm Hề Mân đại nhân dẫn đi. Con ngươi Lý Vân Tiêu co rút bắn tia tàn nhẫn, con ngươi tràn đầy âm trầm. Chủ nhân linh hoa diệu cảnh Nhâm Hề Mân. Lúc ở Vĩnh Sinh Chi Giới Lý Vân Tiêu từng thấy Nhâm Hề Mân và đế giả đi chung, giữa hai người có sự ăn ý. Nhâm Hề Mân đến Sơn Mạch Thiên Đãng thì hơn phân nửa đế giả cũng tới. Cảm giác không may lan tràn trong lòng Lý Vân Tiêu, tâm tình chìm xuống. Lý Vân Tiêu quát to. Mở đường ra, ta muốn đi Sơn Mạch Thiên Đãng. Xích Đồng thượng nhân kinh kêu. Không được. Lý Vân Tiêu nhìn Xích Đồng thượng nhân chằm chằm, quát nạt. Ngươi nói gì? Lý Vân Tiêu không kiềm được bùng nổ sát khí thấm vào da thịt xương của Xích Đồng thượng nhân, làm toàn thân lão run rẩy thụt lùi mấy bước, người lạnh lẽo. Mặt Xích Đồng thượng nhân toát mồ hôi ròng ròng, cắn răng nói. Được, ta mở. Thanh niên đứng sau lưng hết hồn hét lên. Thượng nhân, không được. Lý Vân Tiêu vung tay lên, cương khí hóa trưởng bùm một tiếng đần há nát không gian. Thanh niên phun ra ngụm máu bị đánh ba ỉ xa đập vào dãy núi, không rõ sống chết. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói.
Sự kiên nhẫn của ta lúc dài lúc ngắn, khi nó ngắn là lúc mạng của ngươi xui. Lý Vân Tiêu nhìn Xích Đồng Thượng Nhân chằm chằm, lạnh băng nói. Nếu ta không thể mang Hoa Thiên Thụ đi thì đảo phù không không cần tồn tại nữa. Lòng Xích Đồng Thượng Nhân run rẩy, tức giận quát. Chức trách của đảo phù không là giám thị sơn mạch thiên đãng, nếu xảy ra chuyện gì thì ngươi làm sao ăn nói với người trong thiên hạ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười khẩy nói. Xích Đồng Thượng Nhân đại nhân đánh giá bản thân quá cao, nói như thẻ sơn mạch thiên đãng xảy ra biến cố gì thì Lâu La như Xích Đồng Thượng Nhân đại nhân có thể gánh vác được. Xích Đồng Thượng Nhân ngẩn ra, xấu hổ tức tối nói. Ít nhất ta phát hiện điều khác lạ báo về thánh vực, để thánh vực có điều chuẩn bị, sẵn sàng. Nếu hủy đi đảo phù không là hoàn toàn mất giám thị với sơn mạch. Lý Vân Tiêu mắng. Đừng nói nhảm với ta nữa, nói như thể Lâu La nhà ngươi rất quan trọng. Thiên vũ giới không thể thiếu Lâu La nhà ngươi phải không? Mau mở đường. Xích Đồng Thượng Nhân tức xì khói rồi lại không biết làm sao, đã là cá nằm trên thớt không phục cũng phải phục. Xích Đồng Thượng Nhân buồn bực hóa thành độn quang chợt lóe biến mất khỏi đỉnh núi. Lý Vân Tiêu hóa lôi lắc người biến mất. Giây sau hai người xuất hiện giữa một dãy kiến trúc, một quảng trường vòng tròn to lớn, hùng vĩ rộng rãi. Bốn phía dựng cây cột điêu khắc các loại hoa văn. Xích Đồng Thượng Nhân bay thẳng lên trên quảng trường đánh ra các loại ấn quyết vào cột bốn phía. Phù văn trên cây cột như sống lại lượn vòng, ánh sáng vàng rực rỡ. Chính giữa quảng trường lập tức hiện ra trận pháp to lớn, ánh sáng bắn lên cao, vô số phù văn lăn lộn bên trong. Điều này gây ra náo động, hàng trăm bóng người từ bốn phía bay tới, kinh sợ nhìn Xích Đồng Thượng Nhân. Sao mở đường hầm ra? Nhâm Hề Mân đại nhân đã trở lại sao? Nghi thức không đúng, sắc mặt của Xích Đồng Thượng Nhân đại nhân khó chịu thế, hay xảy ra chuyện gì? Tiểu tử đứng giữa quảng trường là ai? Sao chưa từng gặp? Các tiếng xì sầm vang lên, châu đầu ghé tai, nhưng bởi vì Xích Đồng Thượng Nhân là người phụ trách nên không ai dám tiến lên thắc mắc hay phản đối gì. Trận phù chính giữa quảng trường tụ tập trên bầu trời thành sắp hàng có quy tắc, ánh sáng từ từ giữa khuếch tán bốn phía. Làm xong mọi thứ, Xích Đồng Thượng Nhân ngước mắt lên nhìn Lý Vân Tiêu, mặt không biểu tình. Lý Vân Tiêu mỉm cười, chắp tay nói. Vất vả. Lý Vân Tiêu sải bước đi vào ánh sáng. Thân hình nhạt dần cho đến khi biến mất. Xích Đồng Thượng Nhân phất ống tay áo, phù văn đầy trời tán đi ngay. Tất cả ánh sáng biến mất, quảng trường trở về bình thường. Các tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Thượng Nhân, người vừa rồi là ai? Mặt mày Xích Đồng Thượng Nhân kiềm nén tức giận, mặt cứng ngắc nói. Đừng hỏi, bộ chúng các đường hãy sẵn sàng phòng ngự, có lẽ. Sơn Mạch Thiên đãng có biến. Xích Đồng Thượng Nhân ngước lên nhìn phương xa, trong mắt tràn đầy âu lo. Lý Vân Tiêu bước vào hào trong ánh sáng, cảnh tượng xung quanh trở nên mơ hồ, khi lại rõ ràng đã là biến hóa thời không. Trước mắt là non xanh nước biển, thiên địa xinh đẹp hoàn toàn khác. Lý Vân Tiêu nhìn cảnh tượng trước mắt, sơn mạch trong xanh trong vầng sáng thấp thoáng có chút chói mắt, làm người hoa mắt ngây ngốc. Lý Vân Tiêu yên lặng thật lâu sau thở hắt ra. Rốt cuộc trở lại đây. Sơn Mạch Thiên Đãng vốn chỉ là một tòa linh sơn bảo địa trong thiên vũ giới, chỉ vì khe hở mà mấy năm qua thành cứ điểm ma tộc xâm nhập, là chiến trường cổ hai giới đánh nhau. Đưa mắt nhìn Sơn Mạch Thiên Đãng trung linh mẫn tú, uốn lượn như rồng, là đất tuyệt hiểm. Chiến đấu mấy năm qua khiến Sơn Mạch thoát khỏi thiên vũ giới trở thành một bí cảnh hư không. Bên trong còn giữ lại các dấu vết chiến đấu để lại, khắp nơi là địa hình kỳ lạ, cấm chế bí thuật, sơ sẩy một cái sẽ mất mạng. Lý Vân Tiêu lây một kim chỉ tọa độ ra, cái kim mới xuất hiện trên bầu trời Sơn Mạch Thiên Đãng liền xoay tít rồi bộc một tiếng nổ tung. Quả nhiên trường năng vẫn hỗn loạn vô cùng. Kim chỉ hướng dựa vào đọc trường năng thờ không định vị, nhưng trường năng nơi này hỗn loạn như vòng xoáy, cây kim chỉ hướng bị ảnh hưởng thế là báo hỏng tại chỗ. Đành dựa vào thần thức tìm từng chút một, hy vọng sẽ có một ít manh mối. May mắn trong Sơn Mạch Thiên Đãng không hạn chế thần thức. Lý Vân Tiêu mở thần thức ra phủ lên mấy ngàn trượng, gió thổi cỏ lay đều rõ ràng trong lòng bàn tay. Lý Vân Tiêu phân biệt vị trí rồi hóa thành lôi quang bay tới trước. Hơn nửa canh giờ sau rốt cuộc phát hiện bóng người, hai người vũ đế cao giai, ba người khác tu vi trung giai. Bọn họ đi nôn nóng và chật vật, dường như bị cái gì rượt đuổi. Lý Vân Tiêu quét thần thức qua, không phát hiện có gì khác lạ trong phạm vi ngàn trượng.
Lý Vân Tiêu nghi ngờ bay xuống ngay, lặng lẽ đi theo mấy người. Năm người chạy thật lâu, linh khí trong sơn mạch bắt đầu thay đổi xen lẫn man nguyên nhạt, nhỏ bé không thể phát hiện. Nhưng Lý Vân Tiêu nhạy cảm bắt giữ được, thực vật bốn phía trở nên yêu dị hơn, xuất hiện nhiều chủng loại hiếm thấy, màu sắc chuyển dần sang đen. Lý Vân Tiêu biết chắc đằng trước có khe hở nên ma khí mới tiết ra ngoài quấy nhiễu linh khí, thảm thực vật khu vực này. Một vũ đế cao giai giật mình kêu lên. Không đúng, có phải chúng ta đã đi nhầm? Người đó đã phát hiện điều khác lạ, dừng bước lại. Các ngươi nhìn xem, hoàn cảnh bốn phía dường như bị ma hóa. Bốn người khác giật mình nhìn quanh, trong mắt tràn đầy kinh sợ, hốt hoảng. Một vũ đế trung giai hoảng hốt mở miệng nói. Có khi nào chúng ta trúng huyễn thuật của ma linh kia lại trở về vị trí cũ? Mấy người khác nghe vậy sắc mặt trắng bệch, tin ngay khỏi hỏi. Lý Vân Tiêu thầm lắc đầu, nơi đây tuyệt đối không có huyễn thuật gì, nếu không đã chẳng đánh lừa được mắt hắn. Một vũ đế cao giai khác bình tĩnh hơn. Đừng nghĩ lung tung, chúng ta luôn đi theo tọa độ không gian, càng lúc càng gần rồi, tuyệt đối không sai. Vũ đế cao giai đó lấy tinh bản ra, bên trên có kim chỉ nam lặng lẽ nằm trên tinh đồ. Vũ đế cao giai lúc trước cắn răng nói. Đúng vậy, tinh đồ sẽ không sai lầm. Vũ đế cao giai này sắc mặt bình tĩnh hơn một chút. Chạy tiếp đi, tình huống tệ nhất chỉ là trở về cỗ cũ, sợ gì. Chúng ta vốn là từ chỗ đó chạy ra. Nghe vậy ba vũ đế trung giai bình tĩnh hơn nhiều, đi theo hai người cao giai tiến lên trước. Nhưng rất nhanh năm người ngừng lại. Vì ma khí trở nên vô cùng đậm đặc, ai đều biết đi nhầm là cái chắc. Đằng trước tối đen, ma khí cuồn cuộn như nước sông chảy đến khiến năm người cực kỳ không thoải mái. Đúng là đi nhầm. Năm người biểu tình cực kỳ khó xem, một người lo lắng nói. Đằng trước chắc chắn có một khe hở. Dù không trở về chỗ cũ thì e rằng lại rơi vào miệng cọp khác. Ngay cả tinh đồ cũng sai, làm sao bây giờ? Vũ đế cao giai cầm tinh đồ biến sắc mặt nói. Khả năng tinh đồ sai không lớn, có lẽ thứ chúng ta thấy là ảo giác thì sao? Tiến lên tiếp đi. Vũ đế cao giai khác lắc đầu phản đối. Sao là huyễn thuật được? Chắc chắn đi nhầm rồi. Ba người kia cũng cho rằng không thể nào. Vũ đế cao giai này đột nhiên quay đầu lại kinh kêu. Ai đó, ra đi. Bốn người khác giật bắn người nhìn rừng cây phía sau, thần thức quét qua không phát hiện có gì khác lạ, nhưng nơi đây là sơn mạch thiên đáng, bọn họ không dám khinh thường chút nào, cẩn thận đề phòng. Lý Vân Tiêu ra khỏi rừng cây, biểu tình thản nhiên. Lý Vân Tiêu cố ý để năm người phát hiện, nếu không bằng vào lực lượng của năm người còn lâu mới phát hiện được sự tồn tại của hắn. Ngươi là ai? Vũ đế cao giai kia quát to. Chúng ta không quen ngươi, ngươi không phải người của đảo Phù không? Chẳng lẽ, ngươi chính là ma linh, là ngươi dẫn dắt chúng ta đến đây? Bốn người khác giật mình, rợ tú huyền khí ra, tăng khí thế lên cực độ sẵn sàng chiến đấu. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt hỏi. Ma linh, các người nói đến vũ giả chết trong sơn mạch thiên đáng, linh hồn bị ma khí xâm nhiễm, biến thành linh tà ác. Hừ, đừng giả bộ. Vũ đế cầm tinh bàn quát to. Ngươi không phải người đảo Phù không, chúng ta không quen mặt ngươi, giờ lại xuất hiện tại đây, không phải ma linh thì là gì? Mọi người hãy cùng nhau ra tay giết hắn đi. Hai tay vũ đế khép lại vỗ lên trên. Không gian bị đè xuống một khối rồi nổ tung, lực lượng trùng kích ập hướng Lý Vân Tiêu. Bốn người vốn chỉ cảnh giác, thấy đồng bạn của mình tấn công thì không nghĩ nhiều, cùng thi triển tuyệt kỹ oanh kích. Ầm 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 ầm. Chấn động kịch liệt. Năm lực lượng cách không đè xuống. Không gian quanh thân Lý Vân Tiêu lung lay, có ánh sáng thấp thoáng chảy xuôi chặn lại năm lực lượng. Cái gì? Năm người hoàn toàn biến sắc mặt, mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lý Vân Tiêu cười khẽ, giơ tay bấm ấn quyết, lưu ly quang hộ thể quanh thân Lý Vân Tiêu lắc nhẹ, năm đòn công kích bị đánh tan ngay, năm người bay ra ngoài, thực vật trong phạm vi mấy trăm trượng hóa thành hư vô. Năm người tuy bị đánh bay nhưng mấy mình không bị thương gì. Mừng rỡ quay đầu bỏ chạy. Nhưng không gian vù vù kêu, mặc cho bọn họ cố gắng nhấc chân chạy nhanh thì cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, tứ chi cực kỳ nặng nề. Bức bối nhất là chạy một lúc sau bọn họ hoảng sợ phát hiện còn đứng tại chỗ. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Yên tâm đi, ta là người bình thường, không phải ma linh. Lý Vân Tiêu thu về đồng thuật, năm người rớt cái bịch cạp đất, cực kỳ chật vật. Một người phồng lên can đảm hỏi.
Ngươi, tiền bối, ngươi thật sự không phải là ma linh? Lý Vân Tiêu không đáp, hỏi ngược lại. Các ngươi bị gì vậy? Vội vàng trốn đi đâu? Năm người yên tâm hơn, nếu đối phương là ma linh thì đã trực tiếp lấy mạng họ, không đến mức nói nhảm nhiều như vậy. Tại sao người trước mắt xa lạ thì năm người không thấy có gì lạ? Vì Sơn Mạch Thiên Đãng trừ đảo phù không có lối vào chính thức ra còn mấy đường khác, miễn thực lực đủ mạnh là có thể xé rách không gian đến. Có cường giả hay làm vậy, ngẫu nhiên gặp phải cũng chẳng có gì lạ. Một vũ đế trả lời. Chúng ta là tuần thiên sử đảo phù không, vì vào nhầm khe hở gặp ma linh, không đánh lại nên chạy trốn. Mặt vũ đế đỏ ứng vì xấu hổ. Lý Vân Tiêu hỏi. Các ngươi có gặp hoa thiên thụ không? Năm người sửng sốt. Một người trả lời. Hoa thiên thụ đại nhân đi chung với chúng ta, nhưng đại nhân phụ trách tuần tra hướng khác. Còn người Lý Vân Tiêu có rút hỏi dồn. Vị trí nào, các ngươi chấp hành nhiệm vụ sao? Làm cách nào liên lạc với nhau? Một vũ đế cao giai ngoan ngoãn trả lời. Bẩm đại nhân, lần này có tổng cộng 64 vị tuần thiên sử xuống dưới. Nhâm Hề Mân đại nhân dẫn dắt chia ra 8 đội hoàn toàn tuần tra khe hở xem có tồn tại biến dị nguy hiểm gì không. Trong Sơn Mạch Thiên Đãng không thể liên lạc với nhau nên Nhâm Hề Mân đại nhân phân phối tinh bàn cho mọi người, nếu có điều phát hiện liền đi theo tinh bàn chỉ thị sẽ trở về vị trí ban đầu. Nhưng không biết tại sao tinh bàn cũng sai. Lý Vân Tiêu lòng máy động hiểu vài phần ý tưởng của Nhâm Hề Mân. Lý Vân Tiêu vươn tay hướng vũ đế cao giai khác. Đưa tinh bàn cho ta xem. Vũ đế cao giai biến sắc mặt, giấu tinh bàn ra sau lưng. Tiền bối thứ tội, vật ấy không thể giao ra. Vậy sao? Lý Vân Tiêu cười khẽ, trong mắt bắn ra sát khí, lạnh giọng nói. Nếu vậy ngươi chết đi. Lý Vân Tiêu xòe 5 ngón tay chộp hướng vũ đế. 4 người khác giật nảy mình, không ngờ người này nhìn như thân thiện vậy mà đột nhiên làm khó dễ. Tiền bối, ngươi. Vũ đế cao giai sợ hãi mặt trắng bệch thụt lùi ra sau, la lên. Ta là tuần thiên sử của đảo phù không, ngươi không thể giết ta. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười. Kẻ làm trái ý ta thì dù ngươi có là tuần thiên sử đảo phù không thật cũng phải chết, huống chi ngươi chỉ là ma linh bình thường nhập xác mà mô sống sót dưới mí mắt của bản thiếu gia. Thật là rất ngốc, rất ngây thơ. 4 người khác giật nảy mình, vẻ mặt 4 người hiểu ra, đăm chiêu. Vũ đế đó kinh hoàng nhúc nhích, hai tay bắt ấn trước mặt, một đại thủ ấn bay ra đối kháng lực lượng chộp của Lý Vân Tiêu. Tiền bối nói gì vậy? Vãn bối không hiểu. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, khóe môi cong lên mỉa mai. Nên mới bảo ngươi rất ngốc, rất ngây thơ. Đại thủ ấn đụng vào lực lượng cú chộp thì tan rã, như kiến lay cây, bọ ngựa đấu xe. Vũ đế hét thảm xoay người bỏ chạy, nhưng sao thoát được? Vũ đế bị đóng đinh, khuôn mặt trở nên dữ tợn, ma khí không ngừng tuôn ra từ người gã. Quả nhiên, 4 vũ đế khác hết hồn, thụt lùi ra sau. Cuối cùng bọn họ đã hiểu tại sao đi theo tinh bản nhưng lại trở về chỗ cũ. Đáng chết. Người vũ đế tuôn ra ma khí chậm rãi ngưng kết thành bóng người, tay cầm cây đao đen chém tùm lum trong không khí. Rất nhiều ma khí khuếch tán muốn phá mở lực lượng cú chộp của Lý Vân Tiêu. Nhưng sao mà được. Chảo chụp xuống, bùm một tiếng bóng người bị đè nát bấy, tan thành mây khói. Cường giả vũ đế kia mặt tái nhợt như mới bị bệnh nặng, mắt dần sáng lên, hiểu ngay chuyện vừa rồi. Cường giả vũ đế tiến lên lại dài, đa tạ ơn cứu mạng của đại nhân. Lý Vân Tiêu nói, chuyện nhỏ tiện tay, giờ ngươi dùng tinh bản dẫn ta đi gặp Nhâm Hề Mơ Na. Vâng, vũ đế kinh sợ, nhưng có thể nhặt về một cái mạng thì rất vui mừng, 4 người khác cũng vậy. Có một vị cường giả tham gia thì an toàn của bọn họ cũng bảo đảm hơn. Vũ đế vận chuyển tinh bàn, tọa độ thay đổi, quả nhiên không giống lúc trước. Vũ đế cung kính làm tư thế mời. Đại nhân, xin đi bên này. Nhưng Lý Vân Tiêu không nhúc nhích, hắn quay đầu nhìn vị trí cũ. Vũ đế ngơ ngác hỏi. Đại nhân, sao vậy? Mới hỏi xong không gian đằng trước xoay chuyển, ma khí hùng dũng tràn ra. Trong ma khí có nhiều ma sát gào rú, sau lưng ma sát lô lửng 3 con thập phương hung hồn sát, 6 con mắt bắn ra tia hung ác lao lên. Trời, thập phương hung hồn sát. 5 vũ đế sắc mặt trắng bệch, nháy mắt mặt xám như cho tàn. Thứ này là thần cảnh, một con đủ giết sạch bọn họ huống chi có tận 3. Biểu tình Lý Vân Tiêu thay đổi.
khe hở biến dị sao? Lý Vân Tiêu nhìn ba con thập phương hung hồn sát nhào tới, hàng trăm ma sát. Lý Vân Tiêu giơ tay lên, lôi quang tụ tập. Ầm 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 ầm. Lôi quang ngưng tụ thành phù ấn trong lòng bàn tay Lý Vân Tiêu đẩy tới trước. Vang tiếng nổ điếc tai, tất cả sinh linh ma tộc bị đánh tan nát không còn mảnh vụn, ma khí cũng bị quét sạch, bầu trời lại trong xanh. A! À, Năm Vũ Đế ha to mồm, hóa đá. Đã biến dị rồi vậy ta đi xem thử. Lý Vân Tiêu quay đầu nhìn năm người. Các ngươi cũng đi theo ta. Vâng vâng, đại nhân. Năm người dùng mình, tỉnh táo khỏi cơn ngạc nhiên, lau mồ hôi trán theo sau lưng Lý Vân Tiêu. Mới rồi một tia chớp đó quét sạch ma khí trong phạm vi, Lý Vân Tiêu bắt giữ dao động nguyên khí nhạt. Sáu bóng người lao nhanh tới trước. Lát sau, sơn mạch đằng trước có khe nứt ra thành hiệp cốc. Bên trong tràn ngập ma khí kinh người cuồn cuộn bốc lên, che mờ mắt người. Biểu tình Lý Vân Tiêu trầm trọng thi triển đồng thuật nhìn sơn cốc chằm chằm. Thực vật cỏ cây bên trong không bị diệt nhưng bị ma hóa hoàn toàn, trở nên kỳ lạ. Ong 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 ong. Trong cốc truyền đến tiếng động trầm thấp như chiến xa to lớn chậm rãi di chuyển. Đột nhiên một luồng ma quang bắn tới chợt lóe trên bầu trời, khí diễm ngập trời chớp mắt nổ tung hiện ra một con mãnh thú toàn thân đen thui há mồm phun ra một luồng ma viêm. Ầm 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 ầm. Ma viêm biến thành tuyến lửa bao phủ lên sáu người như thiên thạch đập xuống. Một tay Lý Vân Tiêu cầm kiếm cắm vào mặt đất, tay khác bắt ấn ngưng kết ra một kết giới chụp lên sáu người. Ầm 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 ầm. Ma viêm vô biên nổ ưu tinh trên kiếm giới khuếch tán bốn phương tám hướng, đỉnh núi Dung Dinh bị tước cao mấy trăm trượng nhưng sáu người lành lặn không tổn hao gì. Năm Vũ Đế ở sau lưng Lý Vân Tiêu mặt trắng bệch, lực lượng khủng bố vượt qua sức tưởng tượng của họ. Năm người thầm nghĩ nam nhân trước mặt là ai? Thú vị đây, ma giới trừ ma sát, thập phương hung hồn sát và ma quân gia còn có ma thú như thế sao? Lý Vân Tiêu bay lên, giơ cao kiếm như trăng khuyết chém xuống. Vù 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 vù. Bầu trời bị chém ra một vết nứt lớn đánh vào ma thú, bùm một tiếng chém thành hai khúc. Ma thú không kịp hú tiếng nào đã thành hai khúc rơi vào sơn cốc, hoàn toàn biến mất. Năm Vũ Đế xoay tròn mắt, trong mắt trợn to, lực lượng khủng bố thế này, thiếu niên là loại người gì vậy? Là con người sao? Lý Vân Tiêu ra lệnh. Năm người ở đây đừng đi đâu. Lý Vân Tiêu bay vào sơn cốc, ẩn vào ma vụ. Năm người gật đầu lia, bọn họ không dám đi đâu lung tung trong đây, dựng lên kết giới cảnh giác đề phòng. Rất nhanh Lý Vân Tiêu bay xuống đáy cốc, phát hiện có một vực sâu thẳng hướng lòng đất vô tận, lát sau hắn đến chỗ giới bích. Ma khí thật mạnh, đã biến dị sao? Lý Vân Tiêu vươn tay ra, chậm rãi xẹt qua giới bích, ma quang như điện bắn vào cánh tay hắn phát ra tiếng đỉ đùng lấp lóe. Biểu tình Lý Vân Tiêu trầm trọng lại vươn tay vào trong cả tấc, hắn vận chuyển ma công. Trên người hiện ra hàng trăm ma văn hút sạch những ma khí như hút máu, ma văn trơn bóng như mực. Lý Vân Tiêu bỗng thấy lòng bức bối, đôi mắt âm trầm như ưng nhìn chăm chú giới bích, dục vọng cực mạnh lan tràn trong lòng. Hắn muốn đi vào trong. Chợt có lý trí vang lên trong lòng Lý Vân Tiêu. Không được. Lý Vân Tiêu chợt xỉu, lưu ly quang lóe lên trên người hắn, ma văn toàn thân biến mất. Ngay khi ma văn biến mất thì áp lực giới bích trên cánh tay tăng gấp trăm lần. Ma quang lại lần nữa hóa lôi quang. Bùm! Lý Vân Tiêu bị đánh bay ra xa mấy chục trọng mới ổn định thân hình. Nguy hiểm quá! Lý Vân Tiêu toát mồ hôi lạnh, mặt tái nhợt nhìn chằm chằm giới bích. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, một khi thi triển ma công là có thể thích ứng giới lực ma giới, nhưng cảm giác như mất đi thanh minh linh đài, nổi điên nhập ma. Lý Vân Tiêu chợt nhớ cách nhập giới mà Lỗ Thông Tử truyền dành, lòng mặc niệm một lần, nhìn chằm chằm giới bích háo hức muốn thử. Một lát sau Lý Vân Tiêu khẽ thở dài. Thôi, đợi lần sau. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Nếu thật sự vào ma giới không biết tình huống sẽ như thế nào, tìm Hoa Thiên Thụ trước rồi nói. Lý Vân Tiêu xoay người hóa thành lôi quang đánh xuyên qua từng tầng ma chướng, biến mất trước giới bích. Thật lâu sau trong bóng tối trước giới bích nổi lên tia sáng, khoảng mấy trăm tia sáng. Đó là các cặp mắt, có lớn có nhỏ, màu sắc khác nhau. Điểm giống nhau là tràn ngập mù mịt, sát khí, lạnh băng không chút tình cảm. Chân thân các con người hiện ra, là hàng trăm ma thú hình dạng khác nhau, nhìn phía trước, chậm rãi tiến lên, ngay ngàn đến trước giới bích, chúng đột nhiên làm động tác kỳ lạ. Đám ma thú đều quỳ hướng giới BC.
chúng quỳ rạp trên mặt đất không dám ngước đầu lên. Trên giới bích chậm rãi nổi lên ba khuôn mặt người, rồi tới đường cong thân thể, chậm rãi thẩm thấu ra. Ba người khoác áo đen. Người dẫn đầu thở dài, dường như cực kỳ khó chịu với hoàn cảnh nơi đây, thở khó khăn. Phù! Đám ma thú quỳ càng thấp hơn khi ba người hiện hình, mấy con xếp hàng đầu run cầm cập cực kỳ sợ hãi. Người mặc trường bào dẫn đầu mở miệng hỏi. Nhiễm, người thấy rõ thiếu niên vừa rồi không? Mắt lóe tia sáng cực kỳ sắc bén dưới lớp áo. Người mặc trường bào tẻn Nhiễm đứng bên trái chậm rãi nói. Thấy rõ, đúng là lực lượng ma đế. Tuy rằng không đủ tinh thuần, nhưng tiểu tử này chắc chắn được một phần lực lượng ma đế và thuận theo tu luyện. Người đứng bên phải mắng lên, ma viêm bùng nổ, cảm xúc rất táo bạo. Chết tiệt, cơ hội đưa lên cửa mà chúng ta không biết nắm chắc. Người đứng giữa hờ hững hỏi. Khanh, người đang trách ta sao? Hừ. Người bên phải khẽ hừ, không trả lời nhưng tỏ rõ là oán trách. Nhiễm nói. Chỉ đại nhân nếu không ra tay tất nhiên có đạo lý, khanh đừng trách lung tung. Đạo lý, hừ. Khanh hừ lạnh. Lần này chúng ta xé rách khe hở đến chẳng phải vì được đến lực lượng đế sao. Giờ có đưa lên cửa mà không nhận, nói gì đạo lý với ta. Chỉ cười to bảo. Quỹ tích hai giới vận chuyển vừa mới xong, ma tộc sắp giáng lâm quy mô lớn, gấp gì trong một lúc. Đừng quên trong sơn mạch thiên đáng chịu uy áp giới lực thiên vũ giới ra còn có lực lượng phong ấn ngày xưa cường giả thiên vũ giới để lại cũng sẽ áp chế chúng ta rất lớn. Nếu đánh nhau thật sự chưa chắc giữ lại được người vừa rồi. Cái gì, ngươi đề cao hắn quá. Khanh bất mãn nói. Chỉ là đẳng cấp ma quân, nếu trong ma giới thì tùy tay xoa nắn, muốn đánh thế nào chẳng được. Ha ha ha. Chỉ mỉm cười nói. Ngươi có biết là trong ma giới. Xét nơi này là địa bàn thiên vũ giới, không phục tòng quy tắc thiên vũ giới, không ngoan ngoãn thì ngươi sẽ ăn đòn. Khanh khinh thường nói. Ta không tin hắn có thể trốn thoát khỏi tay ba chúng ta. Chỉ nói. Người đã đi, có tin hay không đều không quan trọng. Nhưng ta đã ghi lại hơi thở của tiểu tử này, chờ chúng ta thích ứng quy tắc giới này rồi sớm muộn gì sẽ bắt về. Bây giờ quan trọng là thích ứng lực lượng quy tắc trước ma tộc khác. Được rồi, người đã đi, có tức giận cũng ô dụng. Khanh bình tĩnh lại. Nhiều năm qua đợi được thì xá gì mấy ngày này. Khanh vung tay lên, đám ma thú tụ tập tới gần gầm gừ, run rẩy thụt lùi, rất nhanh biến mất sạch. Lý Vân Tiêu lao ra vực sâu hội hợp với 5 người cùng nhau hướng tới tinh bàn chỉ dẫn. Mọi người bay hơn nửa canh giờ. Vũ đế khống chế tinh bàn nhíu mày, 4 người khác phát hiện cái gì, cảm giác có chút kỳ kỳ. Lý Vân Tiêu hỏi. Có chuyện gì vậy? Vũ đế kia vội dừng lại chắp tay thi lễ. Đại nhân, tình huống có chút không đúng. Đã đi lâu, hình như không phải con đường lúc trước chúng ta đi. Lý Vân Tiêu khẽ ừ. Đưa tinh bàn cho ta xem. Hai tay vũ đế nâng tinh bàn đưa qua. Lý Vân Tiêu quét thần thức, người nổi lên ánh sáng trắng bao phủ phạm vi xung quanh, cảm giác không gian biến đổi. Lát sau Lý Vân Tiêu nói. Vị trí tọa độ tinh bàn đúng là đằng trước, không vì trường năng quấy nhiễu mà mất hiệu lực. Vậy, sao có thể? Vũ đế kinh kêu. Chẳng lẽ đại nhân không phát hiện cảm giác hiện tại khác với trước sao? Giống như là bắt đầu có ma khí dao động. Có lẽ đằng trước lại là một khe hở. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng. Chính ngươi còn cảm giác được chẳng lẽ ta không biết. Có lẽ Nhâm Hề Mân muốn để bọn họ đi khe hở. Năm vũ đế nhìn nhau. Cái gì, chúng ta không hiểu. Lý Vân Tiêu nói. Đừng nói nhảm, đi đi. 6 người tiếp tục đi theo hướng tọa độ tinh bàn. Quả nhiên xảy ra trạng huống lúc trước, ma khí nhiều lên. Đằng trước trở nên mơ hồ không thấy cuối. Một người kêu lên. Không lẽ nơi này là cấm khu? Vũ đế đó đứng lại không dám đi tiếp. Lý Vân Tiêu lòng máy động hỏi. Cái gì là cấm khu? Vũ đế giải thích rằng. Là nơi cực kỳ nguy hiểm chưa thăm dò rõ ràng. Trong sơn mạch thiên đáng có hơn ư mời chỗ như vậy. Mấy năm qua nơi này là chiến trường hai giới địa chiến nên các loại cạm bẫy, phòng ấn nhiều không đếm xuể. Lý Vân Tiêu lặng im nhớ đến nơi kiếp trước mình đặt chân tới hơn phân nửa chính là cấm khu. Nhưng sơn mạch thiên đãng quá lớn, vị trí khó phân biệt, nếu không Lý Vân Tiêu rất muốn lại đi thăm dò.